Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 49. Trúc Linh Linh cũng sững sờ, không ngờ người mà Vương Vân Cương gọi đến lại chống lưng cho Tần Lâm, người nhà họ Trúc cũng trợn tròn mắt. Thần kỳ quá! Vương thiếu gia bị vả mặt, Trúc Tiểu Nguyệt bị đánh cho một trận, cả đại sảnh không ai dám dây vào đoàn Bảo Đông, ngay cả Vương Vân Cương cũng không dám đáp tả, huống hồ là người nhà họ Trúc, Trúc Nhị Bạch cũng sợ đến mức cái mặt già nhăn nhúm lại, trốn ở đằng sau, không dám nói gì. Tất cả mọi người đều ỉu xìu, lúc trước còn khinh thường Tần Lâm, bây giờ đều trố mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh, đoàn Bảo Đông là người có tiếng tăm ở thành phố Đông Hải, ngay cả Vương thiếu gia cũng phải gọi dạ bảo vâng, bọn họ thì là cái thá gì chứ? Sự kiêu căng ngạo mạn lúc đầu của nhà họ Trúc bây giờ biến mất sạch sành xanh, cho dù là sự tức giận của Trúc Nhị Bạch hay là sự chỉ trích của Trúc Tam cô thì đều không còn nữa. Đoàn Bảo Đông không phải là người bọn họ dây vào nổi, bây giờ Tần Lâm ở cùng phe với đoàn Bảo Đông, ai dám nói nửa chữ không? Tần Lâm nhìn Vương Vân Cương. Cứ như vậy đi, sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Vương Vân Cương không dám nói gì, lúc này đoàn Bảo Đông nói chuyện qua lại mấy câu với anh liền dẫn người đi trước. Anh Tiểu Lâm, cảm ơn anh. Trúc Linh Linh vẫn khá thận trọng, không ngờ Tần Lâm lại thân với đoàn Bảo Đông như vậy, ngay cả Vương Vân Cương cũng phải chịu lép vế. Người nhà họ Trúc khi nhìn thấy cảnh này thì vẫn sợ hãi, may mà Tần Lâm thì không định tính toán với bọn họ, nếu không bọn họ khó lòng trốn thoát. Tần Lâm nhẹ nhàng nói, dịu dàng vuốt tóc Trúc Linh Linh, khiến người khác ngưỡng mộ. Nói linh tinh gì vậy, anh là người đàn ông của em, anh không đứng bên bảo vệ em thì ai đến bảo vệ em đây? Nhìn thấy đoàn Bảo Đông rời đi, Vương Vân Cương lại hùng hổ trở lại, không ai ngờ, Vương Vân Cương lại làm vậy. Vừa quỳ trước mặt Tần Lâm không dám nói gì, bây giờ đã thay đổi thái độ, ưỡn thẳng lưng. Anh đứng lại cho tôi. Tần Lâm, tôi cho anh đi chưa? Anh chẳng phải chỉ dựa vào y thuật, cứu được đoàn Bảo Đông thôi sao? Nói thẳng ra là ơn cứu mạng, anh nghĩ mình là đại ca à? Cái thứ như ơn nghĩa càng dùng càng ít, đoàn Bảo Đông có thể giúp anh một lần, anh nghĩ ông ta sẽ giúp anh lần hai sao? Bây giờ đoàn Bảo Đông đi rồi, trong mắt tôi anh chỉ là rác rưởi. Không có đoàn Bảo Đông, Vương Vân Cương tôi muốn chị anh dễ như trở bàn tay vậy. Vương Vân Cương không cam lòng, mới nãy còn khiếp sợ uy nghiêm của đoàn Bảo Đông, bị đánh đến quỳ xuống, bây giờ khi đoàn Bảo Đông rời đi, anh ta liền không bỏ qua chuyện này. Anh Cương, anh phải báo thù cho em, hu hu hu. Mặt em bị đánh sưng lên rồi, đều tại anh ta, nếu không vì anh ta em cũng không bị đánh, cũng không phải quỳ xuống. Trong lòng Trúc Tiểu Nguyệt đầy lửa giận. Cũng không cam tâm. Nhưng khi Vương Vân Cương nói vậy, cô ta liền cảm thấy mặc dù Tần Lâm từng cứu đoàn Bảo Đông nhưng ông ta sẽ giúp đỡ anh nhiều lần chắc. Ân tình bạc bẽo, cuộc đời ác độc, đoàn Bảo Đông sẽ không giúp anh đến lần thứ hai đâu. Không có đoàn Bảo Đông anh chỉ là một đống phân, anh lấy gì ra để đấu với tôi. Vương Vân Cương trợn to mắt, từ nhỏ đến lớn anh ta chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy. Vương Vân Cương bây giờ chỉ muốn giết Tần Lâm để xóa đi cơn tức trong lòng mình. Trúc Tam cô chỉ vào Tần Lâm mà nói. Đúng, chẳng phải vì cứu đoàn Bảo Đông sao? Ngoại trừ y thuật, cậu còn có cái gì? Bây giờ đoàn Bảo Đông đi rồi, cậu có gì giỏi giang chứ? Vương thiếu gia, cái loại tự mình cho là đúng, cáo mượn oai hùm này tôi thấy nhiều rồi, hừ hừ. Trúc Tam đao vênh mặt hất hàm mà nói. Tần Lâm, cậu còn không mau quỳ xuống trước Vương thiếu gia. Không quỳ xuống thì không còn cơ hội đâu, nếu không vì nể cậu cứu tôi thì hôm nay tôi sẽ không quan tâm đến cậu, đoàn Bảo Đông cứu cậu được một lần, sẽ không cứu cậu cả đời, bây giờ người ta đi rồi, cậu ra mặt với ai được chứ? Tôi cho cậu cơ hội, cậu không dùng, mặc dù cậu từng cứu tôi, nhưng tôi sẽ không cho cậu cơ hội lần thứ hai đâu. Đoàn Bảo Đông cũng vậy thôi. Tần Lâm đột nhiên cười, nhìn về phía Vương Vân Cương và cả nhà họ Trúc. Trúc Tiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn Tần Lâm. Anh cười cái gì, mau quỳ xuống trước anh Cương, anh đúng là cái loại cho cơ hội mà không dùng, ông nội cho anh cơ hội cuối rồi đấy, anh cứ ngu xuẩn hồ đồ như vậy, chẳng ai cứu được đâu. Giọng nói của Tần Lâm ngày càng lạnh. Tôi vốn muốn tha cho mấy người một mạng, oan oan tương báo biết bao giờ mới dứt. Huống hồ nhà họ Trúc mấy người còn là người thân của Linh Linh, nhưng mấy người cứ đe dọa tôi, điều này khiến cho tôi quá thất vọng, Linh Linh cũng bị các người ép đến mức không trốn dung thân. Nhà họ Trúc mấy người đúng là tự mình tạo nghiệt. Ai ôi, nhà họ Trúc chúng tôi đâu đến phiên cậu khoa tay múa chân,
nói năng đường hoàng như thế còn tưởng cậu muốn ở rể nhà họ Trúc chúng tôi đấy. Cũng chỉ có mấy chiêu dỗ dành lừa gạt này mới lừa được con ngu Trúc Linh Linh ở bên cậu thôi, nếu là tôi thì tôi đá cậu lâu rồi, cậu có tư cách gì mà ra oai ở nhà họ Trúc chúng tôi, Đoàn Bảo Đông đi rồi bây giờ là thiên hạ của Vương Thiếu Gia, cậu sánh bằng Vương Thiếu Gia chắc. Vương Thiếu Gia chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể dí chết cậu. Cái loại không biết tốt xấu như cậu, bố tôi đã tạo cơ hội cho cậu, cậu còn không mau quỳ xuống trước mặt Vương Thiếu Gia thì thôi đi, bây giờ còn nằm mơ nghĩ rằng Đoàn Bảo Đông sẽ lại quay lại giúp cậu chắc. Trúc Tam cô che miệng cười thầm, chào Phúng Tần Lâm, anh chẳng phải chỉ là một bác sĩ thôi sao? Còn tự mình mở phòng khám bệnh, loại người như này thì có tiền đồ gì chứ? Chỉ thừa kế được cái trang viên Thanh Mai, khéo còn chẳng trả nổi phí bảo vệ ở đấy. Loại người không có bản lĩnh như này mà muốn ở cùng chỗ với người nhà họ Trúc chắc, Trúc Tam cô nhất định không để yên đâu. Trúc Minh tỏ vẻ oai phong lẫm liệt, nói năng vô cùng hùng hồn, sau khi Đoàn Bảo Đông đi, tất cả mọi người đều nhảy loạn lên. Nhà họ Trúc chúng tôi không phải nơi cậu có thể ở rể đâu, đừng nghĩ vậy nữa, sau này, cả con tiện nhân Trúc Linh Linh và cậu đều cút khỏi nhà họ Trúc đi, mấy người không xứng. Vương Vân Cương hung ác mỉm cười. Muốn đấu cùng tôi? Anh biết bố tôi là ai không? Bố tôi là chủ tịch của tập đoàn Đông Thăng có giá trị cả chục tỷ, là doanh nghiệp đứng đầu trong thành phố Đông Hải này. Tôi chỉ cần ra oai một phát là đủ để hù chết mấy người rồi, mấy người biết đây là khái niệm gì không? Tôi có thể dùng tiền đập chết anh tin không? Bây giờ tôi gọi điện cho bố tôi xem anh còn cười đến lúc nào? Tần Lâm nói. Được, vậy tôi cũng gọi điện, đến lúc đó để xem bố anh còn giữ chức đó không? Mau lên, tôi đợi không nổi nữa, ha ha ha, tí nữa anh sẽ biết, bản thân đã hối hận vì đến đây, tôi muốn cho anh biết, Đoàn Bảo Đông không phải là chúa cứu thế của anh. Vương Vân Cương lại lôi điện thoại ra, gọi điện cho bố mình. Bố mau sắp xếp người qua đây, càng nhiều càng tốt, nếu không bố không thấy được con trai bố đâu. Tần Lâm cầm điện thoại lên, gọi cho Mạnh Văn Cương. Mạnh Văn Cương nghe máy. Alo tiểu sư huynh à. Có chuyện gì thế? Tần Lâm hỏi. Sư đệ biết tập đoàn Đông Thăng chứ? Mạnh Văn Cương trầm giọng nói. Biết, sao vậy? Ông ta đắc tội tiểu sư huynh sao? 10 phút, sư đệ khiến cho tập đoàn Đông Thăng tiêu đời đi, không thành vấn đề chứ? Cái này, có hơi khó chút, tập đoàn Đông Thăng rất lớn, chắc phải mất mấy ngày. Mạnh Văn Cương có hơi khó xử, cười khổ nói. Mặc dù ông ấy là người giàu nhất Đông Hải nhưng muốn khiến cho một tập đoàn lớn trị giá cả chục tỷ sụp đổ thì một câu nói rất khó hoàn thành. Tần Lâm nói, gọi điện cho lão Tôn nữa, xem còn khó không? Nếu Tôn sư huynh ra mặt thì chắc chắn sẽ không thành vấn đề, vài phút là xong thôi. Mạnh Văn Cương vui vẻ, so sánh năng lực của bản thân và người phụ trách của Đông Hải Tôn Kiến Dân thì khó so lắm, chỉ cần Tôn sư huynh gật đầu thì chắc chắn không thành vấn đề. Bất kỳ doanh nghiệp tập đoàn nào cũng không phải vấn đề, một câu nói của Tôn Kiến Dân là đủ để xử lý sạch mọi chuyện rồi. Được rồi, gọi điện cho lão Tôn đi, cứ nói là tôi bảo tập đoàn Đông Thăng không cần tồn tại nữa. Chim trên cành cũng có đôi, non xanh nước biếc cũng mỉm cười. Một cô gái tươi như hoa, xinh như ngọc, khoác lên mình bộ đồng phục, đi đôi tất da chân bóng loáng, lộ ra dáng người yểu điệu, nóng bỏng. Cô ta ở trong văn phòng nhảy múa khoe dáng, vui vẻ hát những câu ca nhị nhân chuyển sao bằng giọng Đông Bắc chính tông. Sao nhị nhân chuyển là một loại hình nghệ thuật dựa trên các điệu ca dân gian ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Vương Đại Hải nhìn chăm chú, mắt hơi híp lại, vắt chéo hai chân, ánh mắt quét tới quen lui trên người nữ thư ký, nụ cười mờ ám. Tiểu Thúy, em hát càng ngày càng hay, ha ha ha, anh nghe mãi không chán. Nào nào nào, lên giường hát với anh nào. Anh đáng ghét quá à, Chủ tịch Vương. Tiểu Thúy giả bộ từ chối mà nói, liếc nhìn Vương Đại Hải liền ôm lấy cô ta, đẩy cô ta vào trong căn phòng bí mật trong văn phòng, sau đó hung ác mà vỗ một phát lên cánh mông nở nang của Tiểu Thúy. Bốp, 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 ngọn lửa trong mắt Vương Đại Hải như bùng cháy, mặc dù đã qua tuổi ngũ tuần nhưng tinh lực của ông ta vẫn còn dồi dào lắm. Mấy năm nay trèo chống tập đoàn Đông Thăng cũng tốn khá nhiều tâm tư, bây giờ cuối cùng cũng sắp đến lúc về hưu rồi, sao lại không chơi mấy thứ mới mẻ chứ? Vương Đại Hải như sói như hổ, điên cuồng xé nát quần áo của thư ký, đạn đã lên nòng rồi. Tinh tinh tinh! Vương Đại Hải vừa cởi quần áo thì điện thoại reo,
Điều này khiến ông ta không khỏi nhíu mày, lúc này tên điên nào gọi điện không biết. Alo, Chủ tịch Vương, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Cuộc điện thoại của thư ký khiến cho Vương Đại Hải nổi giận. Phủi phui cái mồm, có chuyện gì, nếu như không phải chuyện gì lớn thì cậu bị sa thải. Vương Đại Hải mắng. Không biết tại sao nhưng mà cổ phiếu của tập đoàn chúng ta đang tụt dốc không phanh, đã đạt đến con số thấp nhất trong 10 năm qua. Thư ký sốt ruột nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Đại Hải bình tĩnh lại, mẹ kiếp, cổ phiếu lao dốc, đùa gì vậy, ai dám ra tay với bọn họ vậy? Không thể nào, ngày thường ông ta vẫn luôn làm người tốt, có đắc tội với ai đâu, mấy năm nay doanh nghiệp của bản thân mặc dù ngày càng lớn nhưng vẫn luôn dĩ hòa vi quý, không đắc tội ai hết. Tinh tinh tinh, tinh tinh tinh, một chiếc điện thoại khác của Vương Đại Hải lại reo lên. Cậu chờ chút. Vương Đại Hải nói xong liền bắt máy. Alo, Tổng Giám Đốc Trần à. Đừng có gọi tôi là Tổng Giám Đốc Trần, tôi không chịu nổi đâu. Vương Đại Hải, tôi muốn rút vốn đầu tư, ông chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta ký hợp đồng. Những hợp đồng lúc trước đã viết rõ rồi, cổ phần của tôi rút lúc nào cũng được, không cần chịu nguy hiểm gì, tôi là người đầu tư, không phải là giúp việc của ông. Tổng Giám Đốc Trần, sao tự nhiên ông nói vậy? Alo. Vương Đại Hải sững sờ, nụ cười trên môi không còn nữa, có điều lúc này, máy bàn trong văn phòng lại reo lên. Ai đấy? Vương Đại Hải kiềm chế nỗi sợ hãi và sốt ruột trong lòng, Tổng Giám Đốc Trần khốn khiếp dám rút vốn đầu tư, tận 25% cổ phần, bảo rút là rút, đúng là đồ điên. Ông rút vốn thì công ty của ông đây phải làm thế nào? Chào ông Vương Đại Hải, tôi là người của Ngân hàng Quảng Phát, mau trả khoản vay 3 tỷ của ông. Nếu không để quá hạn thì chúng tôi sẽ đóng băng tài khoản của ông, mong ông hợp tác. Vương Đại Hải sững sờ. Sao ngân hàng lại vội vàng thu lại khoản vay vậy? Sao có thể vậy chứ? Đích thân ông ta đã tặng một món quà khá lớn cho chủ tịch ngân hàng mà, sao bây giờ lại đòi tiền? Bực mình quá. Tinh tinh tinh. Chuông điện thoại lại reo lên, sắc mặt Vương Đại Hải vô cùng khó coi. Tổng Giám Đốc Lưu, cái gì? Ông muốn rút vốn? Vương Đại Hải run rẩy, hôm nay gặp phải chuyện gì vậy? Sao toàn là chuyện xấu thế? Vương Đại Hải run rẩy hỏi, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Tổng Giám Đốc Lưu, xin hỏi một câu, tôi đắc tội ai sao? Cái này thì phải hỏi con trai yêu quý của ông. Tít, đầu dây bên kia cúp máy, như có ai đang véo vào lồng ngực của Vương Đại Hải vậy, Vương Vân Cương. Thằng ngu này, ông đây sẽ lột da mày. Nghĩ đến Vương Vân Cương vừa nhờ mình gọi người xử lý đống lộn xộn của anh ta, Vương Đại Hải cảm thấy vô cùng khó chịu. Là nó, chắc chắn là nó. Vương Đại Hải sắp không chịu được nữa rồi, nghe mấy cuộc điện thoại toàn là rút vốn đầu tư, còn có cả ngân hàng dục trả khoản vay nữa, cổ phiếu thì lao dốc, chuyện gì thế này? Chủ tịch Vương, có rất nhiều người ở cơ quan công an và tòa án, họ nói ông dính líu đến việc trốn thuế, gian lận thuế, muốn mời ông đến để điều tra. Vương Đại Hải cảm thấy huyết áp mình tăng vùn vụt, tim đập thình thịch, run rẩy cầm điện thoại lên gọi cho con trai Vương Vân Cương. Vương Vân Cương lúc này còn đang hăm hở, nghênh ngang, khiến cho vô số người nhà họ Trúc ngưỡng mộ. Tên nhãi, hôm nay tôi phải cho anh xem, ai mới là bá vương của Đông Hải. Dám đấu với tôi, anh còn non lắm. Vương Vân Cương tôi là người như nào chứ? Mấy người cần biết rõ tôi không chém gió, cái Đông Hải này. Tôi nói tôi đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, mấy năm nay tôi không ở Đông Hải, có vẻ như có nhiều tên đầu trâu mặt ngựa bắt đầu xuất hiện để gây chuyện, trên núi mà không có hổ thì khỉ cũng tự nhận mình là vương, đúng là buồn cười. Ngôn tình ngược. Sau này, nhà họ Trúc là nhà tôi, có chuyện gì, xảy ra chuyện gì cứ tìm tôi, nếu như có người muốn làm loạn thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta. Vương Vân Cương vỗ ngực bảo đảm. Đúng vậy, Vương thiếu gia là ai chứ? Là người mà anh ta sánh bằng chắc. Vương thiếu gia của chúng ta vẫn là người nắm tiền tay trong tay. Đúng vậy, Vương thiếu gia là công tử số 1 số 2 ở Đông Hải, tôi thấy tên này tiêu đời rồi, dám ra vẻ trước mặt Vương thiếu gia. Đó chẳng phải là muốn chết sao? Thế giới bây giờ, người có tiền thì được tôn sùng, còn không có thì chỉ là mấy tên ngu thôi. Mọi người cười khẩy, mắt nhìn Tần Lâm, trong mắt họ, Tần Lâm chẳng qua chỉ là một tên hề nhảy nhót thôi. Vương thiếu gia, sau này nhà họ Trúc phải nhờ cậu nâng đỡ rồi, ha ha ha. Trúc Tam cô cười nói,
Vương Vân Cương là ông chủ của bọn họ, chắc chắn không thể tùy tiện buông tay, mượn tay nhà họ Vương, bọn họ nhất định sẽ một nấc lên trời, ngay cả lợn cũng có thể bay được chứ đừng nói đến nhà họ Trúc đang bừng bừng như mặt trời ban trưa. Chỉ cần nhà họ Vương hết lòng giúp đỡ, nhà họ Trúc bọn họ sẽ trở thành ông hoàng mới của Đông Hải. Trúc Nhị Bạch trịnh trọng nói. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Vương, sau này Y Dược Văn Hoa cũng sẽ được giao cho Trúc Tiểu Nguyệt quản lý thôi, Tiểu Nguyệt vừa đi du học trở về, nhất định có bản lĩnh và kinh nghiệm. Đến lúc đó Tiểu Nguyệt nói làm như nào thì làm như thế, quyết liệt không cần quan tâm, nhà họ Trúc sẽ mãi mãi là hậu thuẫn vững chãi của con bé. Sắc mặt Trúc Linh Linh trầm xuống, việc cướp mất vị trí chủ tịch Y Dược Văn Hòa của cô ấy, hóa ra bọn họ đã chuẩn bị từ trước rồi, đó chính là để thoái vị nhường ngôi cho Trúc Tiểu Nguyệt. Đúng là ỷ thế hiếp người. Trúc Linh Linh tức muốn chết. Cảm ơn ông hai, cháu sẽ không phụ lòng mọi người đâu. Trúc Tiểu Nguyệt hưng phấn vô cùng. Được trở thành kẻ đứng đầu của Y Dược Văn Hòa, nghĩ thôi đã kích động rồi, sự nỗ lực của mình mấy năm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Trúc Tiểu Nguyệt nhìn Vương Vân Cương. Anh Cương, điện thoại của anh reo kìa. Lúc này, ngoài cổng có hơn 20 người hùng hổ xông vào. Vương Vân Cương cười nói. Thấy chưa, đây là người bố tôi phái tới. Một nhóm khoảng 20 công an mặc đồng phục bao vây Tần Lâm và Vương Vân Cương lại. Ai là Vương Vân Cương? Vương Vân Cương kiêu ngạo nói, ngẩng cao đầu, bước đi nhàn nhã. Là tôi. Vương thiếu gia có mặt mũi thật, không ngờ lại quen biết cả công an. Anh đùa à, người ta là thiếu gia của tập đoàn Đông Thăng đấy, tập đoàn Đông Thăng mà anh không biết à? Nó là doanh nghiệp hàng đầu thành phố Đông Hải đấy, Vương Đại Hải là người có chức có quyền của thành phố này đó. Kinh thật, ngay cả cơ quan chức năng cũng vào cuộc để chống lưng cho Vương Đại thiếu gia. Nhà họ Trúc đúng là tìm được một anh rể hiền rồi. Ha ha ha, Y Dược Văn Hòa nhất định sẽ lên một tầng cao mới, thực lực thế này đúng là có mặt mũi thật. Mọi người xung quanh không ngừng khen Vương Vân Cương, Trúc Tiểu Nguyệt đứng bên cười không khép nổi miệng, đúng là phú nhị đại thực sự mà, người thực sự có quyền lực, có máu mặt. Nhà họ Vương có thể điều động cả công an đến, giỏi thật. Trúc Nhị Bạch và Trúc Tam Đao nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Bây giờ có vẻ như chàng rể hiền này đúng là ván đã đóng thuyền rồi, có năng lực thật, nhà họ Vương ở Đông Hải cũng là gia tộc thâm căn cố đế, nhà họ Trúc sau này nhất định sẽ được nhờ, đến lúc đó nhà họ Trúc lo gì không phất lên như diều gặp gió. Miệng Trúc Minh cười đến mức sắp méo, sau này không chỉ bố ông ta Trúc Tam Đao mà ngay cả bác hai Trúc Nhị Bạch cũng sẽ đề cao bọn họ, chắc cũng phải suy tính, con rể của mình là thiếu gia tập đoàn Đông Thăng. Bây giờ một cái Y Dược Văn Hòa nhỏ bé đã chẳng là gì với ông ta rồi. Đây là gì chứ? Đây là may mắn, đây là số trời đã định. Trúc Minh cười ha ha nói. Đại Dũng, Vương Vân, thấy chưa, mấy người tìm con rể phải soi kỹ đấy, nếu không không biết sẽ tìm được thứ gì đâu, ha ha ha. Giống như bạn trai của Tiểu Nguyệt của chúng ta mới là tiêu chuẩn, có thể gả được vào họ Vương, cả đời anh có thể yên tâm rồi. Mũi Vương Vân sắp vẹo rồi. Bà ấy nhìn Tần Lâm, càng nhìn càng tức, Tần Lâm so với Vương Vân Cương đúng là khác biệt một trời một vực, người như thế này mà dám lên mặt với Vương thiếu gia sao? Cậu ta lấy đâu ra nhiều dũng khí đến thế? Nhìn thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của đám Trúc Minh, Vương Vân tức mà không đánh được, chẳng phải chỉ là tìm con rể thôi sao, để tôi chống mắt lên xem mấy người đắc ý đến đâu, được lợi như vậy nhưng không tốn công lấy lòng người ta chắc. Vương Vân lạnh lùng hừ một tiếng. Trúc Minh và Trúc Tam cô đều thấy, bọn họ hớn hở, bây giờ cuối cùng cũng đến lúc bọn họ vực dậy ở nhà họ Trúc rồi, lúc trước Trúc Linh Linh chỉ thiếu nước đạp anh em họ xuống bùn thôi, bây giờ trở mình thành chủ nhân, Vương Vân tức đến mức đầu bốc khói, anh em bọn họ chuẩn bị mua pháo để đốt chúc mừng rồi. Thân phận của Trúc Minh cũng lên như diều gặp gió ở nhà họ Trúc, có con rể tốt Vương Vân Cương, sau này nhà họ Trúc chẳng phải là sân chơi của ông ta sao? Thân phận. Địa vị của Vương Vân Cương có vẻ như lợi hại hơn bọn họ tưởng tượng nhiều, bây giờ tất cả công an đều đang bao vây Tần Lâm lại, lần này Tần Lâm chắc chắn sợ đến mức tè ra quần rồi. Trúc Linh Linh vô cùng sốt ruột, nhiều công an đang bao vây Tần Lâm lại như vậy, chẳng nhẽ bọn họ muốn vụ oan giáng họa cho Tần Lâm à? Anh Tiểu Lâm, phải làm thế nào bây giờ? Nghĩ đến đây, Trúc Linh Linh càng lo hơn, vội vàng nắm chặt lấy tay anh không chịu buông. Vương Vân Cương vừa nhận điện thoại liền hung hăng nói. Alo, bố à, người bố phái đến rồi, bố xem thu thập anh ta thế nào. Mẹ kiếp,
Tên nhãi, mày đắc tội ai mày có biết không? Mau quỳ xuống xin lỗi người đó, nếu người đó không tha thứ cho mày thì nhà họ Vương chết chắc. Giá cổ phiếu trượt dốc, ngân hàng đòi nợ, cổ đông rút vốn, tòa án gửi chát hầu tòa, mẹ kiếp, bây giờ chắc tao chết mất. Vương Vân Cương, mẹ kiếp mày đắc tội ai rồi, bây giờ mau quỳ xuống dập đầu cho tao, nếu không tao chặt chân mày, tập đoàn Đông Thăng của chúng ta tiêu đời rồi. Vương Vân Cương vốn đang tuyên bố rất hùng hồn, nhưng bây giờ nghe thấy tiếng chửi mắng của bố, sao có thể thế được? Tần Lâm, chẳng nhẽ là anh, bởi vì một cú điện thoại của anh mà cả tập đoàn Đông Thăng bị cô lập bốn phía, chẳng nhẽ là do mình Tần Lâm đờ sao o diễn tất cả. Vương Vân Cương thầm nghĩ chết chắc rồi, trong ánh mắt của Tần Lâm vẫn tràn đầy tự tin, ung dung, anh nhìn anh ta, Vương Vân Cương giống như một tên hề khoác lác trước mặt mọi người, bây giờ quỳ xuống. Tôi phải quỳ xuống trước anh sao? Vừa nãy đã quỳ một lần rồi, vừa mới chém gió bây giờ lại quỳ xuống thì nhục mặt lắm. Nhưng bây giờ không quỳ thì phải làm thế nào? Lời bố nói khiến cho anh ta cảm thấy tuyệt vọng, tập đoàn Đông Thăng thực sự tiêu đời rồi sao? Cổ phiếu tụt dốc, ngân hàng siết nợ, cổ đông rút vốn, tòa án gửi chát, mấy thứ này đều là thật sao? Bố anh ta bây giờ chật vật lắm rồi, chứ càng đừng nói đến anh ta, không có bố, không có nhà họ Vương, anh ta chỉ là một con chó mất nhà mà thôi. Trúc Tiểu Nguyệt cười nói. Anh Cương, sao vậy? Chú nói sao? Vương Vân Cương nhìn Trúc Tiểu Nguyệt, ánh mắt đầy sự tức giận và phẫn nộ, đều tại cô. Đều tại con phò như cô, nếu không vì cô thì tôi đâu thành ra như thế. Tập đoàn Đông Thăng xong đời rồi, bố cũng sắp phải ra tòa, cổ phiếu tụt dốc, cổ đông rút vốn, tất cả đều do cô ta ban tặng. Con tiện nhân này, mày cút cho tao. Vương Vân Cương tát một phát lên mặt cô ta bị tát mà sững sờ, nhà họ Trúc thấy vậy cũng sững sờ, chuyện gì thế này? Tại sao anh ta lại đánh Trúc Tiểu Nguyệt? Trúc Tiểu Nguyệt là bạn gái của anh ta mà. Mẹ kiếp! Vương Vân Cương liên tục đạp mấy phát, khiến cho mũi Trúc Tiểu Nguyệt chảy máu. Vương thiếu gia, cậu, sao cậu lại đánh người? Trúc Minh thấp thỏm hỏi, nhưng không dám lật mặt với Vương Vân Cương, rụt rè đi đến sau Trúc Tiểu Nguyệt. Nhưng Vương Vân Cương căn bản không quan tâm, anh ta xoay người quỳ xuống trước mặt Tần Lâm, lúc này tất cả mọi người đều sững sờ, bầu không khí trong đại sảnh như đọng lại. Chuyện gì vậy? Sao Vương thiếu gia lại quỳ xuống? Chuyện vớ vẩn gì thế này? Tần Lâm là loại nào chứ? Sao lại có thể khiến cho Vương thiếu gia năm lần bảy lượt quỳ xuống như vậy? Chẳng nhẽ Tần Lâm thực sự giả vờ à? Chẳng nhẽ anh mới là Phú Nhị Đại thực sự? Trúc Nhị Bạch híp mắt, tâm tư xoay chuyển, Vương Vân Cương đầu tiên đánh Trúc Tiểu Nguyệt bây giờ lại quỳ xuống trước Tần Lâm. Điều này khiến người ta không hiểu nổi. Anh Tần, xin anh tha cho em một mạng, sau này em không dám tái phạm nữa. Em dập đầu với anh Tần, cầu xin anh đấy. Bộp bộp bộp. Vương Vân Cương liên tục dập đầu đến mức máu me be bét, dập liên tục hai mươi mấy lần, nhưng Tần Lâm vẫn không động đậy, những người ở đây đều sững người, Vương thiếu gia bị ma nhập à. Trúc Linh Linh mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh Tiểu Lâm mới thực là boss đứng sau màn sao. Anh Tần, em cắn rơm cắn cỏ lại anh, em xin anh tha cho em một lần này thôi, em biết lỗi rồi, sau này em sẽ thay đổi lại bản thân, không bao giờ dám hoành hoang nữa, anh Tần ơi. Hu hu hu. Vương Vân Cương ôm lấy chân Tần Lâm, khóc lóc tỉ tê mà nói, ngoài ra cũng không quên dập đầu liên tục, máu chảy tung tóe. Người nhà họ Trúc và lãnh đạo cấp cao của Y Dược Văn Hòa thấy vậy mà kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Sao lại thế? Vương thiếu gia rốt cuộc bị sao vậy? Đúng vậy, Vương thiếu gia có thân phận như thế nào chứ? Sao có thể dập dầu liên tục như vậy được? Đây đúng là không thể tưởng tượng nổi mà. Chẳng nhẽ tên Tần Lâm kia thực sự là Phú Nhị Đại ẩn mình à? Mọi người thi nhau đoán giả đoán non thân phận của Tần Lâm, không ai hiểu tại sao Vương Vân Cương lại dập đầu nhận sai như vậy, nhưng có một điều có thể khẳng định đó là Vương thiếu gia hình như rất sợ Tần Lâm. Mặt Trúc Minh đỏ ửng lên, không dám khoa tay múa chân với Vương Vân Cương, còn Vương Vân đứng bên cạnh thì xem đến nghiệt, nhưng không một ai biết sốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chỉ một cuộc điện thoại mà có thể khiến Vương Vân Cương ngoan ngoãn thần phục Tần Lâm vậy sao? Điều này khiến cho nhiều người hoài nghi, khó hiểu. Trúc Minh nghiến răng nghiến lợi nói, ông ta hiểu rõ Vương Vân Cương, nhưng Tần Lâm thì ông ta không sợ. Tần Lâm, cậu nói đi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao con rể tôi lại dập đầu với cậu? Tần Lâm nhún vai, mặt đầy vẻ rửng rưng.
anh ta dập đầu với tôi, sao tôi biết được? Âu Dương Diễm Diễm nói nhỏ, tức giận nhìn Tần Lâm. Cậu không biết thì ai biết lý do tại sao cậu ấy dập đầu trước mặt cậu chứ? Mụ già chết tiết, mấy người là đồ lợn ngu, mẹ kiếp, im mồm hết cho tôi. Vương Vân Cương tức giận gào thét, trông anh ta như một con chó điên vậy, hai mắt đỏ như máu, nhưng vẫn không ngừng dập đầu trước mặt Tần Lâm. Sắc mặt của tất cả mọi người của nhà họ Trúc đều vô cùng khó coi, đương nhiên là ngoại trừ Vương Vân và Trúc Linh Linh ra. Âu Dương Diễm Diễm bị mắng một trận nhưng cũng chỉ giận mà không dám nói, bà cụ không đắc tội nổi người có thân phận như Vương Thiếu Gia, nhỡ may chọc giận Vương Thiếu Gia thì bọn họ không chịu nổi. Mặc dù tức đấy, nhưng dù sao người ta cũng là đại thiếu gia nhà họ Vương, Âu Dương Diễm Diễm cũng chỉ có thể nhịn thôi. Anh Tần, em dập đầu với anh nói em dập đầu bao nhiêu cái thì em dập đầu bấy nhiêu cái, em làm chó cho anh cũng được, chỉ cần anh cho em một cơ hội lại làm người thôi, go go go. Vương Vân Cương bắt đầu sủa trước mặt mọi người, Trúc Tiểu Nguyệt và mọi người hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui vào, mất mặt quá đi mất. Đại thiếu gia nhà họ Vương gì chứ, dễ hiền gì chứ, đây đúng là mất mặt mà. Vốn là một buổi tiệc tiếp đón vui vẻ, bây giờ Trúc Tiểu Nguyệt lại bị đánh một trận, ngay cả Vương Vân Cương cũng khiến cô ta mất hết mặt mũi, Trúc Tiểu Nguyệt chỉ muốn chết đi cho xong. Ác giả ác báo, đây đều là do anh tự mình chuốc lấy, chẳng trách được ai cả. Tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh lại không dùng, tôi muốn tha mạng cho anh nhưng anh không chịu buông tha cho tôi, cứ hùng hổ dọa người, bây giờ hối hận thì muộn rồi. Xin lỗi. Cút đi. Tần Lâm đạp Vương Vân Cương ra, sắc mặt anh ta tái xanh, cơ thể run rẩy không ngừng. Mấy công an bao vây xung quanh trầm giọng nói. Còng anh ta lại, mang đi. Vương Vân Cương kinh hồn bạt vía, bất an sợ hãi mà nói. Mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra, đừng bắt tôi. Bố anh dính líu đến trốn thuế, gian lận thuế, buôn lậu, rửa tiền, còn dùng tên của anh để tẩy trắng, bây giờ tòa án gọi anh đến. Mang anh ta đi. Lúc này, tất cả mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hóa ra những người này không tới đây để giúp Vương Vân Cương mà để bắt anh ta đi. Hóa ra là vậy. Tất cả mọi người giờ mới hiểu, nhưng người này đâu có giúp đỡ Vương Vân Cương đâu, mà là người của cơ quan công an. Của tòa án, Vương Vân Cương dù có thực lực đến đâu cũng không thể một tay che trời được. Bố Vương Vân Cương chẳng phải là Vương Đại Hải, chủ tịch tập đoàn Đông Thăng sao? Trốn thuế, gian lận thuế, buôn lậu không phải tội nhỏ đâu. Hơn nữa Vương Văn Cương lần này còn là đồng lõa. Cô là bạn gái anh ta phải không? Đi cùng đi, chúng tôi cần cô phối hợp điều tra. Người của cơ quan công an còng Trúc Tiểu Nguyệt mặt mày đầy máu, hoảng loạn bất an lại. Đừng! Tôi không quen anh ta, tôi không quen anh ta, mấy người bắt lầm người rồi, buông tôi ra, tôi không quen anh ta. Trúc Tiểu Nguyệt khóc lóc nói, trái tim run rẩy, ánh mắt đầy kích động, tay không biết nên đặt ở đâu, khiến cho tất cả người nhà họ Trúc đều xót xa, đây chẳng phải muốn kéo nhà họ Trúc bọn họ xuống nước sao. Tập đoàn Đông Thăng có vẻ như tèo thật rồi. Tất cả mọi người đều không khỏi nghĩ đến điều này, Vương Đại Hải bị bắt, Vương Vân Cương cũng dính líu đến. Liên lụy cả Trúc Tiểu Nguyệt, nhà họ Trúc rơi vào thế khó, tất cả mọi người đều không ngừng lắc đầu, buổi tiệc chào đón theo phong cách mới này không ngờ không hề vui vẻ mà Trúc Tiểu Nguyệt và Vương Vân Cương đều bị bắt đi, sắc mặt bọn họ ai ai cũng khó coi. Bố cứu con không liên quan đến anh ta, bố. Trúc Tiểu Nguyệt gào thét khản cả cổ, nhưng căn bản chẳng làm được gì, công an không quan tâm đến, cứ đưa cô ta đi. Tim Trúc Minh như bị dao cứa. Sắc mặt ảm đạm, bữa tiệc lần này lại trở thành nỗi sỉ nhục lớn nhất cuộc đời ông ta. Dễ hiền biến thành tội phạm, con gái cũng bị bắt đi, con gái đáng nhẽ phải được đón tiếp chào mừng nhưng lại xảy ra chuyện lớn. Người nhà họ Trúc, đặc biệt là Trúc Minh đều mất hết mặt mũi. Trong bữa tiệc này toàn là bạn bè họ hàng thân thiết, còn có quản lý cấp cao của Y Dược Văn Hòa, tất cả đều xem Trúc Minh thành trò cười. Trúc Minh tức đến mức muốn bùng nổ. Nhưng ông ta bây giờ không lo được nhiều chuyện đến thế, trước tiên phải mau chóng cứu con gái đã. Đúng rồi, Tần Lâm. Chuyện này nhất định có liên quan đến Tần Lâm nhất định có thể cứu được Trúc Tiểu Nguyệt. Trúc Minh nhìn Tần Lâm. Tần Lâm, chuyện này do cậu làm phải không? Cậu nói đi, có phải do cậu không? Cậu mau cứu Tiểu Nguyệt đi, nó còn trẻ, nó không thể bị bắt đi được. Tần Lâm bình tĩnh nói. Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Mấy người tìm sai người rồi.
cô ta là bạn gái của Vương đại thiếu gia, tôi chỉ là người ngoài, còn chả phải là con rể nhà họ Trúc. Âu Dương Diễm Diễm tức giận nhìn Tần Lâm. Chuyện này đều là lỗi của cậu, nếu không phải tại cậu thì tại sao công an lại đến? Nếu không phải tại cậu thì sao Tiểu Nguyệt lại bị bắt đi? Cậu mau lên đi, tí nữa người ta đi xa mất, Tiểu Nguyệt là người tốt, du học mấy năm, vừa mới về người đã bị bắt đi thì sẽ trở thành nỗi ô nhục của cả đời con bé. Trúc Tam Đao nghiêm túc nói. Tần Lâm, cậu mau nói với công an, bảo họ bắt sai người rồi, mau thả Tiểu Nguyệt ra. Ánh mắt của Tần Lâm lộ ra vẻ lạnh lẽo. Mấy người là cái thá gì? Đây là chuyện của nhà họ Trúc, mấy người liên quan gì đến tôi? Cho dù có là vì tôi thì cũng là do mấy người dẫm lên mặt mũi tôi mà. Khi bọn họ đạp lên đầu tôi và Linh Linh thì mấy người làm gì? Bây giờ lại chạy ra càm ràm, nếu như không vì ông lớn tuổi thì tôi đã tát chết ông rồi. Lúc trước tôi không nên cứu ông là cái đồ già mà không chết. Là ông đuổi tôi và Linh Linh đi, nhà họ Trúc mấy người không còn chỗ dung thân cho Linh Linh, bây giờ lại cầu cứu tôi. Không có cửa đâu. Cậu, tạo phản sao? Trúc Tam Đao chỉ về phía Tần Lâm, vừa run bần bật vừa nói. Lão già nhà ông có tư cách gì mà chỉ trỏ tôi? Tôi nợ ông tiền hay ân tình, lúc cần thì coi tôi như con rể nhà họ Trúc, không còn tác dụng thì bỏ đi như một con tốt thí, tôi cực khổ cứu ông, lại thành ra là tôi sai sao? Ông sống đến từng này tuổi thật phí quá đi. Giọng Tần Lâm trở nên nghiêm nghị, anh lại một lần nữa không cho người nhà họ Trúc thể diện, ngay cả Trúc Linh Linh cũng cắn môi không nói gì. Linh Linh đã làm cho nhà họ Trúc bao nhiêu việc, cuối cùng lại bị vứt sang một bên, nếu như không phải cô ấy đứng ra chèo chống công ty lúc khó khăn thì Y Dược Văn Hòa sớm đã xong đời rồi, bây giờ công ty đang đi đúng hướng, các người lại bắt đầu đẩy người ta ra, mẹ kiếp, đám đàn ông nhà họ Trúc các người đâu hết cả rồi. Bây giờ sóng yên biển lặng, thì các người lại bắt đầu suy xét đến việc để Linh Linh nhường chức cho một người còn không có chút kinh nghiệm nào, các người nghĩ rằng cô ta có thể tiếp quản được Y Dược Văn Hòa ư. Tôi thấy các người đều là một đám già khốn nạn, hồ đồ đến cùng cực rồi. Vì muốn tạo dựng mối quan hệ nên đã không tiếc hy sinh người thân của mình, thật khiến cho người khác nguội lạnh, lẽ nào đây là quy định của nhà họ Trúc sao? Nào là nịnh nọt, thật sự làm cho người ta sáng mắt đấy. Bây giờ không thể mong chờ được vào Vương thiếu gia nữa nên mới bắt đầu gây chuyện lên tôi chứ gì. Mẹ kiếp các người, nếu ông đây không nể mặt Linh Linh thì tôi đã chôn sống cả nhà mấy người rồi. Sống cả nửa đời người lại thành cái loại thế này, tôi thẹn thay các người đấy, ông kêu tôi đi cứu người thì tôi phải đi à? Tôi nợ ông hay sao? Đừng nói cái gì mà kính trên nhường dưới, các người làm gì có phong thái của bậc tiền bối chứ? Hơn nữa tôi cũng chẳng có tí liên quan gì đến tiền của nhà họ Trúc cả, tôi cần phải xem sắc mặt ông chắc. Đã cứu ông còn bị ông cắn cho một phát kia mà, nhà họ Trúc các người đều là đồ vô ơn cả, nhìn cái gì mà nhìn, này bà già! Hai người đúng là một cặp đôi vong ơn bội nghĩa đấy. Tần Lâm liên tục cười khẩy nói, lúc này anh đã thực sự bị chọc cho tức điên rồi, hơn nữa Linh Linh đã phải chịu khổ nhiều như thế, cuối cùng cũng đã bộc phát được. Tần Lâm không phải một người dễ nổi nóng, nhưng đối mặt với nhà họ Trúc luôn luôn ép người, còn Linh Linh lại nhẫn nhục chịu đựng, cuối cùng lại bị bọn họ bỏ rơi, thật sự khiến cho người khác cảm thấy tanh lòng. Trúc Linh Linh thầm cảm động, Tần Lâm thật sự nói rất đúng. Bản thân cô đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, nhưng kết quả thì sao chứ? Chẳng phải cũng bị nhà họ Trúc bỏ rơi hay sao? Còn không bằng cô chị gái mới về được một ngày, cuối cùng lại bị người ta xem mình như bàn đạp để đạp lên, nếu đổi là người khác thì có ai mà cam tâm đây? Lời lên án mạnh mẽ của Tần Lâm đã khiến cho Trúc Tam Đao và Âu Dương Diễm Diễm tức giận, nhưng bọn họ lại không có lời nào để chối cãi, bởi vì bây giờ Tần Lâm đúng thật là không phải người nhà họ Trúc, cũng không phải con rể bọn họ. Bọn họ lấy thân phận gì để cầu xin Tần Lâm đây? Mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng mỗi câu nói của Tần Lâm đều khiến cho bọn họ không thể nào phản bác. Cậu, thằng nhãi mày dám, mày không biết kính trên nhường dưới sao? Âu Dương Diễm Diễm run bần bật chỉ vào Tần Lâm, bà cụ thực sự không còn đủ sức để mắng nữa, còn Tần Lâm căn bản chẳng thèm để tâm làm gì, cái thói sai khiến người hát đó chẳng phải là trò cười hay sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Có bản lĩnh thì đến cắn tôi đi, bây giờ còn muốn sai khiến tôi nữa sao, các người là cái thá gì chứ? Linh Linh không tính toán với các người nhưng các người cũng đừng quá đáng như vậy, Tần Lâm tôi không phải là người dễ bị bắt nạt đâu. Linh Linh, chúng ta đi. Tần Lâm kéo tay Linh Linh,
sau đó xoay người sải bước đi về phía cửa. Sắc mặt người nhà họ Trúc đều tái mét, nhưng chỉ dám tức chứ không dám lên tiếng, bởi vì ngay cả Vương thiếu gia cũng bị Tần Lâm xử rồi, bọn họ có bao nhiêu lá gan chứ? Nhỡ may gây ra chuyện gì, lúc đó Tần Lâm lại chĩa mũi nhọn về phía bọn họ thì phải làm sao đây? Lúc này, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Lâm rời đi, thà ngậm miệng để bảo vệ bản thân. Mày nhìn đi, mày nhìn đi, mày đã nuôi ra một đứa con gái như thế nào vậy chứ? Tụi bây thật khiến cho tao thất vọng quá đi. Trúc Tam Đao liên tục thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, chỉ vào Trúc Dũng chửi bới, ông cũng đành cúi đầu chịu mắng, trong lòng Vương Vân lại cảm thấy hả dạ, thật sự khiến cho người ta vui vẻ. Mặc dù Vương Vân là người nịnh hót, không coi Tần Lâm ra gì, nhưng đám người già nhà họ Trúc này còn cộng thêm Trúc Tam cô nữa, bà vẫn không thèm để ý đến, chẳng một ai có thể đứng ra giúp được cả, hơn nữa lúc nào cũng nói đạo lý. Đặc biệt là hai ông bà già Trúc Tam Đao và Âu Dương Diễm Diễm, làm bố mẹ thì muốn nói gì thì nói, nếu như dám phản bác thì sẽ thành tội bất hiếu, đúng là khốn nạn. Không có chút lý lẽ nào mà cứ thích cãi cố, loại người này nhất định phải để cho Tần Lâm xử lý, 49 gặp 50 mà thôi. Đều tại lão nhị dạy dỗ cả, hừm, cậu xem con Trúc Linh Linh kia kìa, chị của nó bị bắt đi rồi nhưng nó vẫn cứ như không có chuyện gì, có còn là người nữa không? Trúc Minh nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng vô cùng bực tức, đây đúng là tiếp đón theo cách riêng mà, thật mất mặt hết sức, chuyện như vậy không ai có thể sánh ngang ông ta được. Đúng vậy, đúng là một con sói nuôi không thuần mà, nhà họ Trúc chúng ta nuôi dưỡng nó bao nhiêu năm như thế, vậy mà bây giờ nó lại bỏ chạy theo một thằng ất ơ, người như nó thật sự hiếm thấy đấy, nhà họ Trúc chúng ta đúng thật là bất hạnh quá đi, lại nuôi ra một con yêu tinh như vậy. Trúc Tam cô quay đầu lại. Trên mặt lộ vẻ hậm hực. Đủ rồi, mau về hết đi, đừng ở đây làm mất mặt thêm nữa. Trúc Tam Đao hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời khỏi bữa tiệc, tất cả người nhà họ Trúc và các quản lý cấp cao của Y Dược Văn Hòa đều nở nụ cười mỉa, ai lại có thể nuốt trôi cục tức như vậy chứ? Giải tán đi, ông cụ Trúc nổi giận rồi, ăn uống cái gì nữa? Hai, đúng vậy đấy, lòng người khó đoán, cho dù có là người một nhà thì cũng có lúc không đồng lòng với nhau. Mỗi nhà mỗi cảnh, tuy trong nhà họ Trúc có loạn trong giặc ngoài, nhưng vẫn còn mạnh hơn tập đoàn Đông Thăng nhiều, có lẽ lần này Vương thiếu gia thật sự xong đời rồi. Đúng vậy, mọi người có biết tên Tần Lâm này lai lịch thế nào không? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì một cuộc điện thoại của cậu ta lại có thể khiến cho Vương thiếu gia nghe lời răm rắp ư? Ai mà biết được chứ, ha ha ha, chuyện không liên quan thì đừng để tâm đến, mau đi thôi. Dễ hiền toang rồi. Cháu gái đi du học về cũng bị bắt rồi, Trúc Tam Đao vốn cho rằng sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt anh hai lần này, không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy, khiến cho ông cụ vô cùng đau lòng, hối hận đến cùng cực. Trúc Linh Linh cùng Tần Lâm rời khỏi khách sạn, trong lòng cô cảm thấy vô cùng rối bời, dù gì đó cũng là người thân của mình, ông bà nội cô bác, còn có cả bố mẹ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong lòng Trúc Linh Linh thật sự tuyệt vọng, cũng rất khó nói, người nhà họ Trúc lạnh nhạt với cô. Khiến cho lòng cô nguội lạnh, bản thân đã phải làm việc chăm chỉ, nhưng cuối cùng lại mọi thứ lại biến thành công lao của người khác. Cảm ơn anh Tiểu Lâm. Đôi mắt sáng trong vắt của Trúc Linh Linh lóe lên và những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài, chỉ có anh Tiểu Lâm mới khiến cô cảm nhận được sự ấm áp, khiến cho cô an tâm, cho dù đối mặt với nhiều người nhà họ Trúc như vậy, Tần Lâm vẫn không hề nhún nhường, thậm chí anh còn chịu nhẫn nhịn chỉ bởi vì cô, hôm nay coi như đã moi hết mọi thứ ra để nói với nhau một trận rồi. Mặc dù người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá nhưng bọn họ thật sự đã rất quá đáng, nếu như người nhà họ Trúc vẫn luôn hung hăng ép người như thế thì đương nhiên cô sẽ không chút do dự mà rời khỏi nhà họ Trúc. Cảm ơn gì chứ, con bé ngốc này, nếu không phải do bọn họ quá đáng thì anh cũng không nói năng lỗ mãng như thế đâu, em không trách anh là được rồi. Tần Lâm nhún vai nói. Sao lại có thể chứ, anh Tiểu Lâm. Trúc Linh Linh nắm lấy tay Tần Lâm. Chỉ có người đàn ông này mới hết lòng bênh vực cô khi cô gặp khó khăn mà không cần báo đáp, đối với Trúc Linh Linh mà nói thì anh chính là người đàn ông có thể làm chỗ dựa cả đời của mình, cô vĩnh viễn không muốn để anh rời xa. À đúng rồi anh Tiểu Lâm, Vương thiếu gia thật sự bị cú điện thoại đó, xử, rồi sao? Trúc Linh Linh hỏi Tần Lâm với vẻ tò mò. Coi như là vậy, lúc trước anh đã từng khám bệnh cho một ông lão, ông ấy chính là chuyên gia giám sát thị trường của thành phố Đông Hải. Ông ấy đã điều tra bọn họ từ rất lâu rồi, hai cha con bọn họ vốn cũng chẳng tốt lành gì,
lần này Vương Vân Cương du học trở về nên anh đã gọi điện thoại, vừa hay tóm gọn luôn bọn họ. Tần Lâm cười nói. Ồ, em còn tưởng anh thật sự lợi hại đấy, chỉ một cuộc điện thoại cũng có thể xử lý được tập đoàn Đông Thăng, he he he. Trúc Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Ngay lúc này, điện thoại Tần Lâm đột nhiên đổ chuông. Alo, dì hai. Tần Lâm nói. Không ổn rồi Tiểu Lâm, xảy ra chuyện rồi. Giọng của dì hai vô cùng kích động, thậm chí có chút không mạch lạc. Tần Lâm nhíu mày, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện, nếu không thì dì hai cũng đã không gấp đến thế. Dì hai cứ từ từ nói, có chuyện gì vậy ạ? Tần Lâm hỏi. Là Nguyệt Giao xảy ra chuyện rồi, bây giờ đang ở bệnh viện, đã hôn mê bất tỉnh một ngày một đêm. Hu hu hu, dì thật sự hết cách rồi, chỉ biết tìm cháu mà thôi. Dì hai vừa khóc vừa nói. Sao lại như vậy? Trong lòng Tần Lâm có hơi chấn động, lẽ nào là do ngôi mộ cổ lúc trước sao? Dì cũng không biết nữa, ngày thứ hai sau khi con bé đi tụ tập với bạn bè về thì đã như vậy rồi, hơn nữa còn sốt cao không ngớt. Con bé lúc đi làm đã té ở bệnh viện, một ngày một đêm trôi qua rồi mà vẫn chưa tỉnh. Tiểu Lâm, cháu nói xem tính mạng con bé có gặp nguy hiểm không? Giọng Đường Mẫn không khỏi run lên, trong lòng bà đang lo lắng là có thể hiểu được. Nếu như không tuyệt vọng thì bà đã không gọi điện cho Tần Lâm, ở bệnh viện một ngày một đêm mà vẫn không có kết quả gì cả, nên bây giờ chỉ đành suy nghĩ lung tung bên ngoài mà thôi. Có phải là bạn đi cùng Nguyệt Giao không? Tất cả đều bị như vậy sao? Tần Lâm trầm giọng hỏi. Sao cháu lại biết? Đường Mẫn ngây ra. Cháu cũng đi đến đấy, nhưng tình trạng của bọn họ tương đối khó giải quyết. Tần Lâm suy nghĩ một lúc. Dì khoan nóng vội, bây giờ cháu sẽ đến ngay. Bây giờ Tần Lâm vẫn chưa hiểu rõ sự tình, chỉ dựa vào lời nói của Đường Mẫn thì cũng không cách nào đoán ra được rốt cuộc Nguyệt Giao đã xảy ra chuyện gì. Linh Linh, anh có chút việc, có thể phải quay lại bệnh viện một chuyến, em họ anh bị bệnh rồi. Đã hôn mê một ngày một đêm. Tần Lâm nói. Được, vậy anh mau đi đi, không cần lo cho em đâu. Cú điện thoại vừa rồi của Tần Lâm không hề có ý tránh né cô, vậy nên Trúc Linh Linh đã nghe thấy rõ mồn một, bây giờ cứu người quan trọng hơn, không thể chậm trễ được. Được. Sau khi Tần Lâm chào tạm biệt với Trúc Linh Linh, anh liền lập tức chạy đến bệnh viện. Bây giờ tình hình đang rất phức tạp, không chỉ có mỗi Nguyệt Giao xảy ra chuyện. Mà tất cả mọi người đều như vậy, nếu thế thì việc này sẽ trở nên vô cùng khó nhằn, Tần Lâm chắc chắn chuyện này phải có liên quan gì đó đến ngôi mộ cổ kia. Tần Lâm nhanh chóng đến bệnh viện càng sớm càng tốt, tính mạng là trên hết, hơn nữa Nguyệt Giao cũng đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi, mọi chuyện có thể còn tệ hơn những gì anh dự liệu. Bên ngoài tất cả các phòng chăm sóc đặc biệt đều chật kín người, vẻ mặt ai cũng đầy lo lắng, thậm chí có một số người phụ nữ còn khóc sướt mướt. Đương nhiên Đường Mẫn cũng không ngoại lệ. Chuyện gì thế này, đứa con mệnh khổ của tôi, con đừng có xảy ra chuyện gì bất trắc đấy nhé, nếu như con có chuyện gì thì mẹ phải làm sao đây, hu hu hu. Con trai mẹ, con mau tỉnh lại đi, mẹ sẽ không mắng con nữa đâu. Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà, cầu cho Bồ Tát bảo vệ con của con. Con ơi, nếu như con có mệnh hệ gì thì mẹ cũng không muốn sống nữa, hu hu hu. Mẹ thà chết thay cho con thì hơn, hu hu hu. Mẹ Nguyệt Giao, chị gọi điện cho ai vậy? Cậu ấy có thể cứu được con của chúng ta không? Có người nhìn vào Đường Mẫn rồi nói. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi có một cháu trai làm bác sĩ, hơn nữa thằng bé còn nói hôm đó cũng đi cùng mọi người, nhưng lại không bị làm sao cả. Đường Mẫn nói. Cái gì, sao lại như thế được? Mọi người đều nằm viện hết rồi, sao chỉ có mỗi cậu ấy không sao được? Đúng vậy, tất cả mọi người trong bữa tụ tập đó đều ngã quỵ hết rồi, căn bản vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy, bây giờ sống chết còn chưa biết chắc nữa mà. Đúng vậy, sao lại như thế được, chẳng lẽ cậu ta là người gây ra chuyện hay sao? Cũng có thể, nếu không thì sao chỉ có mỗi mình cậu ta không gặp chuyện chứ? Con trai tôi còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt kia kìa. Đúng vậy, tại sao chứ? Mẹ Nguyệt Giao, chị còn biết chuyện gì nữa không? Chị mau nói ra đi, nếu thật sự là cậu ta gây ra chuyện thì cậu ta chết chắc rồi đó. Đúng thế, nếu như chị không nói thì sẽ bị kết tội đồng phạm. Ngay khi nghe thấy Đường Mẫn nói Tần Lâm cũng đã đi đến buổi tụ họp nhưng không có chuyện gì xảy ra, thì mọi người liền người này nói một câu người kia nói một câu,
khiến cho tất cả bậc phụ huynh ở đây đều nháo nhào cả lên. Có thể ăn bừa nhưng không thể nói bừa, phải chịu trách nhiệm pháp lý đó. Các người đừng có ngậm máu phun người, tôi tìm cháu trai tôi để nhờ giúp đỡ, tôi cũng chẳng biết đang xảy ra chuyện gì cả, mấy người đừng có hạn hẹp như vậy có được không? Cháu trai tôi có bị gì hay không thì liên quan gì đến các người? Tôi không lo lắng sao? Con gái tôi còn đang nằm ở trong đó kia mà. Đường Mẫn trừng mắt nhìn các bậc phụ huynh xung quanh, bây giờ tất cả mọi người đều đang rất lo lắng, nhưng dù có lo lắng cũng không thể giải quyết vấn đề được. Tất cả các phòng chăm sóc đặc biệt đều chật kín chỗ, và bây giờ mọi người có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Quan tâm ắt sẽ loạn, bây giờ bọn họ đã cảm nhận được có bệnh mới lo tìm thầy là gì. Đường Mẫn nhìn mấy vị phụ huynh đang suy đoán lung tung kia, trong lòng bà lại tràn đầy bất mãn. Chẳng lẽ con của mấy người là con, còn con tôi không phải là con à? Vậy thì chị nói đi, cậu ta đang ở đâu? Bây giờ có dám đến đây không? Nói đi chứ. Có người chỉ vào Đường Mẫn, hung hăng nói. Lát nữa người đến là được rồi chứ gì? Các người cứ quát tháo vào tôi làm gì, tôi còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Đường Mẫn lau nước mắt nói, trong lòng cảm thấy sốt ruột, cũng thầm cầu nguyện, Nguyệt Giao, con nhất định đừng để xảy ra chuyện gì nhé. Cho dù mẹ có phải dùng mạng mình đánh đổi thì cũng cam lòng. Dì hai, có chuyện gì thế? Tần Lâm vội vàng chạy tới, dù gì thì tính mạng cũng quan trọng, không thể chậm trễ được. Tiểu Lâm, cháu đến là tốt rồi. Đường Mẫn kéo tay Tần Lâm, kích động nói, giống như đang nắm lấy được ngọn cỏ sinh mạng vậy. Cậu chính là người cùng con trai tôi đi tụ tập à? Tại sao cậu lại không bị gì? Đúng thế, chính là cậu ta. Cậu ta chính là cháu trai của mẹ Nguyệt Giao, cậu hết đường chạy rồi. Sao bây giờ cậu mới đến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói đi, tại sao con gái tôi lại đột nhiên hôn mê? Bây giờ vẫn chưa tỉnh lại nữa. Cậu mau nói đi, bây giờ tự thú vẫn còn kịp đấy, rốt cuộc mục đích của cậu là gì, tại sao lại hạ thuốc tất cả mọi người, chắc chắn là do cậu. Mọi người xung quanh liền lũ lượt kéo đến, phải hơn 30 người. Toàn bộ hành lang của bệnh viện đều chật kín đến mức con kiến cũng chui không lọt, Tần Lâm đã bị bọn họ vây quanh cả rồi. Đường Mẫn đột nhiên hối hận, bây giờ xem ra đám phụ huynh này như muốn ăn thịt Tần Lâm luôn rồi, bọn họ đều đổ tất cả mọi tội lỗi lên người anh, sao lại có thể như thế được? Làm sao Tiểu Lâm có thể hại bọn nhỏ được? Tiểu Lâm đâu có thủ oán gì với bọn họ đâu chứ, căn bản đều là đang ăn nói linh tinh. Không phải bọn họ nhìn thấy Tần Lâm vẫn khỏe mạnh nên muốn vu oan giá họa cho anh đấy chứ. Vậy thì cũng xui quá rồi đó, Tiểu Lâm không xảy ra chuyện, thật đúng là trong cái rủi có cái may. Chắc chắn là cậu, nếu không thì tại sao mọi người lại xảy ra chuyện, còn cậu thì bình an vô sự đứng đây được chứ. Nhất định cậu phải cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Đúng vậy, nếu như cậu không nói thì hôm nay đừng mong rời khỏi đây. Con trai tôi còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nếu cậu không chịu giải thích thì cậu sẽ không xong với tôi đâu, tôi quyết sẽ liều cái mạng này với cậu. Đúng thế, rốt cuộc cậu đã làm gì con của chúng tôi rồi, bọn nhỏ chỉ mới hơn 20 thôi, vẫn còn đang tuổi xuân mơn mởn, sao cậu lại có thể ra tay được chứ? Cậu đúng là độc ác quá đi. Đối mặt với những lời nói đầy công kích như thế này, căn bản Tần Lâm cũng không thèm để tâm đến, anh cảm thấy bọn họ đều là lũ điên cả. Hoặc là tâm lý không được bình ổn, bởi vì nhiều người đi như thế mà chỉ có mỗi Tần Lâm là không sao, đương nhiên bọn họ sẽ có thái độ tâm lý ngược đó, lúc nào cũng luôn cho rằng con mình xui xẻo, dựa vào gì mà anh lại có thể may mắn được chứ? Người nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt không thể là Tần Lâm được sao? Đúng là tâm lý đám đông. Trong mắt bọn họ thì tốt nhất Tần Lâm nên là người nằm trong đó, vậy thì bọn họ mới an tâm, dựa vào gì mà có mỗi mình anh được trời độ chứ? Tại sao anh vẫn khỏe mạnh ở đây vậy? Bọn họ không cam tâm. Đây đều là suy nghĩ của bọn họ, không muốn nhìn thấy người khác tốt hơn mình. Tần Lâm đã đụng vào điểm xấu xa trong con người họ, vậy nên mới có người muốn Tần Lâm cũng phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt giống như con của bọn họ vậy. Chẳng qua tôi chỉ mở một phòng khám mà thôi, tôi không có thù oán gì với bọn họ cả, tại sao tôi phải ra tay với bọn họ làm gì, thật nực cười. Tần Lâm cười khẩy nói. Đám người này thật không chịu nói đạo lý, toàn là các ông bà già điển hình không chịu nói lý lẽ, nói cái không có thành có, bọn họ muốn nói cái gì thì là cái đó, chắc đây chính là lý lẽ của bọn họ đây mà. Tôi biết rồi, chắc chắn là do cậu ta ghen tị với con của chúng ta, bởi vì tụi nhỏ kiếm được một công việc đàng hoàng,
đều tốt nghiệp trường danh tiếng, chắc chắn là như vậy. Ra là thế, cậu ta chỉ mở phòng khám mà thôi, xem vẻ mặt khinh người của cậu ta kìa, đúng là đang ghen tị. Ghen tị có thể hại chết người đấy. Chẳng phải vậy sao, một phòng khám rách nát mà cũng có thể so với con của chúng ta ư, con trai tôi tốt nghiệp đại học y đấy, sau khi ra trường sẽ làm việc ở bệnh viện thành phố, còn cậu ta chỉ là một bác sĩ ven đường mà thôi. Đúng vậy, chắc chắn là thế. Không thể để cho cậu ta chạy được, chúng ta phải bắt cậu ta vào đồn mới được, tuyệt đối không thể để loại người như cậu ta thoát được. Lòng người khó đoán mà, bây giờ con người càng lúc càng không có bản lĩnh rồi, càng ngày càng kiêu ngạo, tính đố kỵ đã trở nên biến dạng rồi, cậu ta chính là một tên biến thái. Con người bây giờ cũng xấu xa quá rồi đó, cái gì cũng không bằng người ta rồi lại bắt đầu dở trò, cậu chưa xong với tôi đâu. Mọi người đừng bỏ qua cho cậu ta, nếu không thì con của chúng ta sẽ phải chịu oan uổng đó sao? Bây giờ tụi nhỏ đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhất định tên nhóc này phải làm cho rõ ràng. Đột nhiên đám đông liên trở nên phấn khích, quay ánh mắt hung dữ nhìn về phía Tần Lâm, bây giờ anh đang là kẻ tình nghi duy nhất, vậy nên anh nhất định phải chịu hình phạt thật nghiêm khắc và xin lỗi con của bọn họ. Các người ăn nói lung tung, cháu tôi không phải loại người như vậy. Đường Mẫn tức giận nói. Tiểu Lâm là người như thế nào đương nhiên bà biết rõ, hơn nữa, người có thể làm bác sĩ phải là người có tấm lòng nhân ái, mặc dù Tiểu Lâm mở phòng khám riêng, nhưng cũng không cần thiết để đi hãm hại người khác. Những người này hoàn toàn là đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Biết người biết mặt không biết lòng, cậu ta cảm thấy bản thân quá thấp kém, lúc nào cũng thua người khác, nếu không thì tại sao lại hại con của chúng tôi? Chẳng phải là do thân phận cậu ta thấp kém hay sao? Không có cảm giác mình tồn tại à? Xã hội ngày nay cặn bã như thế này nhiều lắm, không đếm xuể luôn ấy nhỉ? Đúng vậy, để cậu ta lấy cái chết để tả tội đi, loại người này thật đúng là cặn bã của xã hội. Mẹ của Trương Thiên Trạch là Vương Thúy Hoa bước lên phía trước, thân là người của gia đình theo nghề y thì đều khổ tâm cả, bây giờ họ chỉ có thể cầu nguyện cho con mình trong phòng chăm sóc đặc biệt mà thôi. Con của tôi thật đáng thương, nó ưu tú như vậy mà lại bị tên cặn bã này hãm hại. Đúng vậy đấy, tên nhóc này quá độc ác rồi, đều tại cậu ta cả. Mau báo cảnh sát đi, bắt cậu ta lại, để cậu ta ngồi tù cả đời đi. Đối mặt với những lời nói công kích điên cuồng của đám người này, Đường Mẫn lập tức bật khóc, đám người này cũng gây sự vô lý quá rồi đấy. Chỉ bởi vì người nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt kia không phải Tần Lâm mà là con của bọn họ, vậy nên bọn họ mới đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh, rốt cuộc đạo lý ở đâu đây? Càng nhiều người càng thị phi, bà căn bản không thể đấu lại bọn họ, sau một hồi cãi vã thì Tần Lâm đã trở thành mục tiêu chỉ trích, lúc này Đường Mẫn liền nhận hết mọi tội lỗi vào người, nếu như không phải do bà thì Tần Lâm đã không xuất hiện ở đây, cũng không bị bọn họ vây quanh như vậy, đã vậy lại còn đòi đền mạng cho con của bọn họ. Những người này đều vô cùng xấu xa, một mực muốn Tần Lâm làm vật tế, bọn họ lo lắng tức giận đến mức hóa rồ, lúc này còn vây chặt Tần Lâm, không để anh rời khỏi nửa bước. Dì hai đừng khóc nữa, không có gì để giải thích với bọn họ cả, đều là theo bầy đàn mà thôi, họ thậm chí còn không phân biệt rõ sự thật, vậy thì có khác gì so với đứa trẻ 3 tuổi đâu chứ? Ngu ngốc, nực cười, thậm chí còn khiến cho người ta cảm thấy thương hại. Tần Lâm cười mỉa nói, đám người này luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, đồng thời muốn kết quả xấu nhất xảy ra với người khác, nhằm đạt được mục đích khiến cho bọn họ yên tâm. Nếu như lúc này Tần Lâm bị bắt hoặc xin lỗi con của bọn họ thì bọn họ mới có thể vui vẻ được. Phụ huynh đâu? Tiếng gọi ở phòng chăm sóc đặc biệt khiến cho các bậc cha mẹ tức tốc chạy đến, lo lắng vây quanh bác sĩ. Bác sĩ, con trai tôi như thế nào rồi? Con trai tôi đâu, bác sĩ, thằng bé không sao chứ? Đã tỉnh chưa? Con gái tôi sao rồi bác sĩ, có gì khác thường không? Tôi xin bác sĩ hãy cứu lấy con bé. Nhà tôi chỉ có mỗi một đứa con gái này thôi, hu hu. Mỗi người nói một câu khiến cho bác sĩ tức đến mức muốn quát, nhưng ngay lúc này thì không thể mở lời được. Yên tĩnh đi, đây là bệnh viện, không phải nhà của mấy người. Nếu các người còn làm ồn thì tự đi mà cứu, tôi không cứu nữa. Bác sĩ trầm giọng trách mắng, lúc này mọi người mới trở nên yên lặng. Bây giờ tình trạng của bệnh nhân rất không ổn định, vậy nên chúng tôi phải tiếp tục quan sát. Bây giờ mọi người có thể quay về sớm để nghỉ ngơi, người ngoài không thể vào phòng chăm sóc đặc biệt được, bệnh viện chúng tôi sẽ có người chăm sóc 24/24, tạm thời chưa có nguy hiểm đến tính mạng,
nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều tỏ ra lo lắng, chuyện này có gì khác nhau đâu. Đợi cả một ngày một đêm đều không có tin tức cả rồi, tất cả đều đang như thịt trên nồi vậy, sốt ruột không sao tả được. Tần đại sư, hóa ra cậu lại ở đây à? Viện trưởng kinh ngạc nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến, vừa nãy còn đang suy nghĩ làm sao có thể tìm được Tần đại sư thì Tần đại sư lại xuất hiện ngay trước mắt. Tôi đến để xem thử, tình trạng bệnh nhân như thế nào rồi. Ngôn Tình Sủng. Tần Lâm gật đầu. Tình trạng của bệnh nhân rất không ổn định, hơn nữa chúng tôi cũng chưa từng gặp qua tình trạng này. Tần đại sư, lần này cậu nhất định phải ra tay giúp đỡ đấy. Viện trưởng thành khẩn nói, trong lòng thầm vui mừng, có Tần đại sư ở đây rồi thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn. Người đâu, thằng nhóc đó chạy đi đâu rồi? Đúng vậy, vừa nãy còn ở đây mà. Sao lại như thế được, vừa nhắm mắt mở mắt đã chạy rồi sao? Phải làm sao bây giờ? Nếu như cậu ta chạy rồi thì con chúng ta phải làm sao đây? Còn phải nói nữa sao, chắc chắn là chạy tội rồi, nhìn thấy nhiều người chặn cậu ta như thế kia mà. Bây giờ người ở trong phòng chăm sóc đặc biệt sống chết còn chưa rõ, chắc chắn là cậu ta sợ tội nên bỏ chạy rồi. Có chạy đàng trời cũng không thoát được đâu, mẹ Nguyệt Giao, tên nhóc đó chạy rồi, chị cũng không thể nào thoái thác được, chẳng phải chị là gì hay sao, chuyện này vẫn chưa xong đâu, chị mau nói đi, rốt cuộc cậu ta chạy đi đâu rồi. Tần Lâm bỏ chạy, vậy nên mọi người đều bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía Đường Mẫn, bây giờ nhất định phải giữ chặt mới được. Nếu không thì không biết đi đâu để tìm Tần Lâm đây. Các người căn bản không hề có chứng cứ, dựa vào gì mà nói cháu trai tôi là hung thủ, mấy người đúng là đồ ngậm máu phun người, cũng độc đoán quá rồi đó. Đường Mẫn cãi lý, nhưng lúc này Tần Lâm lại bỏ chạy, tại sao anh lại không ở lại nói rõ ràng với mọi người chứ? Tiểu Lâm à Tiểu Lâm, chắc không phải là do cháu đấy chứ? Nếu như cháu quay lại nói rõ với dì thì dì vẫn sẽ tin cháu. Bây giờ người đã bỏ chạy rồi, nhân chứng vật chứng đều ở đây, còn có gì để rảo biện nữa không? Chỉ có muốn nói gì cũng không kịp nữa rồi. Đúng vậy, người ta cũng chạy rồi, chỉ còn ở đây nói thay cho cậu ta làm gì, tôi nói chị này mẹ Nguyệt Giao, chị cũng quá dễ lừa rồi đấy. Bây giờ người thân không đáng tin đâu, trừ phi là bố mẹ ruột mà thôi, chị cho rằng cậu ta là người tốt nhưng thật ra là đang phá hoại từ bên trong, vậy nên cậu ta mới ra tay với nhiều người như vậy. Mấy đứa nhỏ ở đây ai mà không giỏi hơn cậu ta chứ? Cậu ta chỉ đang ghen tị bản thân không thể kiếm được nhiều tiền, đúng là xã hội ngày nay, ha ha ha, thực dụng quá rồi đó. Mẹ Nguyệt Giao cũng có thể vô tội đấy, nếu không thì sao lại có thể giúp cho người ngoài hãm hại con mình được? Chẳng phải bây giờ Nguyệt Giao vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt kia sao? Hai, nói cũng đúng, con người ngày này quá thực dụng, bản thân không có năng lực lại còn muốn báo thù xã hội. Nếu như là ngày trước thì loại người này đã bị đem đi lăng trì rồi. Ba người trụm lại nói thì câu chuyện đã trở nên khác. Mỗi người chêm vào một câu, khiến cho Đường Mẫn không thể nói lại được, bà căn bản cũng không biết Tần Lâm đã đi đâu, bây giờ bà cũng đang tự hỏi Tiểu Lâm có ổn hay không. Chuyện này vẫn nên phải tính lâu dài, tóm lại là bà vẫn không tin Tiểu Lâm có thể gây ra được chuyện như vậy. Trả thù xã hội, sao lại có thể như thế được? Tiểu Lâm cũng không phải là người có tâm lý méo mó, hơn nữa đứa trẻ này cũng hết sức hiểu chuyện, còn biết điều hơn cả Nguyệt Giao, cho dù thế nào thì Đường Mẫn cũng không tin Tần Lâm lại có thể làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý như thế. Ngay lúc này, Tần Lâm đã thay đồ xong, sau đó tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt cùng với viện trưởng. Tất cả các giường đều kín chỗ, tình hình hiện tại cũng không mấy khả quan, là một viện trưởng, nếu như lần này các bệnh nhân đều nguy kịch thì ông ta cũng khó mà tránh khỏi trách nhiệm. Mặc dù chuyện này cũng không thể trách ông ta được, nhưng nếu lại xảy ra sự cố chết nhiều người trong bệnh viện thì đó sẽ là sự sai sót của ông ta. Vậy nên khi viện trưởng nhìn thấy Tần Lâm liền trở nên kích động, có Tần Đại Sư ở đây rồi thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì cả. Lúc trước Tần Đại Sư đã chữa qua rất nhiều bệnh nan y, lại còn được bệnh viện xứng danh là giáo sư, đây là chuyện không phải ai cũng có đủ tư cách để làm. Tần Đại Sư, cậu xem, chúng ta nên đi khám cho bệnh nhân nào trước? Viện trưởng đứng cạnh Tần Lâm, cười ha ha nói, sợ rằng sẽ làm Tần Đại Sư bị chậm trễ. Mọi người hãy mau nhìn để học hỏi, không phải lúc nào cũng có cơ hội gặp được Tần Đại Sư đâu. Viện trưởng dẫn theo y tá phụ trách phía sau, nghiêm mặt nói, sau đó đi theo Tần Lâm với vẻ rất khiêm tốn.
xem Lâm Nguyệt Giao trước đi. Lâm Nguyệt Giao là nhân viên bệnh viện, cứ chữa cho cô ấy trước. Tần Lâm nói xong, bác sĩ phụ trách liền nhanh chóng đưa Tần Lâm đến chỗ Lâm Nguyệt Giao. Ngay khi anh nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao, môi đã trở nên tím tái, sắc mặt xanh mét, trán sưng phồng lên, xem ra vô cùng đau đớn, nhưng vẫn cứ luôn hôn mê bất tỉnh. Bây giờ bệnh nhân vẫn đang sốt cao không ngớt, hơn nữa đã đạt đến 40 độ, tổng cộng có 12 người đều đạt đến nhiệt độ đó. Hiện tại nếu không dựa vào phương pháp làm mát vật lý thì rất có khả năng cơ thể bệnh nhân đã khô kiệt rồi, nhưng chúng tôi lại không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh. Sau khi bác sĩ phụ trách nói xong mọi chuyện cho Tần Lâm nghe, anh liền cẩn thận nhìn cơ thể của Lâm Nguyệt Giao, sau đó sờ lên vị trí nách của cô, vẫn có động mạch ở đó. Quả nhiên, Tần Lâm lý nhí nói, cô căn bản không hề có bệnh gì cả, mà chỉ bị nhiễm loại vi khuẩn xác chết trong lăng mộ. Loại vi khuẩn này không màu không vị, bởi vì anh đã khai thông kinh mạch, cộng thêm đã uống rất nhiều rượu thuốc và nhân sâm trăm năm của sư phụ nên độc không thể nào hại đến cơ thể anh được. Nhưng những người bình thường này lại không thể nào dễ dàng chống lại chất độc trong tử thi được. Trong các ngôi mộ cổ, các thi thể hàng trăm nghìn năm đã bị mục nát và thối rữa, hoặc là do oan hồn không siêu thoát biến thành quỷ, đều là từ mộ huyệt trống mà đến cả, còn Tần Lâm lúc trước đã thấy được sự lợi hại của chủ nhân ngôi mộ. Vậy nên càng kinh hoàng hơn nữa, thanh kiếm Long Uyên 7 sao trong tay anh mới là minh chứng rõ nhất. Mặc dù đã rời khỏi mộ cổ nhưng cơ thể họ đã bị ăn mòn bởi vi khuẩn xác chết, chính vì vậy nên thiết bị khoa học hiện đại không thể phát hiện ra được bọn họ đã nhiễm loại virus gì. Sốt cao không khỏi, mặc dù không phải bệnh gì nghiêm trọng nhưng vấp cứ luôn sốt cao như thế thì cơ thể người sẽ không thể chịu nổi, có thể chết nếu kéo dài lâu, chất độc ngày càng lan rộng trong cơ thể thì sẽ khiến cho bọn họ thập tử nhất sinh. Một ngày một đêm nhưng vẫn chưa tỉnh lại, mọi chuyện cũng đã rõ ràng cả, hơn nữa bác sĩ phụ trách căn bản cũng không còn cách nào cả, chỉ đành để cho bọn họ ở trong phòng chăm sóc đặc biệt để an toàn hơn mà thôi. Tần đại sư, cậu có cách gì không? Rốt cuộc là bọn họ bị gì thế? Nhiễm virus gì vậy? Nếu như là bệnh truyền nhiễm thì có cần chúng tôi phong tỏa tin tức không? Viện trưởng cẩn thận nói. Cơ thể bọn họ đã ngấm phải vi khuẩn xác chết. Bởi vì trước đó đã rơi xuống chỗ mộ cổ. Nhưng không phải bệnh truyền nhiễm, ngoài những người này ra thì sẽ không lây lan trên diện tích rộng được, nhưng bọn họ có sống được hay không thì chỉ đành dựa vào may mắn mà thôi. Tần Lâm nói. Cái gì, vi khuẩn xác chết, từ trước đến giờ chúng tôi chưa từng được nghe qua chuyện này. Viện trưởng sững sờ, mặc dù không biết bọn họ đã trải qua những gì, nhưng chuyện này thực sự làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ còn chưa bao giờ nghe qua cái gì mà vi khuẩn xác chết, người bình thường thì ai mà đi đến mấy chỗ rừng sâu như vậy chứ? Nếu như có đi thì xác suất rơi vào mộ cổ và bị nhiễm độc vi khuẩn xác chết là rất thấp, nếu theo tình huống bình thường thì cũng chỉ có mấy tên trộm mộ bị, dính đạn, mà thôi, nên chỉ đành nói rằng bọn họ thực sự quá xui xẻo. Vậy thì Tần Đại Sư, chúng ta có cơ hội hay không đây? Cậu có hiểu về vi khuẩn xác chết không? Viện trưởng hỏi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng cũng không dám khẳng định, nhất định tôi sẽ cứu bọn họ. Tần Lâm trầm ngâm nói, nếu 100% thì anh không dám chắc, dù gì thì những thứ như vi khuẩn xác chết thì anh cũng mới gặp lần đầu. Hơn nữa, nếu như bọn họ chết thì sau khi chết có lẽ sẽ còn thảm hơn nữa, cơ thể sẽ bị thối rữa còn nhanh hơn mức bình thường. Bây giờ bọn họ đều đang sốt cao ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, sự sống và cái chết cứ như ngàn cân treo sợi tóc. Tần Lâm thận trọng nắm lấy tay Lâm Nguyệt Giao. Mạch của cô đập rất chậm, hơn nữa cơ thể rất nóng, sốt khoảng 40 độ, vô cùng nguy hiểm. Gương mặt cô vô cùng đau khổ, vi khuẩn xác chết đang ăn mòn dần cơ thể, ca này khá khó, Tần Lâm chỉ có thể dựa vào quỷ môn thập tam châm. Phương pháp châm cứu này có tính nguy hiểm nhất định, nhưng lúc này anh không còn sự lựa chọn nào khác, không chỉ dùng quỷ môn thập tam châm mà còn phải kết hợp với cửu châm, một sống một chết, một âm một dương, phải tiến hành đồng bộ mới được. Tất cả lùi về sau một chút, tôi chuẩn bị châm cứu. Tần Lâm nói. Tất cả mọi người đều dè dặt thận trọng, họ biết sự lợi hại của Tần Đại Sư, anh mà ra tay nhất định phải tập trung tinh thần chú ý quan sát, học để ứng dụng thực tế mới có thể đi xa trên con đường y học được. Tần Đại Sư luôn là tấm gương sáng của bọn họ, lần trước anh ra tay đã khiến họ chấn động một phen, lần này viện trưởng lại mời anh đến, chắc chắn không có vấn đề gì. Từ từ. Lúc Tần Lâm chuẩn bị châm cứu, đột nhiên có tiếng quát vang lên ở cửa phòng bệnh. Một người phụ nữ mặc áo blue, thân hình cao ráo đứng ở trước cửa,
nghiêm nghị chăm chú quan sát Tần Lâm. Cậu là ai? Đây không phải nơi cậu nên đến, mấy cái tuổi đầu mà đòi học theo bác sĩ đông y châm cứu cho người khác sao? Cậu xứng chắc. Người phụ nữ rất xinh đẹp, trang điểm nhẹ, môi son đỏ thắm, ánh mắt lạnh lùng toát lên vẻ hống hách ngang ngược, đeo kính khung vàng, gương mặt sắc sảo không cần phải quá trau chuốt, tầm 27, 28 tuổi, trông rất xinh tươi nhưng không kém phần lão luyện. Tần Lâm cau mày lại, lúc này lại có người gây khó dễ cho anh. Tôi là viện trưởng của bệnh viện thành phố Đông Hải, xin hỏi cô là ai? Sắc mặt viện trưởng nghiêm nghị, rất khó mời được Tần đại sư, một kẻ lừa đảo như cô tỏ vẻ gì ở đây chứ? Thì ra là viện trưởng, ông không cảm thấy cậu ta hơi tùy tiện rồi sao? Còn trẻ tuổi thế kia sợ rằng đến huyệt vị trên cơ thể còn chưa biết hết, vậy mà lại dám châm cứu cho bệnh nhân. Đúng là nực cười. Tôi tên là Ngọc Linh Lung, là giáo sư thỉnh giảng của bệnh viện đứng đầu Đông Hải, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Y khoa Stanford, theo học giáo sư Michel, từng được đề cử giải Nobel Y học. Tôi đã nhiều lần phát biểu luận văn cấp giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp trong lĩnh vực virus học. Lần này nhận được tin khẩn cấp của bệnh viện các ông, viện trưởng đã nhờ tôi đến giải quyết nhóm nghi nhiễm virus. Ngọc Linh Lung nhìn Tần Lâm và viện trưởng bệnh viện thành phố Đông Hải với ánh mắt tràn đầy sự tự tin và kiêu ngạo. Đám người bên cạnh viện trưởng đều bị cô ta lấn át, khí thế của người phụ nữ này quá mạnh mẽ, khiến họ cảm thấy vô cùng áp lực. Nhưng điều đáng nói là Ngọc Linh Lung không phải bình hoa di động mà là cây đại thụ mới nổi trong giới y học, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không ai sánh được. Cô là giáo sư Ngọc sao? Đã nghe danh từ lâu, tôi từng xem bài luận văn phát biểu của cô ở Diễn đàn Y học Trung Hoa, thực sự là tác phẩm đỉnh cao của ngành virus học. Cứ tưởng giáo sư Ngọc phải ngưỡng 60 tuổi, ai ngờ lại trẻ như thế, thực sự thấy hổ thẹn, rất hân hạnh được gặp cô. Lần này có giáo sư Ngọc ở đây chúng ta chắc chắn sẽ thành công, không xảy ra bất cứ sai sót gì. Các bác sĩ chữa chính đều vui vẻ hào hứng, vô cùng kích động trước sự xuất hiện của Ngọc Linh Lung. Đối với họ, Ngọc Linh Lung là một nhân vật truyền kỳ, mặc dù mới 28 tuổi nhưng đã có tiếng trong giới y học. Rất nhiều người coi cô ta là thần tượng và tấm gương của bản thân, thậm chí những bác sĩ lâu năm cũng không phải ngoại lệ. Ngay cả viện trưởng bệnh viện thành phố Đông Hải cũng đã nghe danh Ngọc Linh Lung từ lâu, lúc cô ta nói tên của mình ra tất cả đều sửng sốt. Ngọc Linh Lung rất kiêu hãnh, trong lĩnh vực virus học có rất nhiều giáo sư và chuyên gia lâu năm cũng không theo kịp được, vì thế mới được nhiều người tôn sùng như thế, nổi danh khắp cả nước, chưa đến 30 tuổi mà đã tiếng tăm lừng lẫy trong giới y học. Sự kiêu hãnh và tự tin của Ngọc Linh Lung đương nhiên là ngang bằng với thực lực của cô ta, hơn nữa có được danh tiếng cao như thế cũng là một chuyện rất hiếm có, đặc biệt là một người phụ nữ, muốn đạt được trình độ cao như thế không phải nói dăm ba câu là làm được, không thực học thực tài mà đòi đứng vững trong giới y học là một điều vô cùng viển vông. Nếu như người của bệnh viện thành phố biết được Ngọc Linh Lung ở đây chắc chắn sẽ vây kín khu vực ICU này, cô ta chính là minh tinh trong mắt của người làm nghề y. Nghe nói gia thế của Ngọc Linh Lung vô cùng tốt, rất giàu có, hơn nữa còn xinh đẹp, thậm chí nhiều người vì gia thế và nhan sắc của Ngọc Linh Lung mà phớt lờ bản lĩnh của cô ta, có điều người thực sự hiểu Ngọc Linh Lung mới biết thực lực mới là điểm mạnh nhất của cô ta. Muốn thể hiện bản thân thì phải có thực lực, một người phụ nữ như Ngọc Linh Lung lại có tiếng tăm lẫy lừng trong giới virus học quốc tế, hơn nữa không tự cao tự đại, trở về đền ơn nước nhà, đây không phải là điều mà ai cũng làm được. Vốn dĩ Ngọc Linh Lung được điều đến tỉnh Hán Đông, nhưng vì tình hình đặc biệt của bệnh viện thành phố Đông Hải nên mới xuất hiện ở đây để trợ giúp. Ngọc Linh Lung giống như thiên sứ thần thánh, sự xuất hiện của cô ta đã nhận được sự tín nhiệm cực kỳ cao của bọn họ. Trông cậu cũng còn trẻ chắc học chưa được mấy năm phải không, vậy mà dám lạm dụng châm cứu vào lúc này, cậu cảm thấy mình có thể chữa khỏi cho họ được sao? Ngay cả khử trùng cũng không biết đúng không? Tôi thực sự bất ngờ khi thấy cậu có thể xuất hiện ở đây. Xem ra bệnh viện thành phố Đông Hải đúng là hơi vớ vẩn. Ngọc Linh Lung lạnh lùng nói, rõ ràng là cô ta không tin tưởng Tần Lâm. Giáo sư Ngọc, Tần đại sư là do tôi đặc biệt mời đến để làm giáo sư cho viện, thực sự của cậu ấy rất đáng nể, cũng giống như giáo sư Ngọc vậy, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng vô cùng lợi hại, có rất nhiều người ở bệnh viện thành phố đều biết cậu ấy. Đủ rồi. Ngọc Linh Lung cau mày lại. Cậu ta cũng xứng so sánh với tôi sao? Đúng là nực cười, mới hai mấy tuổi đầu, người thế này chẳng phải là dựa vào quan hệ để vào đây sao? Viện trưởng, ông khiến tôi quá thất vọng.
Nói như thế có nghĩa là chị rất tự tin đúng không? Tần Lâm thích thú nhìn Ngọc Linh Lung. Không thể phủ nhận người phụ nữ này thực sự xinh đẹp nhưng mà kiêu ngạo quá, ngay cả các bác sĩ chữa chính bên cạnh anh cũng tôn sùng cô ta, chứng tỏ không phải loại hữu danh vô thực, nhưng Tần Đại Sư cũng không phải dạng vừa đâu, người phụ nữ này cũng hống hách quá rồi đấy. Tôi có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực virus học, hơn nữa còn theo học giáo sư Michel, vô cùng. Đủ rồi, tôi không nghe mấy thứ vô bổ, tôi hỏi chị một câu, chị có tự tin rằng mình có thể chữa khỏi cho bọn họ hay không? Tần Lâm cười khẩy, ngắt lời Ngọc Linh Lung, cô ta tức đỏ cả mặt, hai người đối đầu với nhau, không ai chịu nhường ai. Lúc này viện trưởng lộ vẻ mặt đau khổ, hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, nếu xảy ra sự cố chữa trị gì thì ông ta đạp đổ hết tất cả, nhưng ông ta không thể nào động đến Tần Đại Sư hay cô Ngọc Linh Lung này được. Ngọc Linh Lung tức điên người, tên này chặn lời không cho cô ta nói hết, đúng là đáng ghét. Cậu không cần dùng cách kích tướng để kích tôi. Hôm nay tôi đã tới rồi, đương nhiên là có lòng tin sẽ chữa khỏi cho họ, có loại virus nào mà Ngọc Linh Lung tôi không giải quyết được chứ. Có điều dựa vào cậu thì không có tư cách đôi co với tôi, cũng không có tư cách xuất hiện ở đây. Ngọc Linh Lung không coi Tần Lâm ra gì, anh thực sự còn quá trẻ, Tần Đại Sư cái khỉ gió gì chứ, anh xứng chắc. Mới hai mấy tuổi đầu mà đã học đòi theo người khác đi giả danh lừa bịp, hơn nữa đường đường là viện trưởng của bệnh viện thành phố Đông Hải mà cũng tin sao. Đúng là phi lý, Ngọc Linh Lung tức phát điên. Trước hết chị đừng có quan tâm đến chuyện tôi có tư cách xuất hiện ở đây hay không, nếu như tôi chữa khỏi cho người bệnh thì sao? Tần Lâm nhìn Ngọc Linh Lung, nếu người phụ nữ này đã hống hách như thế thì anh sẽ dạy cho cô ta một bài học, không phải ai cũng giải được độc của vi khuẩn xác chết, cho dù là y học hiện đạt cực kỳ phát triển như ngày nay cũng không thể nào tìm ra bất cứ dấu vết gì, vi khuẩn xác chết không mùi không vị, hơn nữa đã xâm nhập vào trong cơ thể họ từ lâu. Muốn dựa vào khoa học phân tích tình trạng bệnh rồi mới kê thuốc thì đến lúc đó chắc người bệnh đã ngoẻo từ lâu rồi. Ngọc Linh Lung không nói không rằng, tiến lên một bước quan sát tình trạng của Lâm Nguyệt Giao, nhìn nhãn cầu và cơ thể của cô, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Bởi vì Ngọc Linh Lung biết tình trạng của người bệnh vô cùng nghiêm trọng, dựa vào quan sát nhãn cầu và cơ thể bên ngoài là có thể phán đoán được thực hư tình trạng bệnh của cô ấy. Tần Lâm cũng gật đầu, cô Ngọc Linh Lung này xem ra cũng không tệ. Chỉ là quá ngang ngược và tự kiêu. Tình trạng của người bệnh rất nghiêm trọng, tôi không quan tâm các người mời chuyên gia từ đâu đến, nếu cậu có thể chữa khỏi cho cô ấy thì có thể tùy ý xử trí Ngọc Linh Lung tôi, từ nay về sau tôi sẽ bái cậu làm thầy, nhưng nếu cậu không chữa khỏi được thì cút ngay khỏi đất Đông Hải, tỉnh Hán Đông, đừng để tôi thấy cậu đi giả danh lừa bịp nữa. Ngọc Linh Lung hùng hồn nói. Được, nói là phải làm. Tần Lâm trả lời một cách kiên định. Ngọc Linh Lung sững sờ, không ngờ tên này lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy, cũng khoác lác quá rồi đấy. Đúng là nực cười. Viện trưởng và các bác sĩ chữa chính bốn mắt nhìn nhau, họ cũng rất hào hứng, Tần Đại Sư và giáo sư Ngọc liên thủ với nhau, ca chữa bệnh lần này chắc chắn sẽ được giải quyết nhanh thôi. Lúc sáng viện trưởng gửi lời mời tới bệnh viện tỉnh, không ngờ lại đến nhanh như thế, hơn nữa còn cử Ngọc Linh Lung, giáo sư chuyên về virus học có danh tiếng lẫy lừng trong và ngoài nước đến. Thực sự là phúc của người bệnh. Tiểu Hy, Tiểu Lạc, Ngô chuẩn bị xét nghiệm máu. Viện trưởng, tôi muốn thiết bị xét nghiệm y tế tốt nhất ở bệnh viện các ông, kính hiển vi có độ chính xác cao cùng phòng thí nghiệm khử hoạt tính vô trùng, chắc không thành vấn đề chứ. Ngọc Linh Lung trầm giọng nói. Không thành vấn đề, Tiểu Lý, mau đi chuẩn. Viện trưởng nghiêm nghị nói. Rút 3 ống mẫu máu, tôi phải tiến hành thí nghiệm so sánh. Tôi sẽ quay lại sau 15 phút để lấy mẫu máu thứ hai. Ngọc Linh Lung chăm chú nhìn Lâm Nguyệt Giao, tình trạng của người bệnh mới là điều cô ta quan tâm nhất. Còn về Tần Lâm, cô ta chẳng thèm bận tâm đến, một bác sĩ đông y 20 tuổi sao. Định châm cứu chữa bệnh, đúng là nực cười quá đi, lúc nãy chỉ vì để đối phó với Tần Lâm mà thôi. Tục ngữ nói rất hay, trẻ người non dạ không làm tốt được việc. Đặc biệt là bác sĩ đông y chưa đến năm 60 tuổi mà cũng có thể chữa bệnh cho người khác sao? Ai tin chứ, Ngọc Linh Lung cũng rất rõ điểm mạnh của đông y, cô ta không phải loại tự cao tự đại, nhưng người trẻ tuổi như Tần Lâm mà có thể được tôn làm đại sư, thực sự quá vô lý. Trợ thủ của Ngọc Linh Lung rút 3 ống mẫu máu của Lâm Nguyệt Giao, lúc này cô ta cũng gấp gáp vội rời khỏi ICU, chuẩn bị làm thí nghiệm, phân tích mẫu máu. Chuyên gia virus học sao, ha ha ha. Có chút ngạo mạn, Tần Đại Sư đừng để ý, là người mà cấp trên cử xuống,
chúng ta cũng không thể tùy tiện đuổi cô ta đi được phải không nào? Viện trưởng cười ha ha nói, có điều lần này ông ta vẫn gửi gắm hy vọng vào Tần đại sư, dù còn trẻ tuổi nhưng ông ta đã chứng kiến bản lĩnh của anh, còn về Ngọc Linh Lung, chuyên gia virus học danh tiếng nổi bật trong và ngoài nước này cũng có chút bản lĩnh, nhưng tận mắt nhìn đáng tin hơn là nghe nói, cái gọi là đề cử giải thưởng Nobel, viết luận văn gì gì đấy, chung quy vẫn chỉ là lý luận suông. Có thể nổi danh ở trong nước được hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng chắc chắn cấp trên cử cô ta xuống là có nguyên do, viện trưởng không phủ nhận điều này, ông ta có thể nhìn ra sự kích động và sửng sốt của các bác sĩ chữa chính. Nhưng mong là cô Ngọc Linh Lung này không khiến ông ta thất vọng. Tôi hiểu sự lo lắng của ông, yên tâm đi, cứu bệnh chữa người tôi tuyệt đối sẽ không tùy tiện đâu. Tần Lâm nhìn viện trưởng, ông ta cười ngượng ngùng, bản thân đang có chức vụ cao. Ông ta không muốn vì tai họa bất ngờ này mà ảnh hưởng đến tuổi già của mình, ông ta sợ nhất là xảy ra sự cố chữa trị nghiêm trọng vì người làm viện trưởng như ông ta sẽ không thể nào thoái thác trách nhiệm được. Mặc kệ là Tần Lâm hay Ngọc Linh Lung, chỉ cần chữa khỏi cho người bệnh là ông ta cảm tạ trời đất lắm rồi. Tần đại sư, chúng tôi có cần tránh đi không? Bác sĩ chữa chính nhìn Tần Lâm rồi nói. Anh nói xem. Tần Lâm nhìn hai bác sĩ nam. Để một nữ y tá ở lại giúp sức cho tôi là được rồi. Lần này châm cứu toàn bộ cơ thể, phải cởi hết quần áo. Tần Lâm trầm giọng nói. Hả, được thôi. Nữ y tá gật đầu, hai bác sĩ nam cũng rời đi, mặc dù nói lương y như từ mẫu, nhưng dù sao thì Lâm Nguyệt Giao cũng là gái chưa lấy chồng, phải tránh hiểm nghi, lúc này vì chữa bệnh nên Tần Lâm đành phải làm thế. Nữ y tá cởi quần áo cho Lâm Nguyệt Giao, Tần Lâm cũng tập trung tinh thần. Bắt đầu châm cứu cho cô ấy. Không thể không nói Tần Lâm cũng là một người đàn ông có ham muốn, nhưng anh biết mình phải vượt qua tất cả, gạt bỏ mọi khó khăn, tình cảm nam nữ chỉ là thứ yếu, bây giờ quan trọng nhất là chữa bệnh cứu người, không cho phép bản thân suy nghĩ những điều vớ vẩn lung tung. Tần Lâm kìm nén sự kích thích trong lòng, bắt đầu châm cứu bằng hai tay, trái phải liên tục, một tay sử dụng cửu châm, một tay sử dụng quỷ môn thập tam châm. Hai phương pháp châm cứu được sử dụng đồng thời, tốc độ cực nhanh khiến y tá đứng bên cạnh rối mắt, hoàn toàn không theo kịp tốc độ tay của Tần Lâm, đứng bên cạnh khử độc kim bạc cho Tần Lâm, làm tốt công việc trợ giúp là được rồi, cả đời này cô chưa từng nhìn thấy phương pháp châm cứu đáng sợ thế này. Mỗi cây kim của Tần Lâm đều đặt đúng vị trí, độ sâu khác nhau, quỷ môn thập tam châm làm chủ tử môn tử huyệt, còn cửu châm làm chủ sinh môn sinh huyệt, Tần Lâm sử dụng hết khả năng của mình. Nếu như không đả thông ba đường kinh mạch thì anh không thể nào chống đỡ nổi, sử dụng đồng thời hai cách châm cứu khác nhau, hơn nữa phải bổ trợ, phối hợp hài hòa với nhau, không hề đơn giản, đạt đến sự thống nhất hòa hợp mới là điều đáng sợ nhất. Tần Lâm tiêu hao rất nhiều trí lực, bởi vì anh phải đảm bảo từng cây kim đều đạt đến độ hoàn hảo nhất, vô cùng khó khăn. Cuối cùng Tần Lâm cũng đến công đoạn kết thúc, 10 phút trôi qua, sắc mặt Lâm Nguyệt Giao cũng hồng hào hơn. Lúc này cây kim cuối cùng châm vào cổ họng của cô, ép độc tố trong người ra. Khụ, khụ khụ. Tỉnh rồi à, thực sự tỉnh rồi sao? Y tá sững sờ, kinh ngạc nói, vội đỡ Lâm Nguyệt Giao dậy. Lâm Nguyệt Giao nôn ra một bãi đờm đen, trong đó có mấy con giun sán rất bé, trông vô cùng kinh tởm, ngay cả y tá cũng không dám nhìn. Tần Lâm cau mày lại, may mà kịp thời cứu chữa, nếu không vi khuẩn xác chết sẽ biến thành trùng độc trong cơ thể của cô ấy. Đến lúc đó sẽ chết vì sốt cao, toàn thân thối rữa, độc tính của vi khuẩn xác chết đáng sợ hơn so với tưởng tượng của Tần Lâm. Sau khi khử độc cho Lâm Nguyệt Giao, Tần Lâm đã tiêu hao khá nhiều sức lực, nếu như là trước đây, anh hoàn toàn không thể làm được. May mà mạng em lớn. Tần Lâm khẽ nói, khóe miệng cong lên. Tần đại sư, là Tần đại sư sao? Lâm Nguyệt Giao lẩm bẩm nói, ánh mắt mơ màng. Bởi vì lúc này cô ấy đang sốt sao nên không được tỉnh táo, sinh ra ảo giác, mà Tần Lâm lại đeo khẩu trang, Lâm Nguyệt Giao giống như nói mê, cứ lẩm bẩm một mình. Là Tần đại sư chữa khỏi cho cô. Y tá kích động nói. Cảm ơn Tần đại sư. Mặc dù Lâm Nguyệt Giao không được tỉnh táo nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy rất nhiều kim châm trên cơ thể mình, hơn nữa lại còn khỏa thân, đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng. Xong rồi, cứu tôi với. Tần đại sư cởi sạch đồ của tôi, phải làm sao đây? Trong lòng Lâm Nguyệt Giao thấy lo lắng, vô cùng xấu hổ. Đời này mình nhất định phải gả cho Tần đại sư. Lâm Nguyệt Giao tự thề với lòng, Tần đại sư đã cứu cô,
hơn nữa còn nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình. Mặc dù Lâm Nguyệt Giao là bác sĩ nhưng cũng rất bảo thủ, ngày thường cô chẳng bao giờ mặc váy ngắn cũn cớn, bởi vì cô cho rằng con gái phải tự biết trân trọng và yêu thương bản thân, nhưng bây giờ Tần Đại Sư lại nhìn thấy hết rồi, xấu hổ muốn chết. Lâm Nguyệt Giao đã hạ quyết tâm, đời này cô chính là người phụ nữ của Tần Đại Sư. Nghĩ đến đây thôi là cô vừa thấy hưng phấn, vừa thấy thẹn thùng, tinh thần phấn khích rồi bỗng nhiên lại ngủ thiếp đi. Tần Đại Sư, bây giờ phải làm sao? Y tá hỏi. Cô ấy không sao rồi, có thể thông báo với người nhà, có điều bây giờ nhiệt độ cơ thể hơi cao, chưa xuất viện được, cần nghỉ ngơi thêm một ngày. Tần Lâm nói. Phù. Y tá nhìn Tần Lâm với ánh mắt kinh ngạc, quả thực là như vậy, sau khi nôn ra đầm đen, dưới sự theo dõi, thân nhiệt của cô ấy đã dần hạ xuống, hơn nữa sắc mặt rất hồng hào, hoàn toàn không giống với khuôn mặt xám xịt trước đó. Được, bây giờ tôi sẽ đi thông báo cho người nhà bệnh nhân. Y tá vội chạy ra ngoài, lúc này Ngọc Linh Lung cũng tất tưởi chạy đến. Tránh ra! Cô ta nhìn Tần Lâm rồi trầm giọng nói. Cuống cuồng, hoảng loạn, người như này cũng làm được bác sĩ ư. Tần Lâm nói với vẻ mặt trêu đùa. Mau tránh ra, bây giờ chỉ cần lỡ một giây thôi cũng có thể khiến người bệnh tử vong, cậu gánh vác nổi trách nhiệm này không? Sau khi kiểm tra mẫu máu của Lâm Nguyệt Giao, Ngọc Linh Lung phát hiện virus vô cùng đáng sợ, hơn nữa rất nhỏ, không thể nào phân tích được, cho dù là thiết bị y tế phòng thí nghiệm tân tiến nhất của Bệnh viện thành phố Đông Hải cũng không tách được mẫu virus, vậy nên phải nhanh chóng tiếp tục lấy mẫu máu đem về bệnh viện tỉnh mới được. Lúc này Tần Lâm chặn trước mặt Ngọc Linh Lung khiến cô ta vô cùng tức giận. Chữa bệnh cứu người, tranh thủ từng giây từng phút, không thể trì hoãn được. Không cần đâu. Tần Lâm nói. Ý cậu là gì chứ? Ngọc Linh Lung lạnh lùng nói. Cậu bắt đầu chữa bệnh, bắt đầu châm cứu chưa? Cậu nói không cần nữa ư, tôi thấy cậu chính xác là lang băm, đứng đây ăn nói vớ vẩn, lòe thiên hạ mà thôi. Đã kết thúc rồi. Tần Lâm lạnh nhạt nói. Ngọc Linh Lung sững sờ, đã kết thúc rồi sao? Sao có thể chứ? Anh đùa gì vậy trời? Ngọc Linh Lung chưa từng nghe nói đến virus đáng sợ như thế này. Thậm chí thiết bị phòng thí nghiệm của bệnh viện thành phố cũng không thể nào phân tích và tách mẫu được, sao anh lại nói kết thúc rồi chứ? Cậu không chữa được là do cậu không có bản lĩnh, mới hai mấy tuổi thì có tài cán gì chứ? Nếu như không phải nể tình viện trưởng tôi đã sớm đuổi cậu ra ngoài rồi, cậu không chữa được không có nghĩa là tôi cũng thế, từ bỏ bệnh nhân quá sớm là thiếu trách nhiệm với người bệnh, đó là sự tắc trách của bác sĩ. Ngọc Linh Lung tự tin nói, chỉ cần có thể tách được mẫu virus, tôi tự tin rằng trong vòng 12 tiếng có thể nghiên cứu ra vaccine bất hoạt, tôi chính là bá chủ trong lĩnh học virus học được cả nước công nhận, mặc kệ cậu có tin hay không, cho dù là giáo sư đại học y khoa thủ đô tôi cũng không quan tâm. Ngọc Linh Lung nhìn thẳng Tần Lâm. Tôi nói lại lần nữa. Tránh ra. Tôi cũng nói lại lần nữa, thực sự đã kết thúc, tôi đã chữa khỏi cho bệnh nhân rồi, chị đừng đứng đó khoe khoang nữa, đợi chị nghiên cứu ra vaccine bất hoạt thì người bệnh tẻo từ lâu rồi. Ngọc Linh Lung hoàn toàn không tin lời Tần Lâm nói. Ha ha ha, cậu đúng là thú vị thật đấy, vậy thì tôi cũng muốn xem, tình trạng của người bệnh có đúng như những gì cậu nói không? Ngọc Linh Lung không hề tin Tần Lâm có thể chữa khỏi bệnh, anh chỉ là lòe thiên hạ mà thôi, cái gì mà Tần Đại Sư, Lý Đại Sư tất cả chỉ là giả danh lừa bịp thôi, đáng tiếc viện trưởng và đám bác sĩ chữa chính đó giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy, còn đứng về phía Tần Lâm. Ngọc Linh Lung lướt qua người Tần Lâm, đến bên cạnh Lâm Nguyệt Giao, điều khiến cô ta bất ngờ đó là sắc mặt của Lâm Nguyệt Giao lại trở nên hồng hào, hô hấp cũng bình thường, lẽ nào tên này thực sự đã chữa khỏi rồi sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, rõ ràng cô ta đã kiểm tra ra được một chút dấu vết của virus, khó khăn lắm mới tìm được nguồn gốc của virus, tốn biết bao nhiêu công sức, mắt như thể sắp rơi vào trong kính hiển vi đến nơi, ấy vậy mà Tần Lâm lại chữa khỏi rồi sao? Ngọc Linh Lung không thể nào chấp nhận được, đây chắc chắn không phải là thật. Cô ta vội vàng kiểm tra mắt của Lâm Nguyệt Giao, rồi sờ mạch tượng, sắc mặt tát mét lại. Khỏi rồi, thực sự khỏi rồi sao? Ngọc Linh Lung vô cùng sửng sốt, sao có thể chứ? Anh dùng phương pháp châm cứu, trong vòng mười mấy phút là chữa khỏi cho bệnh nhân sao? Khó tin thật đấy, Ngọc Linh Lung nghiên cứu virus học bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy ca bệnh nào như này. Đây chắc chắn là ca bệnh đầu tiên trên thế giới. Tình trạng của bệnh nhân nghiêm trọng như thế,
người thanh niên trẻ tuổi này lại chữa khỏi trong vòng chưa đầy 10 phút. Kỳ tích, còn hơn cả kỳ tích, có thể người khác không biết nhưng cô ta biết rõ con virus này đáng sợ như thế nào, có thể xếp vào top 3 mẫu virus nguy hiểm mà bản thân từng tiếp xúc, hơn nữa phải dùng kính hiển vi và thiết bị chiết xuất trong phòng thí nghiệm với công nghệ tân tiến nhất mới có thể nghiên cứu ra được. Nhưng kết quả lại được một tên bác sĩ đông y không tiếng tăm giải quyết trong vòng mười mấy phút, Ngọc Linh lung tốn bao nhiêu công sức thực hiện hàng loạt thao tác, cuối cùng lại bị đánh bại sao? Còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Đây là suy nghĩ của Ngọc Linh Lung, phương thức lạ lùng giống như truyền kỳ này thực sự có thật sao? Nếu như là thật e rằng có thể được ghi vào sử sách, virus mà ngay cả chuyên gia virus học như cô ta cũng cho rằng là nguy hiểm khó chữa lại vô cùng dễ dàng với Tần Lâm. Ngay lúc này sự tự tin của Ngọc Linh Lung đã bị Tần Lâm đánh bại. Chữa khỏi rồi sao? Tần đại sư vất vả rồi. Viện trưởng từ bên ngoài phòng bệnh bước vào, vẻ mặt hoan hỉ, khó có thể diễn tả sự nhẹ nhõm của ông ta, áp lực của bản thân coi như đã biến mất. Nếu như không chữa khỏi cho người bệnh, ngay cả ông ta cũng sẽ mắc bệnh. Một khi xảy ra vấn đề gì, thân là viện trưởng chắc chắn sẽ phải gánh vác trách nhiệm. Chỉ trong vòng mười mấy phút Tần Lâm đã chữa khỏi cho Lâm Nguyệt Giao. Vậy thì những người bệnh khác cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tần đại sư quả là xuất sắc, tôi vô cùng cảm kích, ha ha ha. Viện trưởng cười không khép được mồm vào, tuy nhiên lúc này sắc mặt của Ngọc Linh Lung lại vô cùng khó coi. Tần đại sư đúng là lợi hại thật, giải quyết vấn đề trong vòng mười mấy phút, xem ra chúng ta vẫn còn kém cỏi lắm. Đúng vậy, Tần đại sư mà ra tay thì gạo say như cám, chưa cần dùng thuốc mà đã chữa khỏi rồi. Đúng là hoa đà tái thế, biển thước hồi sinh. Chẳng phải vậy sao, cho dù chúng ta học cả đời cũng không thể bằng bản lĩnh của Tần đại sư được, đây mới là đại sư đích thực. Tần đại sư trẻ tuổi tài cao, đây chính là tấm gương để tôi noi theo, cậu ấy không hề kiêu ngạo, nếu đổi lại là người trẻ tuổi khác chắc chắn sẽ không coi ai ra gì. Sắc mặt của Ngọc Linh Lung trở nên u ám. Mặc dù mấy bác sĩ này không chỉ đích danh tên họ nhưng lại khiến cô ta cảm thấy rằng họ đang ám chỉ bản thân mình vậy. Bẽ mặt. Vô cùng bẽ mặt. Ngọc Linh Lung nỗ lực như thế, thậm chí còn chưa bắt đầu mà người ta đã kết thúc, làm sao mà nói lý được chứ? Bao nhiêu năm qua Ngọc Linh Lung rất kiêu ngạo, hơn nữa con đường học y rất thuận lợi, không có vấn đề gì có thể làm khó bản thân được, không ai địch nổi trong lĩnh vực virus học. Ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng nói không còn gì để dạy cho cô ta nữa, sau đó hai người vừa là thầy vừa là bạn cùng nhau làm nghiên cứu. Nhưng bây giờ Ngọc Linh Lung lại cảm thấy mình không bằng một tên 20 tuổi, điều này khiến cô ta chịu cú đả kích lớn. Mặc dù không tin nhưng viện trưởng sẽ không lừa gạt, sự thực càng không. Châm cứu liên tục khiến tôi rất mệt, tôi phải nghỉ ngơi một lúc đã. Tần Lâm nói với giọng mệt mỏi. Được, 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 Tiểu Lưu. Mau sắp xếp cho Tần đại sư đi nghỉ ngơi đi. Viện trưởng nói với bác sĩ ở phía sau mình. Tần Lâm chẳng thèm nhìn Ngọc Linh Lung, quay người đi đến phòng nghỉ ngơi. Lúc này, ở bên ngoài phòng ICU tất cả người các bậc phụ huynh đều nháo nhào lên. Cái gì, Lâm Nguyệt Giao chữa khỏi rồi sao? Thật ư, nhanh thế, mới được một lúc, sao chữa nhanh thế? Đúng vậy đấy, khó tin thật, trước đó chẳng phải nói là tình hình không được khả quan sao? Bây giờ Lâm Nguyệt Giao đã được chữa khỏi rồi, tốt quá rồi. Đúng vậy, có phải các con của chúng ta cũng sẽ nhanh chóng được chữa khỏi không? Mau lên, còn đợi gì nữa? Mau chữa đi, chúng tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Đúng, 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 mau chữa trị đi, bệnh viện của các người làm ăn kiểu gì vậy? Chữa khỏi cho một người rồi còn không mau tiếp tục đi, đợi gì nữa hả? Nhớ đâu để lỡ thời gian chữa trị thích hợp nhất. Các con chúng tôi có nguy hiểm gì, các người gánh vác nổi trách nhiệm không? Đám đông chen lấn nói, Lâm Nguyệt Giao đã được chữa khỏi rồi, lúc này tất cả mọi người đều kích động, họ nhìn thấy tia hy vọng, không phải là căn bệnh nan y gì, cho dù là vào phòng ICU cũng không có nghĩa là hết hy vọng. Đường Mẫn thở phào nhẹ nhõm, lúc này đôi mắt bà ngấn lệ, bà chỉ muốn mau chóng được gặp con gái yêu của mình. Nguyệt Giao ơi, con khiến mẹ lo lắng đến chết rồi. Tần đại sư vừa chữa trị xong cho Lâm Nguyệt Giao, bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi, mong mọi người giữ trật tự. Mau chữa trị cho con gái của tôi đi, Tần đại sư đâu? Mau lên, lát nữa nhớ con gái tôi có mệnh hệ gì, các người gánh vác nổi trách nhiệm không? Đúng thế, lương y như từ mẫu, mau bảo Tần đại sư chữa bệnh đi, chúng tôi đều đang đợi đây,
cả đêm không chợp mắt tí gì rồi. Bệnh viện các người làm ăn kiểu gì vậy? Trước đó thì nói không chữa được, phải quan sát, bây giờ chữa được rồi lại không chữa nữa, rốt cuộc các người muốn thế nào? Có tin tôi đi kiện các người không? Tần đại sư đâu, tôi muốn gặp cậu ta. Tôi có tiền, chữa cho con trai tôi trước đi, mau lên, bao nhiêu tiền cũng được. Bây giờ tôi cảnh cáo các người, nếu như con trai tôi có mệnh hệ gì thì bệnh viện của các người chết với tôi. Tần đại sư chết tiệt đâu rồi, chữa bệnh cứu người không phải là việc cậu ta nên làm sao? Bảo cậu ta chữa bệnh ngay đi. Không ít người bắt đầu đứng làm loạn trước cửa phòng bệnh, sau khi thấy Lâm Nguyệt Giao được chữa khỏi, họ càng lo lắng hơn, dựa vào đâu mà Lâm Nguyệt Giao được chữa đầu tiên, sao không phải là con của họ? Lúc này bác sĩ lại đi nghỉ ngơi mà không tranh thủ chữa bệnh, sao có thể như vậy chứ? Bọn họ đợi ở đây đã lâu như thế rồi, luôn hy vọng con cái mình sẽ bình an vô sự, nhưng bây giờ lại bị bác sĩ gạt sang một bên, họ thấy vô cùng tức giận. Y tá không thể kiểm soát được tình hình, tất cả các bậc phụ huynh đều lao lên, đua nhau nói, chửi rủa mắng mỏ, thậm chí còn bắt đầu hành hung người. Y tá luống cuống tới mức phát khóc, nhiều người lao lên như thế, ai mà cản nổi chứ? Các người bình tĩnh trước đi, bây giờ tôi sẽ đi tìm Tần đại sư, mọi người đợi chút, đừng nôn nóng. Đối diện với sự hung hăng của đám phụ huynh này, y tá vô cùng hoang mang lo sợ, vội đi tìm viện trưởng và Tần đại sư. Tần đại sư đang ở trong phòng nghỉ ngơi, anh cũng nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ của đám người bên ngoài, thực sự quá lớn, vẻ mặt anh cũng trở nên vô cùng u ám. Tần đại sư bất giận, đám người đó đúng là bất lịch sự, không hề biết sự vất vả của cậu, cậu tuyệt đối đừng so đo với họ, đó chỉ là đám ngu si không biết gì. Viện trưởng sợ Tần đại sư tức giận vội xoa dịu, lúc này bị kẹt ở giữa, người khổ nhất chính là bệnh viện của họ. Nếu như Tần đại sư ra tay cứu chữa còn được, tuy nhiên anh không thuộc quyền quản lý của bệnh viện, nhỡ đâu anh tức giận không làm nữa, chẳng phải đám phụ huynh kia sẽ nổi điên lên sao? Không tức giận, ha ha ha, tâm trạng tôi đang tốt lắm. Tần Lâm lạnh lùng nói, tim viện trưởng đập bình bịch, thôi xong rồi, chắc chắn Tần đại sư tức giận rồi, giọng điệu kiểu này tuyệt đối không phải điềm lành. Không xong rồi viện trưởng, Tần đại sư, phụ huynh ở bên ngoài đang làm ầm lên đòi gặp Tần đại sư, bây giờ phải làm sao? Y tá vội vàng nói. Lúc tôi mới đến, đám người đó định cho tôi lên đồn, bây giờ thì hay rồi, còn muốn ép tôi phải chữa bệnh cho con của họ sao? Bác sĩ bây giờ lại thấp kém như vậy sao? Đi cái con khỉ, tôi thích thì làm không thích thì thôi, liên quan mẹ gì đến tôi? Tần Lâm bực dọc nói, mạng người quan trọng, đó là con trai của các người, liên quan gì đến tôi? Dựa vào gì mà các người đòi chỉ đạo tôi? Tần đại sư bất giận, đừng so đo với họ, ha ha ha, họ chỉ là lo lắng, nóng vội quá nên mới kích động như vậy, họ đều là bậc phụ huynh, thương con cái là lẽ thường tình, dù sao gì bọn trẻ cũng vô tội mà phải không? Viện trưởng nhẹ nhàng hòa giải. Lẽ nào cậu làm như thế không thấy xấu hổ sao? Có đáng làm bác sĩ không? Đúng là cậu rất giỏi, chữa khỏi cho bệnh nhân. Nhưng cậu nên chữa cho tất cả mọi người mới đúng chứ? Đó không phải là nhiệm vụ quan trọng của người làm nghề y sao? Ngọc Linh lung đứng bên ngoài phòng nghỉ trừng mắt nhìn Tần Lâm, nghiêm nghị nói. Ánh mắt của Tần Lâm lạnh lẽo, anh cười khẩy trong lòng. Tần Lâm vắt chéo chân, ung dung bình tĩnh nói. Thánh mẫu còn không thanh cao được như chị đâu, dựa vào đâu mà tôi nhất định phải nhìn mặt bọn họ để làm việc. Tôi thích cứu thì cứu, không thích cứu thì không cứu. Ai làm khó được tôi chứ? Chị là cái thá gì, chị còn dám nhắc đến vấn đề bác sĩ với tôi á? Ban nãy quên mất mình nói gì rồi à? Bây giờ chị nên gọi tôi một tiếng sư phụ đấy. Ngọc Linh lung tức đến mức cơ thể run rẩy, nhưng lời Tần Lâm nói không hề sai, mình thua rồi, đây là sự thật. Cậu, dù làm nghề gì thì học không phân trước sau, kẻ giỏi làm thầy, đây là đạo lý luôn đúng, mặc dù Tần Lâm còn trẻ nhưng bản lĩnh của anh không nhỏ. Điều này dù Ngọc Linh Lung không muốn thừa nhận thì cũng phải thừa nhận. Bản thân cũng coi là hiểu biết một chút về đông y được lưu truyền nhiều năm như vậy cũng không chỉ đơn giản là mấy loại thuốc mà thôi. Nó được lưu truyền đến nay, đương nhiên sẽ có đạo lý của nó, Ngọc Linh Lung không khinh thường đông y nhưng cô ta cảm thấy Tần Lâm quá trẻ, người trẻ như vậy thì có bản lĩnh gì. Nhưng bây giờ Tần Lâm đã chứng minh được bản thân, cô ta vốn cũng có chút hảo cảm với anh. Dù sao anh cũng được coi là trẻ tuổi mà có triển vọng, nhưng lời ban nãy anh nói khiến cho ấn tượng của cô ta với Tần Lâm bị xấu đi nhiều.
đây mà cũng là bác sĩ à? Đây mà cũng là một bác sĩ hợp tư cách sao? Tần Lâm không xứng, bởi vì anh không hề kính trọng bệnh nhân, cũng không hề có tinh thần trách nhiệm với bệnh nhân. Bác sĩ như vậy thực sự là nỗi hổ thẹn của giới y học. Bác sĩ không phân biên giới, không phân đông tây y, mặc dù Ngọc Linh Lung là bác sĩ tây y nhưng cô ta cũng kính nể đông y, chỉ là nhiều năm nay, người học đông y càng ngày càng ít, dẫn đến đông y bây giờ mới đi đến bước đường này. Ngọc Linh Lung nghiêm túc chỉ dạy Tần Lâm, nói mấy lời thâm thía cứ như một cô giáo hiền từ vậy. Tôi không so đo với cậu, nhưng là bác sĩ phải có y đức, nếu như ngay cả y đức cũng không có thì người này không xứng làm bác sĩ mà chỉ là một cái xác biết đi mà thôi, cậu có hiểu ý tôi không? Bây giờ cậu thực sự khiến tôi cảm thấy đáng buồn, cậu là một bác sĩ có y thuật rất khá, nhưng lại xen tình cảm vào công việc. Loại người như cậu sao có thể thực sự trở thành đại sư được? Nhỡ may cậu có suy tính gì không nên có hoặc là có mục đích gì khác với người bệnh thì y thuật của cậu sẽ trở nên thành con dao làm hại người bệnh. Nhân tính vặn vẹo, đạo đức không còn, đánh mất y đức, thì không xứng làm bác sĩ. Nghề nghiệp của chúng ta là chữa bệnh cứu người, chứ không phải là đứng trên đạo đức để khiển trách người khác. Nhiệm vụ của cậu chỉ là cứu người, còn những cái khác thì không cần tính đến, điều cậu nên làm là cứu người, bây giờ nên nhanh chóng cứu chữa. Cậu xen tình cảm vào công việc như thế là sai. Bọn họ mặc dù kích động nhưng cũng là điều có thể hiểu được. Bởi vì bọn họ quan tâm đến con mình, vậy nên mới hét vào mặt cậu, mà cậu cũng cần phải hiểu, phải tha thứ cho họ. Người làm cha mẹ không dễ dàng gì, tôi khuyên cậu nên biết gì là đúng, mau chóng cứu người, bây giờ không phải là lúc khó chịu, bực bội. Chị nghĩ mình là ai? Tần Lâm cười nói, điều này khiến Ngọc Linh Lung lập tức cạn lời. Mình nói nhiều như vậy nhưng người ta đâu có coi mình ra gì. Lửa giận trong mắt Ngọc Linh Lung dâng trào, Tần Lâm đúng là khinh người quá mà, hơn nữa còn không quan tâm đến người bệnh, không xứng làm bác sĩ. Tần Lâm lạnh lùng nói, chưa trải qua nỗi khổ của người khác thì đừng có mà khuyên người ta. Anh vốn là người tốt, muốn chữa khỏi cho mọi người, nhưng đám phụ huynh này lại khiến anh thất vọng. Trong mắt Ngọc Linh Lung anh nhất định phải chữa bệnh vô điều kiện cho người khác. Nhưng theo anh thấy, bản thân không nên làm thế. Lúc đầu khi đến bệnh viện anh còn mang đầy kỳ vọng, vốn muốn mong chóng khám bệnh cứu người, nhưng lại bị đám vô học này bao vây. Đáng thương nhất là đám người này tự nhiên vô cớ vu oan Tần Lâm, vu oan cho dì hai của anh, rồi đổ hết mọi trách nhiệm lên người bọn họ, khiến cho Tần Lâm vô cùng tức giận. Gặp bệnh nặng thì có thể liều mà chữa bừa, nhưng không thể đẩy tai bay vạ gió lên người người khác được, như vậy đúng là vô lý. Con người không phải là thần thánh, Tần Lâm từ trước đến giờ chưa bao giờ coi mình là chúa cứu thế, mặc dù anh luôn một lòng muốn chữa bệnh cứu người, nhưng đối mặt với kẻ không coi mình là người thì chẳng nhẽ cứ phải chịu đựng mà khám bệnh cho họ. Tôi bị mấy người đưa đến đồn công an, chẳng nhẽ tôi vẫn phải vui vẻ tươi cười chắc. Con run xéo lắm cũng quằn, Tần Lâm cũng vậy, loại người như thế này đúng là kiểu nhân vật phản diện đáng ghét nhất trong tiểu thuyết, không biết đúng sai đã đưa Tần Lâm đi. Còn bắt Tần Lâm phải đền mạng cho con họ, đây không chỉ là ngu ngốc mà là không có tố chất đạo đức, đúng là loại người kinh tởm nhất. Tần Lâm tức giận, anh vốn khó chịu sẵn, bây giờ bọn họ lại muốn thuyết phục anh. Đúng là buồn cười. Chẳng nhẽ bọn họ là tổ tiên của tôi à? Không ngừng chửi rủa tôi, thậm chí còn ép tôi vào tù đền mạng cho con họ, mà tôi còn phải một mực cung kính khám bệnh cho họ. Sao tôi có thể hèn như vậy được? À, xin lỗi, tôi nói sai rồi. Sao chị có thể hèn như vậy được? Nhân cách của chị cao thượng, chị chữa đi, tôi thì không được như vậy đâu. Cậu, lời Tần Lâm nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng Ngọc Linh Lung có thể cảm nhận được lửa giận của anh. Tần Lâm lúc này không phải loại dễ dây vào, cơn giận của anh đã hoàn toàn bùng phát, Ngọc Linh Lung không thể nào không thấy được. Lúc này Tần Lâm đã khiến cho cô ta á khẩu không thể nào trả lời. Ngọc Linh Lung nổi giận nói. Cho dù bọn họ có sai nhưng bọn trẻ vô tội, sao cậu có thể lạnh lùng như vậy chứ? Chẳng nhẽ chữa bệnh cứu người không phải chức trách của cậu sao? Tần Lâm cười phá lên mà nói. Chị bảo tôi lạnh lùng, ý của chị là tôi đáng bị chửi rủa sao? Nếu như viện trưởng không xuất hiện, chắc tôi còn đang bị người ta nhổ nước bọt vào mặt đấy, chị còn ở đây nói đạo lý với tôi à? Nhớ lấy, trong trận lở tuyết không có bông tuyết nào là vô tội cả. Tôi cũng muốn trở thành đại sư thật sự, khiến cho vạn người tôn kính nhưng người ta cứ ép tôi vào đường cùng thì tôi cũng sẽ bị bọn họ giết chết thôi, vậy mà chỉ còn bắt tôi chữa bệnh cho bọn họ.
chị không thấy nực cười à? Không chỉ y tá, mà ngay cả viện trưởng cũng á khẩu không trả lời được, không biết nên nói gì. Tần Lâm nói rất chính xác, những phụ huynh rốt nát kia không chỉ làm khó Tần đại sư một lần. Ngọc Linh lung nói, nhưng cậu không cảm thấy bọn họ đáng thương sao? Tần Lâm cười khẩy, đáng thương, tôi chỉ cảm thấy đáng cười thôi. Kẻ đáng thương nhất định phải có điểm đáng hận, khi tôi đáng thương ai thương hại tôi? Phật nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, thân làm bác sĩ phải biết hy sinh thân mình, chúng ta là bác sĩ, phải biết cứu khổ cứu nạn, chúng ta. Đừng nói nữa, tôi không có ý định xuất gia đâu, chị nhiều tuổi rồi, mấy năm nữa còn không kết hôn thì chắc phải xuất gia thật đấy, nhưng tôi còn trẻ, tôi khuyên chị nên sống lương thiện. Tần Lâm cười khẩy, anh cũng không muốn làm loại người tốt rẻ tiền này đâu, hơn nữa Ngọc Linh lung luôn tỏ ra nhân hậu, khiến anh không chịu nổi. Thầy chị chưa từng dạy chị, điều bản thân không thích làm thì đừng cưỡng ép người khác làm à. Tôi thích thì tôi làm, ai ngăn nổi tôi. Ánh mắt của Tần Lâm sắc như dao, khiến cho hô hấp của Ngọc Linh lung hơi chậm lại. Ngọc Linh lung nói nhiều như vậy chẳng qua chỉ vì muốn Tần Lâm ra tay cứu người thôi, nhưng Tần Lâm lại chẳng hề có ý định cứu người. Ngọc Linh lung nói nhiều lời đạo lý như vậy, Tần Lâm nghe không lọt tai. Hơn nữa Ngọc Linh lung dường như thấy được sự bất bình trong mắt Tần Lâm. Đó là ánh mắt hờn giận cuộc đời. Có lẽ đúng là không thể trách Tần Lâm được, có trách cũng chỉ trách mấy tên phụ huynh này ức hiếp người ta quá. Vậy chẳng nhẽ cậu cứ trơ mắt nhìn những đứa trẻ kia chết trước mặt cậu sao? Mắt Ngọc Linh lung đỏ lên, nhìn thấy người bệnh lâm vào hiểm nguy, lòng cô ta ê ẩm, thấy đáng thương cho những người cha người mẹ kia, nếu như quả thật để kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh thì đúng là bi kịch. Mắt Tần Lâm híp lại, nhìn Ngọc Linh lung, không thể phủ nhận. Mặc dù cô ta là loại người tốt rẻ tiền nhưng hành động của cô ta cũng chạm được đến trái tim anh. Tần Lâm thực sự không thể nhìn bọn trẻ chết đi, như vậy thì đúng là khó chịu. Tần Lâm trầm giọng mắng. Tội chết có thể tránh nhưng họ nhất định phải chịu trừng phạt, nói cho bọn họ biết, muốn để tôi cứu bọn trẻ thì mấy người phải quỳ xuống trước phòng chăm sóc tích cực cho đến khi tôi chữa khỏi cho con mấy người thì thôi. Tôi sẽ đi nói với họ ngay đây. Y tá quay người rời đi. Ngọc Linh lung nói nhỏ, cậu làm như vậy chẳng nhẽ không cảm thấy đau lòng sao? Chẳng nhẽ cậu cứ muốn bọn họ phải mất mặt sao? Tần Lâm gằn từng chữ một, lạnh lùng nhìn Ngọc Linh lung. Đúng vậy, tôi là người có thù tất báo, hơn nữa trong mắt tôi mà có hạt cát không lấy ra được thì khó chịu lắm. Chị cũng thấy lúc trước bọn họ đối xử với tôi như thế nào rồi đấy. Chị cũng thấy dì hai của tôi bị bọn họ chèn ép đến mức tức chết rồi đấy. Chị cũng thấy bọn họ độc ác thế nào, muốn băm vằm tôi để đền mạng cho con họ rồi đấy. Bọn họ lúc đó đâu có đáng thương như bây giờ, bọn họ lúc đó đều là lũ muốn giết người. Nếu như tôi không có bản lĩnh, nếu như tôi bị bọn họ giết chết thì chẳng phải chẳng ai vô tội sao? Ánh mắt của cô ta phức tạp. Lúc này cô ta cũng chẳng biết nên nói gì, mặc dù Tần Lâm quá cực đoan nhưng câu nào câu nấy đều có lý. Nhiều năm như vậy. Cô ta chưa từng gặp được ai tính toán chi ly như thế, nhưng anh tính toán chi ly như vậy cũng không có sai. Ngọc Linh lung vẫn luôn tin rằng, ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, rồi sẽ có lúc bọn họ nhận được thứ mà bọn họ đáng nhận được. Nhưng đám phụ huynh trước mặt kia cũng ứng nghiệm với câu nói đấy, khi bọn họ làm khó Tần Lâm thì vô cùng quá đáng, lúc đó bọn họ đâu thấy được, bây giờ, để cứu bọn họ không thể nào đánh trả đòn phản kích của Tần Lâm. Còn có pháp luật không? Cậu ta là cái thá gì chứ? Bắt ông đây quỳ xuống, tôi nhổ. Cái thứ đáng chết. Chẳng phải chỉ là bác sĩ thôi sao? Có gì tài giỏi chứ? Nghĩ mình là Bồ Tát sống à? Hôm nay ông đây cứ dây dưa với cậu, để xem cậu có chữa bệnh cho con trai tôi không? Đúng vậy, mọi người không cần sợ cậu ta, bây giờ bác sĩ đều kiêu ngạo như vậy sao? Lúc đầu còn muốn đưa cậu ta phong bì, bây giờ có vẻ như không cần nữa rồi. Con trai tôi mà gặp chuyện thì tôi liều mạng với cậu. Viện trưởng đâu rồi? Bảo viện trưởng ra đây, chúng tôi muốn liều mạng với cậu ta. Một tên bác sĩ quèn mà muốn làm trò à, chúng tôi là cha mẹ của mấy người đấy, không có chúng tôi thì mấy người làm gì có tiền lương, bây giờ còn đang ăn cứt đấy. Đúng vậy, mấy người không xong đâu. Bây giờ chúng tôi làm to chuyện ở bệnh viện mấy người phải phụ trách đến cùng, nếu không chúng tôi không cam lòng. Mau chóng gọi viện trưởng và cái tên bác sĩ chó chết ấy ra đây, để xem chúng tôi xử lý mấy người thế nào. Một đám người gây ồn ào bên ngoài, miệng đầy lời tục tiếu,
lúc này Ngọc Linh Lung không khỏi cảm thấy bi ai. Tần Lâm nói đúng, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Để bọn họ quỳ xuống mới là sự trừng phạt thích đáng. Viện trưởng khó xử nhìn Tần Lâm, mặt đầy khổ sở. Tần đại sư, hay là... Không có hay là, nói cho bọn họ biết, nếu như muốn cứu con họ thì phải quỳ ở bên ngoài để tạ tội. Ai quỳ trước tôi sẽ cứu con người ấy trước, đây là báo ứng của bọn họ. Nếu như không quỳ thì bây giờ tôi sẽ đi luôn. À, bọn họ có thể không biết, tôi căn bản không phải là người của bệnh viện mấy người. Tôi thích đến thì đến, thích đi thì đi, ai cản được tôi. Tần Lâm cười nói, sự tùy hứng của anh chắc không ai sánh nổi. Được. Viện trưởng cắn răng đi ra ngoài. Yêu cầu của Tần Lâm thực sự không quá đáng, lúc trước bọn họ suýt nữa ăn thịt Tần Lâm luôn. Bây giờ con dương nhanh múa vuốt đòi bắt chẹt Tần đại sư, dù có là ai thì cũng không bình tĩnh nổi. Đây rõ ràng là bắt nạt người khác mà. Tần đại sư chỉ là muốn bọn họ biết hành động của mình là sai thôi. Viện trưởng cười gượng nói. Xin mọi người bình tĩnh lại, tôi là viện trưởng của bệnh viện này, thực sự xin lỗi, lần này nhiều người bệnh đến đây như vậy, tôi vẫn luôn để ý đến chuyện này. Tần đại sư đã chữa khỏi cho một người bệnh, điều này đối với chúng tôi mà nói thực sự là chuyện đáng vui mừng. Nhưng mấy người cứ ở ngoài kêu la ầm ĩ, hơn nữa còn bắt Tần đại sư tạ tội, Tần đại sư nổi giận không chữa nữa, tôi cũng không biết làm thế nào. Ông hết cách á, ông là viện trưởng. Hôm nay chúng tôi tới tìm ông không giải thích được thì đừng làm viện trưởng nữa. Đúng vậy, nhiệm vụ của ông là gì? Chúng tôi không quan tâm, nhất định phải giải quyết được vấn đề cho chúng tôi, tên Tần đại sư chó chết kia phải chữa khỏi được cho con tôi, sau đó dập đầu nhận lỗi, nếu không chúng tôi sẽ không bỏ qua cho bệnh viện này đâu. Không ngờ bây giờ bác sĩ lại giỏi thế, đúng là không ngờ đấy, hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Một đám phụ huynh lao nhao ép người. Lại bao vây viện trưởng lại. Viện trưởng nổi giận nói. Mấy người tìm tôi cũng chẳng có cách gì đâu, tôi hết cách rồi. Cùng lắm tôi không làm cái chức viện trưởng nữa, mẹ kiếp tôi nghỉ hưu sớm vài năm đi du lịch là được chứ gì. Cùng lắm không bảo vệ được danh dự tuổi già. Mấy người thì sao, còn mấy người còn trẻ, đang ở độ tuổi đẹp nhất, mấy người nhẫn tâm để bọn nó vì sự tùy hứng và cơn tức giận của mấy người mà xuống mồ sao. Tần Lâm không đồng ý tiếp tục chữa bệnh cho con mấy người là vì mấy người không coi bác sĩ chúng tôi là người, bác sĩ thì sao chứ? Chẳng nhẽ đáng bị đối xử như trâu bò sao? Cuối cùng tặng mấy người một câu, Tần đại sư không phải người của bệnh viện chúng tôi, người ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tôi không cản được, mấy người cũng không cản được. Người ta cứu con mấy người là tích đức làm việc thiện, không cứu con mấy người là chuyện đương nhiên. Mấy người ngạo mạn như vậy. Hôm nay tôi không thèm làm viện trưởng nữa, ông đây hành nghề chữa bệnh cả đời, chưa bao giờ thấy loại phụ huynh ngạo mạn, làm càn như vậy. Tôi không quan tâm nữa, dù sao Tần đại sư cũng nói rồi, mấy người không quỳ, cậu ấy không cứu. Viện trưởng gào thét, mắng chửi, tất cả phụ huynh đều trợn tròn mắt, sững sờ, không biết nên làm thế nào. Tần đại sư căn bản không phải bác sĩ của bệnh viện bọn họ, người ta thích đến thì đến, thích đi thì đi. Ai ngăn được chứ? Lúc này, bọn họ cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Tần đại sư căn bản không phải loại người bọn họ dây nổi, người ta đang nắm trong tay tính mạng của con họ, bọn họ còn ở đây giễu võ dương oai, còn muốn đẻ đầu cưỡi cổ người ta. Viện trưởng chửi mắng một hồi, chửi cho bọn họ tỉnh ra. Bây giờ chúng tôi quỳ xuống còn kịp không viện trưởng? Tần đại sư, tôi biết lỗi rồi. Tất cả mọi người đều hoảng rồi. Bởi vì Tần đại sư mà phất áo bỏ đi thì bọn họ cũng hết cách. Tần đại sư là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, ai ai cũng quỳ xuống, lúc này viện trưởng cười khẩy, loại người gì thế này? Thân lửa ưa nặng, mấy người thương lượng bàn bạc là được. Cứ thích chọc giận Tần đại sư cơ, xong phải quỳ xuống mới giải quyết được vấn đề, có hèn không hả? Có điều viện trưởng cũng hiểu tâm tình của bọn họ, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con mình. Nếu không vì điều này, chắc Tần đại sư không cho bọn thêm cơ hội nào nữa rồi. Tục ngữ nói cấm có sai, biết sai mà sửa mới là người tốt, lúc này bọn họ cuối cùng cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đâu còn vẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung như nãy nữa, bởi vì bọn họ biết nếu như bản thân không nhận lỗi với Tần đại sư, thì con họ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tần đại sư cũng đâu phải bác sĩ của bệnh viện, vậy nên mình cũng đâu khống chế được người ta. Cứu anh là vì thương anh, không cứu anh thì anh cũng phải chịu.
Bọn họ cuối cùng cũng hiểu được, bây giờ không phải lúc bọn họ làm càn, bởi vì Tần Đại Sư đang khống chế tính mạng của bọn họ. Tần Đại Sư, xin cậu đừng để ý lũ tiểu nhân bọn tôi biết sai rồi, mong cậu đừng ghi thù, mong cậu cứu con tôi hồ đồ nên mới nói ra mấy lời bất kính với cậu. Đúng vậy Tần Đại Sư, tôi quỳ xuống với cậu nhất định phải nhân từ với chúng tôi không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu. Tần Đại Sư, cậu là Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, con tôi đều nhờ vào cậu hết. Lúc này, lời viện trưởng nói và cả sự lạnh lùng của Tần Lâm cuối cùng đã khiến bọn họ nhận ra lỗi lầm của mình, nhận thức được nguy hiểm. Tần Đại Sư cứu con bọn họ là may mắn của họ, là phúc của họ. Ai mà chẳng quan tâm đến con mình, bọn họ điên cuồng như thế cũng là vì quá lo lắng, vậy nên mới thất lễ như vậy. Lúc này bọn họ mới tỉnh ngộ, mới hiểu được suýt nữa mình đã hại chết con mình. Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Bây giờ tôi hy vọng mấy người có thể hiểu, Tần Đại Sư cứu con mấy người là vì cậu ấy muốn tích đức làm việc thiện, mấy người lúc trước sỉ nhục, chửi rủa Tần Đại Sư, lương tâm của mấy người không đau à? Tần Đại Sư có thể không tính toán hiềm khích lúc trước là vì nể tình mấy đứa trẻ, cậu ấy không muốn nhìn thấy con mấy người, những bông hoa của tổ quốc chết như vậy, mấy người tự nghĩ lại đi. Viện trưởng nói xong liền đi vào phòng nghỉ ngơi, lúc này, tất cả phụ huynh đều không nhịn được mà thầm lắc đầu, khẽ rơi lệ, một mặt là vì bọn họ tức giận và không cam lòng, một mặt là đau lòng, suýt nữa đã gây họa rồi. Tần Đại Sư, bọn họ đều quỳ hết xuống rồi, cậu xem. Lúc nào thì cậu chữa bệnh? Viện trưởng cười ha ha nói, vừa nãy ông ấy cũng toát hết mồ hôi. Nếu như đám phụ huynh này điên cuồng lên, khởi nghĩa vũ trang thì ông cũng rơi vào thế khó, mặc dù ông không quan tâm nhưng đây không phải điều ông muốn. May mà đám phụ huynh này không thối nát đến thế, không hồ đồ đến thế, dù sao cũng biết điều mình làm quá cực đoan, cuối cùng cải tà quy chính, kính trọng Tần Đại Sư. Ý thức được lỗi lầm của mình, kịp thời sửa sai là điều đáng quý. Ngọc Linh Lung nhìn thấy cảnh này, mặc dù tức giận nhưng Tần Lâm làm như vậy cũng không hẳn là sai, ít nhất có hơi kiêu ngạo nhưng mấy phụ huynh kia lúc này cuối cùng cũng nhận được sự trừng phạt thích đáng rồi. Mọi người đều là người trưởng thành. Biết ngông cuồng tự đại sẽ phải trả cái giá rất lớn. Còn về Tần Lâm, ít nhất như cô ta thấy anh cũng không thể trở thành một đại sư chân chính, dù sao Ngọc Linh Lung cũng không công nhận anh. Được rồi, bắt đầu đi, nếu bọn họ đã biết sai thì tốt, tôi cũng không muốn tính toán với họ. Sau đây thì không đơn giản như vậy, có thể coi là một công trình lớn đấy. Tần Lâm lười biếng nói, chữa trị cho tất cả mọi người cũng khá tốn công sức, nhất định sẽ là một trận đánh ác liệt. Nhưng Tần Lâm không quan tâm, ai bảo anh là người tốt chứ, lương y như mẹ hiền. Hai mươi mấy người đối với Tần Lâm mà nói, muốn ép hết độc trong cơ thể ra không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Nguyệt Giao là người thứ nhất, Tần Lâm đã phải sử dụng hết bản lĩnh của mình mới chữa khỏi được, cũng vì vậy nên anh càng phải cẩn thận. Hơn 20 người này cần chữa trị từng người một, ngoại trừ phương pháp kết hợp quỷ môn thập tam châm và cửu châm ra, căn bản không có bất kỳ phương pháp nào khác có thể cứu chữa được. Ngọc Linh Lung đứng bên cẩn thận hỏi. Tôi có thể đứng bên quan sát không? Tần Lâm cười nói. Giáo sư lớn như chị, phương pháp của tôi trước mặt chị chẳng phải chỉ là múa rìu qua mắt thợ sao? Hừ, không cho thì thôi, ai thèm. Ngọc Linh Lung vốn muốn xem phương pháp châm cứu của Tần Lâm có thực sự lợi hại đến thế không, nhưng câu nói này của Tần Lâm thực sự khiến cô ta không ưa nổi. Cô ta là giáo sư của lĩnh vực virus học. Là giáo sư trẻ tuổi nhất mới chỉ có 28 tuổi, bản thân sao có thể hạ mình xem quá trình chữa bệnh của Tần Lâm chứ? Cho dù Ngọc Linh Lung rất muốn thì cô ta cũng sẽ không cúi đầu với Tần Lâm đâu. Có điều sau khi Tần Lâm đi vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, Ngọc Linh Lung vẫn luôn đứng bên canh giữ, cô ta muốn xem Tần Lâm có thực sự có bản lĩnh không? Trong mắt cô ta, loại vi khuẩn phức tạp thế này mà anh lại dễ dàng giải quyết như vậy sao, dù sao cô ta cũng không cam tâm. Ở phương diện khác, những người bệnh này đều thoát khỏi hiểm nguy cũng là do Ngọc Linh Lung luôn ở bên quan sát. Từng giây từng phút trôi qua, tốc độ của Tần Lâm ngày càng nhanh, ngày càng thành thục, người này rồi đến người kia, tất cả đều được anh chữa khỏi, sau khi loại bỏ được vi khuẩn xác chết ra ngoài cơ thể thì cũng thoát được cửa tử. Hơn 3 tiếng đồng hồ, Tần Lâm liên tục sử dụng châm cứu, ngoại trừ y tá bên cạnh không ngừng lau mồ hôi cho anh, không ai biết Tần Lâm nỗ lực đến thế nào. Chữa bệnh cứu người, ai bảo không phải nhiệm vụ của mình chứ? Nhưng anh nhất định phải nhấn mạnh như vậy với mọi người sao?
người đời cười ta điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Hiểu lầm của Ngọc Linh Lung với anh cũng lười giải thích, người sống nên vì mình mà sống, chứ đừng sống vì người khác, trở thành tấm gương trong mắt người khác không phải điều Tần Lâm muốn, chỉ cần mình không phụ lương tâm mình là được. Y tá vội vàng hỏi, bây giờ cô ấy sợ Tần Đại Sư ngã quỵ xuống. Tần Đại Sư có cần nghỉ ngơi một lúc không? Tần Lâm lắc đầu, trầm giọng nói. Vi khuẩn trong cơ thể người bệnh vẫn còn, không thể để chậm trễ được. Y tá vô cùng đau lòng, vì người bệnh, Tần Lâm thực sự cố hết sức. Sử dụng châm cứu tiêu hao rất nhiều sức lực, hơn nữa còn phải làm hai việc một lúc, tiến hành song song, y tá nhìn mà đau cả mắt, châm cứu cường độ cao trong nhiều giờ như vậy, nếu là người bình thường đã sớm ngã xuống rồi. Không hổ là Tần Đại Sư. Cuối cùng Tần Lâm vẫn kiên cường đến cùng, cắn răng chữa nốt cho người bệnh cuối cùng, sắc mặt của anh cũng trở nên tái nhợt, có vẻ mất sức rồi, nếu như y tá không đỡ Tần Lâm, chắc anh ngã xuống mất. Y tá vội vàng nói. Tần Đại Sư, anh không sao chứ? Tại sao anh phải liều mạng như vậy? Tôi đợi được nhưng người bệnh không đợi được. Tần Lâm cười, mặc dù mệt lả đi, nhưng anh chữa khỏi được cho tất cả bệnh nhân, anh cũng mừng thầm trong lòng. Y tá cũng sắp khóc, Tần Đại Sư vì chữa bệnh mà không đếm xỉa đến mạng mình, tinh thần cùng nghị lực của anh kiên cường đến mức nào chứ? Căn bản không phải thứ mà nữ tiến sĩ du học trở về sánh bằng. Sau khi Tần Lâm đi ra khỏi phòng bệnh, Ngọc Linh Lung xông ngay đến. Sao rồi? Tần Lâm khẽ mỉm cười. May mà hoàn thành rồi. Ngọc Linh Lung trầm giọng nói. Giỏi lắm, nói đi, cậu muốn tôi làm gì cho cậu? Ngọc Linh Lung tôi trước nay không thích thiếu nợ người khác. Vậy, chị cho tôi ăn đi. Tần Lâm cười ha ha nói, xong ngã về phía Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung thẹn quá hóa giận, cái gì? Tên dâm tặc này, sao có thể nói ra được lời vô sỉ như vậy? Ngọc Linh Lung đẩy Tần Lâm ra, có điều may mà y tá đã đỡ được anh nên anh mới không ngã xuống đất. Chị làm gì vậy? Tần Đại Sư vừa mới chữa khỏi cho mọi người xong mà chị có thể làm như vậy à? Y tá tức giận nhìn Ngọc Linh Lung, cho dù cô ta có muốn so tài với anh thì sao chứ? So với Tần Đại Sư, cô ta không đáng giá một đồng, vốn còn tưởng cô bác sĩ trẻ trình độ giáo sư này sẽ đặc biệt hơn người, nhưng bây giờ có vẻ như đều là hạng ếch ngồi đáy giếng. Y tá còn muốn nói gì nữa như bị Tần Lâm phất tay ngăn lại. Tôi đi nghỉ trước, còn lại giao cho chị đấy. Ngọc Linh Lung nhìn bóng lưng của Tần Lâm, khẽ gắt một tiếng. Mặt người giả thú. Y tá không vui mà nói, Tần Đại Sư là người chị được phép mắng à? Chị thì có tư cách gì để mà mắng Tần Đại Sư? Chị là cái thá gì? Tôi thực sự không chịu được nữa, chị lấy được hai cái bằng, được dán cái mác đi du học nước ngoài thì được khoa tay múa chân với Tần Đại Sư chắc, chị không xứng. Chị có biết Tần Đại Sư phải tốn 3 giờ để chữa bệnh không? Chị biết Tần Đại Sư đã trải qua cái gì không? Nhìn thấy sự nỗ lực của Tần Lâm, còn bị mắng. Lòng cô ấy rất khó chịu. Ngọc Linh Lung nhíu mày nói. Cậu ta trải qua những điều gì thì liên quan gì đến tôi? Y tá mặt đầy nghiêm túc, càng nói càng kích động. Để chữa bệnh cứu người, Tần Đại Sư đã suýt nữa bất tỉnh, tay luôn run rẩy là vì châm cứu tốn quá nhiều sức, tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng, giống như một người làm việc quá độ vậy. 3 tiếng đồng hồ này khéo mấy người làm việc 3 ngày 3 đêm còn không mệt bằng ấy. Tôi thấy mà cũng đau lòng. Tần Đại Sư không nghỉ ngơi phút nào, cho dù bảo anh ấy nghỉ, anh ấy vẫn sẽ từ chối. Chị biết đây là vì gì không? Là vì anh ấy phải giành lấy từng giây phút một, muốn chữa nhanh nhất cho người bệnh, không nhẫn tâm để người bệnh rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, y đức của anh ấy không phải thứ mà chỉ có thể dùng 2-3 câu để chê bai đâu. Sự cố gắng của anh ấy không thể so với mấy lời nói bóng nói gió của chị đâu. Hơn 20 người đều được Tần Đại Sư châm từng cây kim bạc một. Sơ 1 cm, nông 1 cm, tất cả đều vô cùng cẩn thận, tập trung toàn bộ tinh thần suốt mấy tiếng đồng hồ, chị không thể hiểu được đâu. Tần Đại Sư nỗ lực như thế, cẩn thận như thế, anh ấy đâu có nói ra, anh ấy chỉ dùng hành động của mình để nói cho mọi người. Cho dù phụ huynh có chửi mắng, có bôi cho chát chấu vào mặt anh ấy, thậm chí bắt anh ấy đến đồn công an, bắt anh đền mạng cho mấy đứa trẻ thì anh ấy cũng đâu có bận tâm, không hề oán hận. Bắt bọn họ quỳ xuống là vì Tần Đại Sư không muốn nhìn thấy dáng vẻ không nhân tính điên cuồng của đám phụ huynh kia, để có thể xóa bỏ toàn bộ oán hận trong tim bọn họ, để khiến bọn họ đối xử tử tế với người khác, mà đám kia ai ai chẳng tức giận.
Nếu như đám kia đối xử với chị như thế, khéo chị đã trở mặt từ lâu rồi. Chị còn có thể đứng đây bình tĩnh mà cứu người khác đấy. Tần Đại Sư không phải Bồ Tát mà còn hơn cả Bồ Tát, vì chữa bệnh cứu người mà không cần cả mạng mình, còn chị thì sao? Chửi rủa bôi nhọ Tần Đại Sư như thế, tôi thấy chị mới là người không xứng làm bác sĩ, tôi không cho phép chị chửi rủa y đức của Tần Đại Sư. Lời của Tần Đại Sư không có ý đó, mà vì anh ấy quá mệt rồi, cả người mất sức, mồ hôi túa ra như tắm, vì anh ấy quá đói, vậy nên bảo chị đưa anh đi ăn. Vì một câu đùa mà chị đẩy Tần Đại Sư ra như vậy, chị tự để tay lên ngực mình mà hỏi, chị xứng với Tần Đại Sư chắc. Anh ấy không nói không đồng nghĩa với việc anh ấy không làm, anh ấy làm rồi thì anh ấy cũng sẽ không chủ động nói, đây là Tần Đại Sư, là tấm gương của giới y học chúng ta. Những lời này của y tá khiến Ngọc Linh Lung tự thấy hổ thẹn, cô ta không ngờ Tần Lâm vì cứu người mà liều cả tính mạng của mình. Hơn 3 tiếng đồng hồ, không phút giây nào ngừng việc châm cứu lại, như vậy thì có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu mệt mỏi, tạm thời không nhắc đến, y tá sẽ không nói dối, cặp mặt sưng đỏ và sự tức giận nơi đáy mắt kia khiến Ngọc Linh Lung cảm thấy hổ thẹn. Bóng lưng của Tần Lâm có hơi tập tễnh, những lời nói vừa rồi của Ngọc Linh Lung đúng là hơi quá đáng. Cô ta cho rằng Tần Lâm đang đùa giỡn cô ta nên mới nói với cô ta như vậy. Hóa ra là quá mệt mỏi nên muốn cô ta mua đồ ăn cho anh, chỉ vậy thôi. Mặt Ngọc Linh Lung hơi đỏ lên, đến bây giờ cô ta chưa từng chật vật đến thế bao giờ, hơn nữa còn bị một y tá quèn khiển trách, nhưng cô ta lại á khẩu không trả lời được. Đúng là đúng, sai là sai, Ngọc Linh Lung không phải người tâm địa gian xảo, lỗi của cô ta, cho dù bị một y tá quèn khiển trách thì cô ta cũng sẽ không oán hận. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, điều này khiến Ngọc Linh Lung vô cùng lúng túng. Dù vậy, anh cũng không nên ngông cuồng như thế, hoặc anh cũng có chút tỉ vết nhưng không che giấu, Tần Lâm thực sự là một bác sĩ xuất sắc, điều này, Ngọc Linh Lung không thể không đồng ý. Là cậu ta, đó chẳng phải là cháu ngoại của mẹ Nguyệt Giao sao? Là cậu ta rốt cuộc cũng về rồi. Đâu, thật không, chẳng phải cậu ta sợ tội bỏ chạy à? Bây giờ còn dám chạy đến đây. Chắc cậu ta nhận được tin tức bảo con của chúng ta không sao, vậy nên mới dám đến đây, nhất định là thế. Cô xem kìa, mặt cậu ta sợ đến tái mét lại, nếu không nhờ Tần Đại Sư cứu chữa thì con chúng ta sao khỏi được, cậu ta nhất định vẫn không dám quay lại, bây giờ biết người ta không sao thì mới dám quay lại, có điều như vậy thì cũng không thể bỏ qua cho cậu ta được. Đúng vậy, loại người như này không được phép bỏ qua. Cậu ta đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, chắc sợ phải gánh trách nhiệm nên nhanh chân bỏ chạy, bây giờ người ta khỏi rồi mới đến, đúng là không thể nhân nhượng. Mọi người rối rít đòi trừng phạt Tần Lâm, trong mắt bọn họ anh chính là đầu sỏ, cho dù bọn trẻ đều khỏi rồi thì cũng không bỏ qua chuyện này được. Chuyện ngộ độc hôn mê này, Tần Lâm nhất định phải chịu trách nhiệm, không thoát tội được. Lúc này, dì hai Đường Mẫn cũng đi vào chăm sóc Lâm Nguyệt Giao. Chỉ còn lại đám người ở ngoài cổng đang ồn ào bàn tán, Tần Lâm vốn muốn chào tạm biệt dì hai, đi về nhà nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ lại bị đám phụ huynh kia chặn lại, đám phụ huynh này khiến Tần Lâm dở khóc dở cười, đúng là phiền phức mà. Viện trưởng kịp thời xuất hiện bên cạnh Tần Lâm, nghiêm túc nói. Câm miệng cho tôi, mấy người biết con mấy người là ai chữa không? Là Tần Đại Sư chữa đấy, là Tần Đại Sư chữa cho chúng ấy. Mà vị đang đứng trước mặt mấy người chính là Tần Đại Sư đấy. Tôi có thể nói cho mấy người biết, không có Tần Đại Sư, con mấy người chết lâu rồi. Đây là cái gì? Đây là cho con mấy người sinh mệnh thứ hai, là ơn ban cơ hội sống lại. Tần Đại Sư vì chữa khỏi bệnh cho con mấy người, thậm chí không nghỉ ngơi giây nào, cung cúc tận tụy. Bản thân cậu ấy không phải bác sĩ của bệnh viện này nhưng còn có đạo đức nghề nghiệp hơn bác sĩ bệnh viện. Mấy người nên cảm ơn cậu ấy, chứ không phải ở đây nói linh tinh. Tên của Tần Đại Sư không đáng để bị mọi người sỉ nhục. Á, cậu ấy là Tần Đại Sư á? Sao có thể, Tần Đại Sư mà trẻ như vậy sao, thật không thế? Không ngờ, Tần Đại Sư lại trẻ như vậy, có vẻ như chúng ta trách nhầm Tần Đại Sư rồi. Đúng vậy, đều tại tôi nói năng linh tinh, tôi bảo rồi Tần Đại Sư sao có thể là loại người như vậy được. Tôi nói linh tinh rồi, xin lỗi Tần Đại Sư, tôi sai rồi, mong cậu tha thứ cho chúng tôi. Ha ha ha, đúng vậy, Tần Đại Sư, chúng tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, tôi thấy Tần Đại Sư cũng mệt rồi. Tôi bảo rồi, Tần Đại Sư sao có thể đến xong lại biến mất được, hóa ra là đi cứu con chúng ta, Tần Đại Sư đúng là nhân từ,
chúng tôi đúng là lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng dạ quân tử, đúng là sai lầm quá. Xấu hổ quá, xấu hổ quá, Tần đại sư, lúc trước tôi đã trách oan cậu rồi, tôi đúng là đáng đánh. Mọi người lần lượt cúi đầu trước Tần Lâm, tỏ vẻ cảm kích, thậm chí có người còn tặng tiền tặng quà cho anh, có điều đều bị anh từ chối. Tần đại sư đức độ thật. Không hổ là tấm gương mẫu mực, sau này nhất định tôi phải bắt thằng con tôi học theo Tần đại sư. Đúng vậy, Tần đại sư nhất định sẽ không ngại dạy bảo đâu, đều là người học y mà, cậu ấy còn trẻ như thế mà đã khí khái như vậy, y thuật siêu việt, đúng là hoa đà tái thế. Tần đại sư, đây là phương thức liên hệ của tôi, sau này nếu Tần đại sư gặp phải chuyện gì thì có thể gọi điện cho tôi. Đây là của tôi, Tần đại sư có thể ghi lại phương thức liên lạc của tôi. Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình với Tần Lâm, hoàn toàn đâu còn đến dáng vẻ kiêu ngạo lúc trước, thậm chí lúc đó họ còn muốn dẫm đạp Tần Lâm dưới chân. Con người đúng là loại động vật như vậy, đặc biệt là thứ như tình cảm càng khiến con người không thể nói rõ được. Đối với bọn họ mà nói, con trẻ còn sống, hơn nữa bình an vô sự, chính là nhờ công lao của Tần đại sư. Nếu như không có Tần đại sư ở đây, còn bọn họ vẫn còn đang trong cơn thập tử nhất sinh. Đưa chúng vào viện lâu như vậy mà chẳng ai chữa được, bọn họ lại chỉ có thể quan sát, quả đúng là khó chịu. Nhưng Tần đại sư vừa tới, tình huống đã thay đổi, bọn họ hoàn toàn không cần lo nữa. Tần đại sư tuổi trẻ tài cao khiến bọn họ phục sát đất. Lần này là thực sự nể phục, kính trọng Tần đại sư vô cùng, không dám có chút bất kính nào với anh. Người không sao là được, tôi cũng nên về thôi, đây là chức trách của bác sĩ chúng tôi, lương y như tử mẫu. Tần Lâm nói xong liền quay người rời đi, tất cả mọi người đều giơ ngón cái với anh, đấy mới là hình mẫu bác sĩ của đất nước, chỉ có người như thế này mới xứng làm anh hùng. Sau khi Tần Lâm đi về, ăn một bữa cơm, ngủ liền một giấc một ngày một đêm mà vẫn chưa hồi phục được hết sức lực, bởi vì anh tiêu hao quá nhiều sức. Mấy nay trong bữa cơm, mình anh ăn phần cơm của mấy người, ngay cả dì Phùng cũng kinh ngạc. Tinh tinh tinh, Tần Lâm cầm điện thoại lên xem, hóa ra là Lâm Nguyệt Giao. Chẳng phải cô ấy đang nổi giận với anh sao? Sao bây giờ lại gọi điện cho anh? Lâm Nguyệt Giao trầm giọng nói. Tần Lâm, rốt cuộc anh có quan hệ như thế nào với Tần đại sư? Tần Lâm cười nói. Anh với Tần đại sư, là bạn bè. Lâm Nguyệt Giao nói. Anh là đồ lừa đảo. Lâm Nguyệt Giao tức giận nói. Tần đại sư lợi hại như thế, sao có thể là bạn anh được? Tần đại sư nhất định là sư phụ anh hoặc là cao nhân của nhà họ Tần các anh. Đúng không, anh đừng có lừa em, nếu không sao anh biết được phương thức liên lạc của em với Tần đại sư. Tần Lâm cũng bất lực, năng lực tưởng tượng của Lâm Nguyệt Giao này tốt thật. Tần Lâm thở dài nói. Được rồi, anh nói thật. Tần đại sư là ông chú họ hàng xa của anh, có điều tuổi tác không lớn, tầm 30 tuổi thôi, lúc trước chú ấy rèn luyện trong núi cao, không thích giao du với thế giới bên ngoài. Vậy nên mới bảo anh đóng giả làm Tần đại sư, chú ấy cũng không muốn làm em tổn thương. Lâm Nguyệt Giao nói nhỏ, trong lòng có hơi thất vọng. Thật không? Vậy nếu như thế, quan hệ của anh với Tần đại sư rất thân thiết phải không? Tần đại sư không muốn làm em bị tổn thương, Tần đại sư. Lâm Nguyệt Giao ngây ngốc nói. Anh có chứng cứ gì? Lâm Nguyệt Giao suy nghĩ lại, nghiêm túc hỏi. Cái này á, em chờ một chút, anh hỏi Tần đại sư. Tần Lâm cười khổ trong lòng, Lâm Nguyệt Giao đúng là không dễ lừa, có điều cô ấy cũng đoán trước anh có quan hệ với Tần đại sư, như thế cũng tốt, đỡ bị mang tiếng oan. Có điều tiếng oan này cũng là của anh. Tần Lâm nghĩ một lúc, cuối cùng để khiến Lâm Nguyệt Giao tin tưởng, chỉ có thể nói ra nốt ruồi son mà anh nhìn thấy được khi chữa trị cho cô ấy. Tần đại sư nói, em có một nốt ruồi son ở mông. Anh! Lâm Nguyệt Giao lặng người, mím đôi môi đỏ mọng. Vừa xấu hổ vừa bực Tần Lâm, có điều trên mặt vẫn tỏ ra xấu hổ, sao Tần đại sư có thể đem bí mật này cho người khác biết được chứ? Lâm Nguyệt Giao biết, Tần đại sư nhất định có quan hệ gì đó với Tần Lâm, sau khi xác nhận, cô ấy lại càng tin tưởng suy nghĩ của mình. Con đang gọi điện cho ai thế? Bảo anh họ con Tiểu Lâm, tối nay nhớ đến ăn cơm, mẹ làm nhiều món ngon lắm, để rửa sạch xui xẻo của con. Tần Lâm cũng nghe thấy giọng dì hai ở đầu dây bên kia. Không cần nhắc lại với anh đâu nhỉ, mẹ em nói to lắm, dưới lầu còn nghe rõ mồn một cơ, bà ấy làm một bữa ăn ngon, anh có lộc ăn ghê. Mau đến đi. Lâm Nguyệt Giao cười nói, tâm tình của cô ấy vô cùng tốt,
có vẻ như trong tim Tần đại sư, cô ấy cũng có địa vị rất cao, anh ấy sợ làm tổn thương mình nên mới để anh họ liên lạc với mình. Từ điều này có thể thấy Tần đại sư là một người đàn ông ấm áp. Được rồi, tí nữa anh sẽ qua, chỉ cần có cái ăn là anh nhất định sẽ đến. Tần Lâm vui vẻ, dạo này ăn nhiều quá khiến dì Phùng sợ, lo sắp xảy ra chuyện gì. Lâm Nguyệt Giao ấp úng hỏi nhỏ. Đúng rồi, còn có một chuyện nữa, em muốn hỏi anh Tiểu Lâm, Tần đại sư. Kết hôn chưa? Tần Lâm chần chừ nói, có vẻ như Lâm Nguyệt Giao đã chọn Tần đại sư rồi. Đây là chuyện riêng tư của người ta, anh mà trả lời em thì không hay đâu. Lâm Nguyệt Giao mất kiên nhẫn mà hỏi. Anh có nói không? Nhanh chút đi, sau này bệnh viện của em mà có chuyện gì, em gọi anh qua quan sát. Tần đại sư bây giờ vẫn chưa lập gia đình. Tần Lâm nói, có bạn gái rồi, nhưng chưa kết hôn, anh cũng chỉ có thể nói như vậy với Lâm Nguyệt Giao thôi. Thế chẳng phải mình còn cơ hội sao? Hi hi hi, Lâm Nguyệt Giao thầm vui. Em cảnh cáo anh, Tần Lâm, nếu anh dám nói bậy bạ, thì cứ chờ đấy, em sẽ xử anh. Lâm Nguyệt Giao vui vẻ vô cùng, Tần đại sư không có bạn gái, nói cách khác, mình hoàn toàn có cơ hội. Tim Lâm Nguyệt Giao đập thình thịch, cô ấy đã chọn Tần đại sư rồi, cả đời này cũng không đổi. Tần đại sư nhìn thấy cơ thể cô nhất định phải gả cho anh ấy, cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có được Tần đại sư, đây chính là phương hướng phấn đấu cả đời của cô ấy. Tần đại sư uy phong, học rộng hiểu nhiều, là một bác sĩ giỏi, nhân từ. Tất cả những điều này đều khiến cô mê đắm anh. Anh cũng đã biết tâm tư của cô ấy rồi, Tần đại sư nhất định sẽ trở thành người đàn ông của cô ấy, Lâm Nguyệt Giao tin chắc vài điều ấy. Lần này là Tần đại sư chữa cho cô ấy đầu tiên. Có thể thấy, nếu như là người khác thì sao có thể chữa cho cô ấy đầu tiên được. Chỉ có thể là Tần đại sư, người tình trong mộng của cô ấy. Đây rõ ràng là ông trời đã sắp đặt trước cho cô rồi. Tần đại sư và cô chắc chắn là một cặp trời sinh, hơn nữa dưới tình huống như vậy Tần đại sư không chữa cho cô thì chữa cho ai. Hơn nữa trong cơn hôn mê, cô có thể cảm thấy được sự thương yêu, chăm sóc chu toàn của Tần đại sư với bản thân. Với Lâm Nguyệt Giao mà nói, bản thân và Tần đại sư đã định trước sẽ ở bên nhau trọn đời rồi. Bây giờ có trung gian là Tần Lâm, Lâm Nguyệt Giao cảm thấy mối quan hệ giữa Tần đại sư và cô càng ngày càng gần hơn, tục ngữ nói cấm có sai. Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Tần Lâm là anh họ cô, nhất định có thể giúp được cô. Lâm Nguyệt Giao mừng thầm trong lòng, mặc dù cô ấy chưa từng gặp Tần Đại Sư nhưng từ bóng dáng của Tần Đại Sư, cô có thể thấy được, Tần Đại Sư nhất định là kiểu người mà cô thích. Tần Đại Sư, cả đời này em sẽ ở bên anh, hi hi hi. Lâm Nguyệt Giao ôm điện thoại cười ngu. Kính con. Đường Mẫn ở trong phòng bếp nấu ăn, gọi vọng về phía Lâm Nguyệt Giao. Ai vậy, Nguyệt Giao, mau đi mở cửa đi, xem ai đến, liệu có phải anh Tiểu Lâm của con không? Chẳng nhẽ lại nhanh đến thế? Vâng ạ. Lâm Nguyệt Giao mau chóng đi mở cửa, vừa mới nói chuyện với Tần Lâm xong, chẳng nhẽ anh lại đến nhanh như thế? Lâm Nguyệt Giao vừa mở cửa nhìn thấy người bên ngoài, sắc mặt liền lộ ra vẻ kỳ quái. Lâm Nguyệt Giao đương nhiên biết người đến không phải là Tần Lâm, bởi vì mình vừa nói chuyện điện thoại với Tần Lâm xong. Sao anh lại có thể đến nhanh như vậy được, nhưng người ở trước mặt lại khiến cho cô kinh ngạc. Cậu hai? Sao lại là bọn họ? Hơn nữa cũng không phải một mình cậu hai, còn có cả mợ hai Tôn Hiểu Dĩnh, anh họ Đường Giang Sơn, còn có một người phụ nữ trang điểm đậm. Tổ hợp gì thế này? Đến theo nhóm à? Lâm Nguyệt Giao có hơi bối rối, vốn tưởng rằng sẽ được ăn một bữa, nhưng ngay khi có người đến, mặc dù là người thân nhưng dù sao cũng đã mấy năm nay không liên lạc rồi. Cho nên trong lòng Lâm Nguyệt Giao vẫn có khoảng cách. Lần trước cô đã chưa được ăn no, lần này chắc mợ hai sẽ không mang theo túi ni lông nữa chứ. Nhưng người đã đến rồi thì là khách, cô không thể thất lễ được. Nếu không thì bố mẹ sẽ xử cô mất. Lần trước đã rất xấu hổ rồi, lần này lại mang thêm một cô gái đến, chắc không phải là vợ sắp cưới của Đường Giang Sơn đấy chứ. Nhìn thì thấy trang điểm rất đậm, thân hình nóng bỏng, ăn mặc hở hang. Cảm thấy chẳng có điểm nào giống một cô gái tốt cả, dù sao thì Lâm Nguyệt Giao cũng không thích kiểu con gái ngổ ngáo như thế, tóc uốn gợn sóng, khiến cho người ta có cảm giác phong trần. Cậu hai, sao mọi người lại đến đây? Lâm Nguyệt Giao hỏi. Sao thế, gia đình mợ đến mà cháu không hoan nghênh à? Ha ha ha, cậu mợ mang ít trái cây đến,
Tôn Hiểu Dĩnh bước đến rồi đưa cho Lâm Nguyệt Giao một túi trái cây, hay lắm, chỉ có một ký táo, trông có vẻ là bị dập, giống hệt như mấy loại mua ở cửa hàng giảm giá vậy. Nhưng vuốt mặt phải nể mũi, dù gì người ta cũng đến tận nhà kia mà. Cũng không thể nào từ chối được. Ai đấy Nguyệt Giao? Đường Mẫn thò đầu ra khỏi bếp hỏi. Gia đình nhà cậu hai ạ. Lâm Nguyệt Giao trả lời, xem ra sắc mặt cậu hai không được tốt lắm, nhưng lần trước cũng như thế. Lâm Nguyệt Giao thầm nghĩ có lẽ cậu hai là người khá nghiêm túc. À, Đường Mẫn sững ra, nhanh chóng tắt bếp, rửa tay rồi đi ra. Anh chị mau vào đi, mọi người đến rồi à. Đường Mẫn cười nói, anh hai có thể đến là bà đã rất vui rồi, hơn nữa lại còn dắt theo cả nhà, trong lòng bà lại càng phấn khích hơn nữa, dù gì cả nhà đoàn tụ cũng là chuyện tốt, hơn nữa Đường Mẫn vẫn luôn ngóng trông anh hai. Lại đến phiền em nữa rồi Tiểu Mẫn. Thực sự xin lỗi. Đường Vũ cười gượng. Anh hai nói đi đâu đấy, chúng ta đều là người một nhà mà, đây là vợ chưa cưới của Giang Sơn đúng không? Đường Mẫn nhìn cô gái trang điểm đậm rồi nói. Cháu chào cô, cháu là bạn gái của Giang Sơn, tên Băng Nghiên ạ. Băng Nghiên cười nói. Con bé này được đấy, mau vào đi. Đường Mẫn cười nói. Còn phải nói, ông già này, lúc nào cũng tỏ ra không thân thiết. Đây chẳng phải cũng là gia đình của mình sao? Tiểu Mẫn là em gái ruột của chúng ta, nếu ông còn như thế thì tôi sẽ không vui đâu đấy. Đổi lại là người khác thì cho dù có bảo tôi cũng sẽ không đến đâu, ông cho rằng ai cũng có thể mời được tôi ư. Tục ngữ có câu, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn, đấy là nói về tình cảm anh em thắm thiết, chẳng phải là tôi đang vì ông sao? Tôn Hiểu Dĩnh nói xong liền trừng mắt nhìn Đường Vũ. Vừa ra khỏi nhà đã bày ra dáng vẻ điếc không sợ súng đấy rồi. Chị hai nói phải, anh hai, anh không cần khách khí, sau này có thời gian thì cứ đến nhà em chơi, đều là người một nhà cả, khách sáo gì chứ, ha ha ha. Đường Mẫn cười nói, thơm quá, em đang hầm món gì ngon sao, chúng ta đến thật đúng lúc, ha ha ha. Đúng là tôi có lộc ăn mà, đi đến đâu gặp đồ ăn đến đó, mọi người nói xem có trùng hợp không đây, hơ hơ hơ. Tôn Hiểu Dĩnh cười nói, mặt đầy hưng phấn, sau đó đi vào nhà bếp nhìn quanh. Sau khi gia đình cậu hai vào nhà, trong lòng Lâm Nguyệt Giao vẫn cảm thấy có gì đó không an tâm, cũng không biết lý do tại sao, dù gì thì vẫn cảm thấy giống hệt như quỷ vào thôn vậy. Nhìn thấy chưa hả Băng Nghiên, đây là nhà cô hai, sang trọng, rộng hơn 100 mét vuông, to lớn biết bao nhiêu. Tôn Hiểu Dĩnh cười tủm tỉm nói, nhà cô hai có rất nhiều tiền. Cũng thuộc nhất nhì thành phố đấy. Chị hai đừng nói thế làm em ngại, ha ha ha. Đường Mẫn vừa cười vừa lắc đầu. Em đừng có khiêm tốn, chúng ta là người một nhà mà, có gì xấu hổ đâu chứ. Tôn Hiểu Dĩnh cong môi nói. Vừa hay đến giờ cơm, chúng ta cùng ăn đi. Đường Mẫn nói. Khó mà chối từ được, ha ha ha, em cứ làm việc của em trước đi, tụi chị ngồi đợi chút là được. Đều là người nhà cả, có gì đâu mà khách sáo. Tôn Hiểu Dĩnh cười đến tận mang tai, sau đó vội vàng kéo Đường Giang Sơn và Băng Nghiên ngồi xuống. Nhà cô hai quả thực là có điều kiện. Băng Nghiên nhìn quanh, mắt sáng như sao. Mọi người cứ ngồi trước đi, anh hai chị hai, trong nồi có cua và hải sản tươi nữa nè. Đường Mẫn nói, sau đó nhanh chóng vào bếp chuẩn bị. Chị vừa hay cũng khát đã vội vàng chạy qua đây, Nguyệt Giao. Mau rót cho cậu mợ chén trà đi. Tôn Hiểu Dĩnh ngồi xuống, sau đó lại kêu Lâm Nguyệt Giao, sắc mặt cô liền xa sầm, bệnh tình của cô còn chưa đỡ nên mới phải ở nhà nghỉ ngơi, đây là đang coi cô là người làm à. Nếu không vì nể mặt cậu hai thì Lâm Nguyệt Giao cũng chẳng thèm hầu hạ cái người, mợ hai, không biết khách sáo này. Cô miễn cưỡng pha một ấm trà, sau đó ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Ây dô! Tôn Hiểu Dĩnh hấp một ngụm trà. Sau đó nhăn mặt. Cháu muốn là mợ nóng chết à, chỉ uống có mỗi ngụm trà mà nóng thế sao? Tôn Hiểu Dĩnh nửa đùa nửa thật, Lâm Nguyệt Giao cũng cảm thấy bực trong lòng, nhưng là người lớn trong nhà nên cô chỉ đành cười gượng. Thấy chưa hả Băng Nghiên, nhà cô hai anh có tiền như vậy mà. Đường Giang Sơn nói với vẻ tự hào. Lâm Nguyệt Giao không khỏi khó chịu, cô cau mày, nhà tôi có tiền thì liên quan gì đến anh? Làm như nhà anh có tiền không bằng. Nguyệt Giao thật có phúc, vừa nhìn là biết con nhà có điều kiện, là thiên kim tiểu thư. Băng Nghiên cười nói, Lâm Nguyệt Giao luôn cảm thấy cô ta không hề có ý tốt, bởi vì căn bản cô đã không thích Băng Nghiên,
cô ta ăn mặc quá hở hang, người trẻ yêu cái đẹp thì không nói nhưng không thể ăn mặc lồ lộ kiểu đó trước mặt người lớn được, dù sao thì Lâm Nguyệt Giao cũng không chấp nhận. Chị dâu nói đùa rồi. Lâm Nguyệt Giao vừa cười vừa gật đầu, không nỡ trách móc cô ta nữa, cũng không thể nào trở mặt với bọn họ trong nhà mình được, ai bảo mẹ cô có lòng tốt chứ. Đừng nói vậy chứ, chị thấy anh của em còn không có cửa đâu. Băng Nghiên cười mỉm nói, Đường Giang Sơn bên cạnh có chút ngượng ngùng, Lâm Nguyệt Giao có thể nhìn ra được Băng Nghiên không hề nói đùa. Lẽ nào mối quan hệ của hai người đang có vấn đề sao? Con cũng đã có rồi mà, hơn nữa lại còn gặp cả phụ huynh, tại sao trông Đường Giang Sơn có vẻ không được tự nhiên như vậy cơ chứ? Anh hai chị hai đến rồi, vừa rồi em làm việc trong phòng đọc sách, thật xin lỗi, em không chú ý. Lúc này Lâm Vũ vừa mới đi ra từ phòng đọc sách, nhìn thấy gia đình Đường Vũ, ông liền mỉm cười gật đầu. Không sao, không sao, mọi người đều là người một nhà, khách sáo làm gì, em không cần phải vậy đâu. Tôn Hiểu Dĩnh cười nói, không hề coi mình là người ngoài, cả nhà bốn người ngồi ngay ngắn trên bàn, chiếm cả vị trí chủ tọa, khiến cho Lâm Nguyệt Giao ngẩn cả người, đây là đang muốn ngồi xuống ăn sao. Cũng, thực tế, quá rồi đó. Tính, vơ vét, hết tiệc hay gì. Lâm Nguyệt Giao thực sự cạn lời với người nhà của Tôn Hiểu Dĩnh. Cơm nước sắp xong rồi, Nguyệt Giao xuống phụ một tay đi. Đường Mẫn nói. Lâm Nguyệt Giao đỡ phải ở đây tiếp mấy vị, khách quý, này, liền vội vàng xoay người xuống bếp giúp mẹ. Mẹ, sao bọn họ lại đến nữa thế? Lâm Nguyệt Giao lầm bầm. Con bớt nói mấy câu đi, đều là người thân với nhau, đừng có ở đây ăn nói lung tung nữa, đó là cậu hai, chúng ta mắc nợ cậu hai đó, nếu như để mẹ nghe thấy con còn ăn nói lung tung thì đừng trách. Đường Mẫn trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt Giao. Trong lòng Lâm Nguyệt Giao thầm thở dài, cảm thấy tủi thân, nhưng đó là chuyện của đời trước cho nên cô cũng lười hỏi, với lại cô cũng không vô lễ với cậu hai, ngược lại còn rất kính trọng Đường Vũ, nhưng mợ hai cũng mặt dày quá rồi đó, hoàn toàn tự coi mình là người nhà, vênh váo ngồi đó sai bảo người khác bưng trà rót nước, nghĩ đến thôi cũng thấy bực. Mau lên, bưng mấy món hải sản này lên trước. Đường Mẫn nói với Lâm Nguyệt Giao. Lâm Nguyệt Giao bưng một nồi hải sản lớn lên, nào là tôm hùm bào ngư, tất cả đều rất tươi, lại vô cùng đẹp mắt, đầy cả một nồi lớn, làm cho Tôn Hiểu Dĩnh và Đường Giang Sơn nhìn thôi cũng chảy nước dãi. Một dĩa lớn như vậy, phải tốn bao nhiêu tiền đây? 10 con tôm hùm như vậy chắc cũng phải mấy nghìn nhỉ. Còn cả các loại bào ngư, tôm hùm, cua ở Hồ Dương Trừng, toàn là đồ hải sản phong phú, chất ngập trong một cái nồi lớn. Cũng ra gì đấy nhỉ? Tôn Hiểu Dĩnh cười nói, cười không ngất mồm, bà ta thích nhất là hải sản, nhưng tốn nhiều tiền như thế thì làm sao gia đình bà ta có thể ăn nổi. Bình thường cùng lắm cũng chỉ ăn được vài con tôm nhỏ, nếu ăn một bữa như thế này thì chắc là tiền sinh hoạt nửa năm của cả nhà bọn họ ở nông thôn mất. Chậc chậc, cũng xa hoa quá rồi đó. Tôn Hiểu Dĩnh cảm thấy sốc vô cùng, nước dãi đều chảy ra cả rồi, xem ra hôm nay người tính không bằng trời tính, một bữa ăn thịnh soạn thế này. Không thể nào không thèm thuồng được. Đường Giang Sơn lại càng hăm hở hơn, nhìn sang bạn gái rồi đá lông nheo. Anh đã nói rồi, cô hai có tiền mà, em thấy chưa? Nhiều đây hải sản chắc cũng mất mấy nghìn đấy nhỉ? Đường Giang Sơn nói nhỏ với Băng Nghiên. Mấy nghìn, hơn 10 nghìn cũng chưa chắc mua được đâu. Băng Nghiên bĩu môi nói, đảo mắt nhìn Đường Giang Sơn, anh ta cứ như đồ nhà quê vậy, vừa nhìn liền biết chẳng làm nên trò trống gì. Cho nên cũng chẳng được ăn mấy món ngon như thế. Nhưng Băng Nghiên cũng rất kích động, Đường Giang Sơn không ăn được nhưng cô ta thì chưa chắc, người bình thường ai mà ăn một bữa hơn 10 nghìn chứ. Em rể cũng mau đến ngồi đi, cứ tự nhiên đi, đây cũng không phải lần đầu chúng ta ăn chung. Tôn Hiểu Dĩnh nói, bởi vì bà ta đang rất muốn ăn rồi, nhưng lúc này bà ta lại lấy điện thoại chụp lại, sau khi về còn có cái cho mấy bà thím quê mùa ở thôn xem. Bọn họ cả đời cũng chưa chắc được ăn đồ ngon như vậy. Lâm Vũ chợt sững ra, đây là người nhà của mình nhưng lại khiến cho bản thân cảm thấy xấu hổ. Được được được, Lâm Vũ cười nói. Đừng khách sáo, hải sản hôm nay đủ cho tất cả mọi người, trong nồi còn có cả súp hải sản nữa đấy. Đường Mẫn cười nói, sau đó mang lên một cái nồi lớn, nhiều người như vậy ăn cũng không hết. Thật lãng phí quá đi, he he he, vậy thì chị không khách sáo nữa nhé. Tôn Hiểu Dĩnh cười nói, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng lộ ý cười. Nhiều hải sản như vậy ăn làm sao hết,
lát nữa chị sẽ gói mang về, nếu không để qua đêm sẽ hư mất. Tôn Hiểu Dĩnh mím môi nói, không hề có chút gì ngập ngừng. Lâm Nguyệt Giao trợn tròn mắt, được lắm, Châu hải sản lớn ngày hôm nay có lẽ ăn không no được rồi. Mau ăn đi, còn ngây ra đó làm gì? Tôn Hiểu Dĩnh lập tức tóm lấy một con tôm hùm lớn, bẻ đầu rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Đường Mẫn hơi bất ngờ, chị hai đúng là nhiệt tình, không hề nể nang chút nào. Lát nữa Tiểu Lâm cũng đến, hay là chúng ta đợi lát nữa ăn chung nhé chị hai? Đúng vậy, đợi Tiểu Lâm một lát đi. Đường Vũ nói, bất lực nhìn Tôn Hiểu Dĩnh, bà ta đúng là làm người khác mất mặt, nhưng ông ta lại là người sợ vợ nên chỉ có thể giữ trong lòng mà thôi. Đợi cái gì chứ, chẳng phải là người ngoài sao? Đây là nhà chúng ta mà, mau ăn đi, nếu không kịp thì lát nữa ăn cũng được, hải sản tươi như thế này, để nguội sẽ không ngon đâu. Ở nhà chị nấu bánh hấp, bên trên có ít tôm nhỏ, để nguội sẽ bị tanh. Tôn Hiểu Dĩnh cười nói. Băng Nhiên đảo mắt, khóe miệng cười giễu cợt, người như Tôn Hiểu Dĩnh thật khiến cho người ta mất mặt. Tinh! Đang nói thì chuông cửa đột nhiên vang lên, Lâm Nguyệt Giao vội ra mở, hóa ra là Tần Lâm. Anh Tiểu Lâm đến rồi, mau vào đi. Tần Lâm vừa nhìn sơ qua, thấy cả nhà cậu hai cũng ở đây, hơn nữa lại còn có một cô gái trang điểm đậm ngồi cạnh đường Giang Sơn, chắc có lẽ là vợ chưa cưới của anh ta. Cậu hai cũng ở đây à? Tần Lâm cười rồi gật đầu, Đường Vũ cũng thoáng cười rồi gật đầu. Mau vào đi Tiểu Lâm, mọi người đều đang đợi cháu đấy. Đường Mẫn kéo Tần Lâm vào nhà. Mau lên, chậm chạp lề mề quá, phải để cho người lớn đợi sao, có thấy hay ho không? Tôn Hiểu Dĩnh cong môi nói, bà ta không hề thích Tần Lâm, lúc trước anh còn giúp Đường Mẫn viết giấy nợ, đúng là cái thứ gì đâu đâu. Cậu mợ đến trả tiền sao? Nhanh như vậy mà có tiền rồi à? Tần Lâm cười nói. Bị anh hỏi ngược, Tôn Hiểu Dĩnh lập tức không thốt nên lời, cũng không biết nên nói gì. Sắc mặt Tôn Hiểu Dĩnh thay đổi rõ rệt, hung hăng nhìn về phía Tần Lâm. Cái gì có tiền không tiền, ăn nói kiểu gì đó Tiểu Lâm, nào, đến ăn cơm đi. Đường Mẫn cười nói, căn bản bà không thèm để tâm đến việc đó, coi như là bù đắp cho anh hai cũng được. Đúng là thịnh soạn quá, xem ra hôm nay cháu có phúc ăn rồi. Cảm ơn dì hai. Tần Lâm nở nụ cười vui vẻ, không có mẹ nhưng dì hai lại chính là người thân của anh, vậy nên Tần Lâm không hề khách sáo, sau khi rửa tay xong liền ngồi xuống chuẩn bị ăn. Mọi người ăn nhiều một chút, hôm nay tôi đã làm rất nhiều hải sản đấy, đủ cho tất cả. Đường Mẫn nhìn cả nhà cùng nhau ăn cơm, trong lòng vô cùng vui vẻ, điều mà người giàu quan tâm nhất đó là sự hòa thuận giữa người trong gia đình với nhau, Đường Mẫn căn bản không thiếu tiền. Lại còn được thừa kế tiền từ nhà họ Đường nên giàu càng thêm giàu, sống hơn nửa đời người, điều mà bà cảm thấy vui nhất chính là sự thấu hiểu lẫn nhau. Một bữa ăn vô cùng vui vẻ, bình thường Tần Lâm không thích hải sản, có sơn hào hải vị nào mà anh chưa ăn đâu chứ. Nhưng gần đây cơ thể anh lại đang cần bồi bổ nên anh đã ăn được rất nhiều thứ. Bữa hải sản này đúng là dành riêng cho anh. Tần Lâm ăn không hề ít, khiến cho Đường Mẫn vui vẻ, nhưng lại có người không hài lòng. Một mình Tần Lâm lại ăn 4 con tôm hùm lớn, lại còn rất nhiều cua ghẹ và các loại hải sản khác, dường như cả một nồi hải sản lớn đều bị anh ăn sạch. Những người còn lại mới ăn hết một nồi lớn, đối với Tần Lâm mà nói thì bữa ăn này vô cùng bổ dưỡng với anh. Nhiều hải sản như vậy, chắc chắn sẽ ăn không hết, Tôn Hiểu Dĩnh vốn đã chuẩn bị để gói mang về, bây giờ nhìn thấy Tần Lâm ăn như thế thì còn gì để mang về đây? Cậu ăn ít thôi, Tôn Hiểu Dĩnh đau lòng nói. Đường Mẫn không hề tiếc, đó là cháu của bà, coi như cũng sắp là con trai, có ăn nhiều thì bà vẫn lo được, hơn nữa anh cũng đã mua rất nhiều, cho dù có ăn không hết cũng sẽ để Tiểu Lâm gói mang về, nhưng bây giờ xem ra sức ăn của Tiểu Lâm thật sự làm cho người khác bất ngờ. Ăn nhiều như vậy, cẩn thận vỡ bụng đấy, đến lúc đó xem cậu làm sao. Tôn Hiểu Dĩnh cáu kỉnh nói, đau lòng muốn chết đi được, Tần Lâm ăn nhiều hơn một miếng thì bà ta lại ăn ít đi một miếng, phải làm sao bây giờ? Tôi còn mang theo túi ni lông để gói mang về đây này. Nhìn là chiết chắc chưa từng nhìn thấy đồ ăn nhỉ, bình thường ở nhà không ăn được đồ ngon à. Đường Giang Sơn bĩu môi nói, nếu như Tần Lâm không ăn thì mẹ anh ta sẽ gói mang về, sau này vẫn là gia đình anh ta ăn. Cậu có giỏi thì cứ ăn đi, xem thử ai ăn được nhiều hơn. Tần Lâm nhún vai, bình tĩnh nói. Xem dáng vẻ không có tiền đồ này thì chắc kiếp trước là quỷ đói đầu thai mất.
Tôn Hiểu Dĩnh luyên thuyên không ngừng, nhìn thấy nồi nước đã cạn, bà ta hận không thể giật lại con tôm hùm lớn từ trong miệng Tần Lâm. Không sao, vẫn còn một nồi nữa. Đường Mẫn nói. Thật sao? Tôn Hiểu Dĩnh vui mừng khôn xiết, xem ra có hy vọng gói mang về rồi. Dù như vậy, nhưng Tần Lâm vẫn là cái gai trong mắt bà ta. Vậy mang hết lên đi dì hai, cháu cũng ăn chưa no. Tần Lâm cười nói. Cháu còn ăn được nữa sao? Đường Mẫn hơi kinh ngạc, không phải không nỡ để Tần Lâm ăn, nhưng anh đã ăn hết cả một nồi 5-6 người ăn rồi, bây giờ mà còn tiếp tục ăn nữa thì bụng sẽ toang mất. Không sao đâu dì hai, cháu là bác sĩ mà, cháu biết chừng mực. Được thôi, vậy cháu cứ ăn nhiều một chút. Đường Mẫn lại làm đầy một cái nồi lớn, nhưng lúc này sắc mặt của Tôn Hiểu Dĩnh lại càng lúc càng trở nên khó coi, nếu anh còn tiếp tục ăn nữa thì của bà ta sẽ không còn mất. Lâm Nguyệt Giao nhìn thấy Tần Lâm ăn khỏe như vậy liền tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của Tôn Hiểu Dĩnh thì trong lòng lại thấy thích thú. Còn muốn gói mang về à? Hi hi hi, chắc lần này gặp cao thủ rồi nhỉ? Tần Lâm căn bản không hề quan tâm đến vẻ giận dữ Tôn Hiểu Dĩnh, dù sao thì tôi cũng chẳng ăn đồ của nhà bà. Lại một lần nữa, một nồi hải sản lớn dành cho 5-6 người đều bị Tần Lâm ăn sạch. Anh Tiểu Lâm, anh ăn giỏi quá đấy. Người ăn khỏe như vậy cần phải dùng nồi. Ha ha ha, câu này thật đúng là dành cho anh đấy. Lâm Nguyệt Giao cười nói, nhưng lúc này sắc mặt của Tôn Hiểu Dĩnh lại tái mét, lửa giận trong mắt như muốn bộc phát ra ngoài, vô cùng khó chịu, bà ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hai nồi lớn, hai nồi hải sản lớn lại bị một người ăn sạch, vốn tưởng sẽ được gói mang về, nhưng bây giờ lại bị Tần Lâm ăn hết, Tôn Hiểu Dĩnh sao có thể không đau lòng được. Sắc mặt của Đường Giang Sơn và Băng Nghiên cũng trở nên khó coi, Tần Lâm ăn cũng khỏe quá rồi đấy. Nếu cứ tiếp tục ăn như vậy thì bọn họ còn gì để ăn đây? Vốn tưởng rằng Tôn Hiểu Dĩnh sẽ gói về rồi làm một bữa ăn đêm, nhưng bây giờ lại bị một mình Tần Lâm quét sạch cả rồi. Đúng là người ăn khỏe đích thực. Thoải mái. Tần Lâm vỗ bụng mấy cái, lần này lại khiến cho dì hai cảm thấy thoải mái rồi, Tần Lâm đã ăn hết hai nồi hải sản nên mới vỗ bụng một cách sảng khoái. Cậu cứ ăn tiếp đi, sớm muốn gì cũng vỡ bụng mà chết thôi. Tôn Hiểu Dĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, tay siết chặt nắm đấm, cứ như Tần Lâm đã ăn hết hải sản của gia đình bà ta vậy. Đúng thế, trong lòng Tôn Hiểu Dĩnh đang nghĩ Tần Lâm đúng là đã ăn hết chỗ hải sản của nhà bà ta. Tiểu Lâm thực sự ăn rất khỏe, dì hai vui lắm, ha ha ha, đồ ăn tôi nấu mọi người đều đã ăn hết cả rồi, cũng coi như là lời khen dành cho tôi, mọi người đều đã ăn no cả chưa. Anh hai chị hai. Đường Mẫn nhìn sang gia đình Đường Vũ. Ăn no rồi, no rồi, cảm ơn sự nhiệt tình của Tiểu Mẫn nhé. Đường Vũ cười nói. À đúng rồi, anh hai đến đây có chuyện gì thế? Lâm Vũ hỏi. Cũng không có gì. Đường Vũ gãi đầu, tỏ ra hơi thận trọng. Cũng có chút chuyện, ha ha. Tôn Hiểu Dĩnh đấm vào cùi trỏ của Đường Vũ rồi cười nói. Đều là người một nhà. Không cần phải giấu giếm làm gì, chị hai, có chuyện gì chị cứ nói thẳng đi. Đường Mẫn nói, sau khi ăn uống no say thì cũng nên bàn vào việc chính, anh hai chị hai đã đến đây thì ắt hẳn sẽ có chuyện gì đó. Không có việc gì quan trọng thì không dám làm phiền, he he, đúng là chỉ có mỗi em hiểu chuyện. Tôn Hiểu Dĩnh nói, không phải trả tiền, chẳng lẽ lại đến mượn tiền sao? Mượn được trả được thì mượn tiếp mới dễ. Bây giờ tiền vẫn còn chưa trả được thì cậu mợ lại muốn đến mượn tiền nữa à? Cháu thấy không nên đâu. Tần Lâm cười nói, Tôn Hiểu Dĩnh hận không thể chặt Tần Lâm thành tám khúc, thằng khốn này lại ở đây gây chuyện. Người lớn đang nói chuyện thì đừng có xía vào, anh không có chút giáo dục nào à? Tôi mượn tiền cô tôi, liên quan gì đến anh? Đường Giang Sơn trầm giọng nói, tôi không có giáo dục thì vẫn không đến lượt cậu dạy dỗ đâu. Nhưng tôi biết xấu hổ. Tôi không đi mượn tiền mà không trả, lại còn tiếp tục đến mượn. Tần Lâm cười khẩy. Anh! Đường Giang Sơn cảm thấy vô cùng bực tức, nhưng không cách nào phản bác được, bởi vì bọn họ thực sự lại đến để mượn tiền. Được rồi, hai người bớt nói mấy câu đi. Lâm Nguyệt Giao chau mày. Em này, chị thật sự cũng ngại lắm, nhưng vì đứa nhỏ này nên chị đã rất hao tâm tổn sức. Tôn Hiểu Dĩnh nói với vẻ tủi thân. Xấu tốt gì thì Giang Sơn cũng là người nhà họ Đường, em cũng không thể trơ mắt nhìn Giang Sơn không lấy vợ được. Đường Mẫn biết Tiểu Lâm nói không sai, Tôn Hiểu Dĩnh lại đến mượn tiền lần nữa.
Chị hai, có gì chị cứ nói thẳng đi. Vậy được, chị cũng không vòng vo nữa. Em nhìn xem bây giờ Giang Sơn cũng đã có chỗ đứng trong thành phố rồi, nhà cũng mua xong rồi, nhưng mỗi tháng cần phải trả 3.000 tiền nhà, cộng thêm phí sinh hoạt nữa, rồi còn thêm đứa bé sắp sanh, nào là tiền sữa bỉm vân vân, phải tốn bao nhiêu tiền như thế, chị nghĩ thay cho nó thôi mà cũng đau cả đầu. Số tiền nhà đó phải còng lưng trả 30 năm mới hết, hơn nữa còn phải trả thêm mấy trăm nghìn tiền lãi, thật sự không còn dư chút nào. Đợi đến khi Giang Sơn 50, 60 tuổi mới có thể trả hết nợ, sống cả một đời mệt mỏi, thật sự chị không nhẫn tâm chút nào. Trả lãi mấy trăm nghìn cho ngân hàng rồi còn phải báo hiếu, mua chút đồ ngon tặng cho cô chú nữa, vậy thì không tốt sao? Tôn Hiểu Dĩnh tỏ ra nghiêm túc, nói với vẻ buồn rầu, khóe mắt đột nhiên ướt đẫm. Đúng vậy, nếu như nhà phải vay thì cháu sẽ không kết hôn với anh ấy đâu, phải trả mất 30 năm, cháu không chịu, tuổi thanh xuân đẹp đẽ của cháu không thể lãng phí với anh ấy được, cháu không cam tâm. Đợi sau khi đứa bé chào đời thì còn phải tốn thêm tiền sữa bỉm, rồi nào là chi phí gia đình, tiền nhà tiền cửa, người trẻ tuổi bây giờ phải chịu bao nhiêu là áp lực chứ? Hở một tí là đòi nhảy lầu tự sát, cháu không muốn con mình sinh ra mà không có bố. Băng Nghiên bình tĩnh nói. Băng Nghiên, chúng ta cùng nhau cố gắng được không? Anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc. Đường Giang Sơn hứa với Băng Nghiên. Anh sắp không xong rồi, mấy đồng lương lẻ của anh trả xong tiền nhà thì còn dư bao nhiêu chứ? Mấy nghìn lẻ còn không đủ để mua sữa cho con nữa kia, hai chúng ta phải sống như thế nào đây? Cạp đất ăn à, hay là anh muốn để cho con cháu nhà họ Đường hít không khí sống? Băng Nghiên cười chế giễu. Dù sao căn nhà trả góp này cũng không ổn. Ngày mai em sẽ mang con đi phá, em cũng không muốn sinh ra con rồi cùng nhau cạp đất mà ăn đâu, nếu sinh như vậy thì thà rằng đừng sinh thì hơn. Không được, nhà họ Đường không thể không có người nối dõi được, chắc chắn phải sinh, nhà họ Đường cho dù có phải bán hết của cải cũng phải giữ lại đứa bé. Tôn Hiểu Dĩnh lập tức trừng mắt nhìn. Ai ra, em bé lại đá nữa rồi. Băng Nghiên cong môi nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.